Các truyện hương sư hân hạnh giới thiệu bộ truyện Nhất phẩm quý thê Của tác giả Tịch yêu yêu Thể loại Ngôn tình, xuyên không, trọng sinh, cổ đại, gia đấu, cung đấu Gồm 154 chương và hai phiên ngoại Tóm tắt nội dung Nàng là một người vợ yêu mái ấm gia đình sống bên người chồng luôn bận rộn với đối tác làm ăn, đến nỗi khi nàng trút hơi thở cuối cùng mà người chồng vẫn đang còn say sưa bên bàn nhậu với đối tác. Năm nhân hòa thứ 17 ở Đào Hoa Thôn, trưởng nữ nhị phòng đường gia là một người tuy có dáng dấp xinh đẹp, nhưng tính khí càng rỡ, vì bị buộc gã cho biểu ca một con ma bệnh thâm niên để sung hỉ, nên nàng đâm đầu vào tường, thế là đi đời nhà ma. Tỉnh lại, nàng mặt ngoài dịu dàng yên lặng, nội tâm hiện đại kiên nghị quả cảm. Thấy phụ mẫu thân sinh bị tổ mẫu mắng không dám ngẩng đầu, nàng thở dài một hơi thật sâu, phun ra hai chữ, con gã. Còn hắn là nam trùng sinh đến ba kiếp bị người thân nhất hãm hại, mặt ngoài suy nhược vô lực, nhưng nội tâm tình cảm mãnh liệt. Một khi nữ chính xuyên không gặp gỡ nam chính trọng sinh trở thành một đôi phu thê, không biết sẽ tạo nên kỳ tích gì. Mời các bạn theo dõi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube các truyện hương xưa xin hãy bấm đăng ký like và chia sẻ để giúp chúng mình có thêm động lực nhé xin cảm ơn các bạn thôn đào hoa tên như ý nghĩa ở trong thôn có rất nhiều cây đào nhưng đều là hoang dại cho dù chín rồi trái cây cũng khó có thể ăn vào miệng lại không ngại mùa xuân cảnh đẹp trắng hồng khắp núi đồi mỗi năm đầu xuân thôn dân làng trên xóm dưới sẽ thừa dịp nhàn hạ tới nơi này đi dạo mà mấy năm trước một gia đình giàu có ở phủ thành đột nhiên xây một tòa biệt viện ở rừng đào sau núi, chỉ có đầu xuân mới đến ở gần một tháng. Hiện giờ đúng là lúc hoa đào nở đầy khắp núi đồi, cho dù cách rất xa, vẫn như cũ có thể ngửi được mùi hương nhàn nhạt. Cây đào trăm năm ở cửa thôn càng là nơi đại cô nương, tiểu tức phụ tụ tập theo thùa. Hôm nay, đường gia lại náo nhiệt, làm không ít người đều nghe được. Đường mẫn là trưởng nữ của đường võ, nhị phòng đường gia. Năm nay 14 tuổi, phía dưới còn có một đôi Long Phượng thai 10 tuổi, đệ đệ Đường Hạo và muội muội nhỏ nhất Đường Dĩnh. Mẫu thân của Đường Mẫn, Trương thị là người tính tình mềm mại, ngoại trừ nghe cha mẹ chồng chính là nghe trượng phu, đôi khi còn nghe con gái, thuộc về hình tượng tức phụ cổ đại tiêu chuẩn. Thượng phòng, Đường Mẫn xưa nay cường thế đôi tay chống nạnh, nhìn sắc mặt tổ mẫu xanh mét, trong lòng nảy lên khoái cảm. Kêu con gã cho cháu bên ngoại của nãi nãi có người tra tấn cháu gái mình như vậy sao? Ai không biết hắn là một ma ốm sắp tắt thở? Không phải trong nhà giết heo, rất có bạc sao? Nếu thật có thể khỏe lại, nãy nãy có thể tiện nghi con gái nhị phòng như con sao? Đã sớm nhường cho đại tỷ rồi. Tổ mẫu, bất công cũng không thể trắng trợn như vậy chứ, có bạc thì kêu bọn họ đi ra ngoài mua một tức phụ về sung hỉ đi. Vậy mà ngài cũng nghĩ ra được. Trương thị nhìn mẹ chồng bị chọc giận đến mức mặt đỏ bừng, lại nhìn sắc mặt cha chồng trở nên khó coi, vội vàng tiến lên kéo kéo Đường Mẫn. Mẫn nhi, đừng nói chuyện với tổ mẫu con như vậy. Đường Mẫn ném ra tay Trương thị, chỉ vào Đường lão thái thái, quát Trương thị, nương, con gái của nương bị đưa đi sung hỉ, nương lại kêu con nuốt xuống khẩu khí này. Lỡ như ma ốm kia hai chân vừa dẫm, con phải thủ tiết cả đời sao? Ngài có phải mẹ ruột của con hay không sao lại cùng lão thái bà nhẫn tâm này ra tấn con? Dựa vào cái gì kêu con gả? Con còn chưa tập kê đâu, năm nay đại tỷ đều 16 tuổi, sao không cho nàng gả qua đi? Bởi vì Trương thị nói một câu, đường mẫn hoàn toàn mất lý trí, cháu trai bà ta là người, con không phải sao? Con còn là cháu gái ruột của bà ấy, có người khuỷu tay quẹo ra ngoài như vậy sao? Nếu truyền ra ngoài, con xem bà ta làm sao lộ mặt ở trong thôn muốn tra tấn chết con ư con mới sẽ không để bà ấy như nguyện nói xong nàng dùng sức nhổ xuống mặt đất ngẩng đầu hung hăng trừng mắt nhìn đường lão thái thái xoay người chạy ra đường lão gia tử vừa thấy tư thế này mở miệng nói với trưởng tôn đường kim đang đứng trong phòng ngăn nàng lại nhốt nàng vào phòng không được ta cho phép bất luận kẻ nào cũng không thể thả nàng ra đường kim do dự một lát gật đầu xông ra ngoài chạy theo đường mẫn tới cổng lớn một phen bắt được nàng Đường mẫn quay đầu lại nhìn thấy đường kim, ánh mắt tức khắc trở nên giống như rắn độc. Nàng dùng sức ném cánh tay, muốn tránh thoát đường kim kiềm chế, nhưng dù sao đường kim cũng là nam nhân trưởng thành, đối mặt tiểu cô nương trước mắt, trừ phi hắn cố tình buông tay, nếu không nàng tuyệt đối không thể tránh thoát. Đối với đường muội đường kim thật đúng là không biết phải nói gì, xinh đẹp nhất trong thôn không sai, nhưng tính tình này khiến cho người ta không tán đồng. Tuy không có ý xấu, nhưng tính tình quá táo bạo phàm là xem ai trong nhà không vừa mắt nàng đều có thể mở miệng la hét ầm ĩ vài câu ngay cả tổ mẫu cũng không ngoại lệ chuyện lần này trong lòng hắn cũng không muốn nhưng trước đó vài ngày cửu mẫu tới cửa khóc thở hổn hển chính là vì một cây độc đinh biểu đệ từ nhỏ biểu đệ đã suy nhược theo chậm rãi lớn lên sức khỏe không những không chuyển biến tốt đẹp ngược lại càng thêm nghiêm trọng cửu mẫu nói đại phu bắt mạch phán biểu đệ sống không quá hai mươi cho nên mới muốn tới cửa cầu cưới đường hân nhưng đường hân là muội muội ruột của hắn từ nhỏ thuận theo hiểu chuyện ngày thường ngoại trừ ăn cơm rất ít đi ra cửa phòng phần lớn thời gian chính là ở trong phòng theo thùa đường hân hướng nội nếu gả nàng cho biểu đệ lỡ như biểu đệ qua đời hắn thật sự không thể tưởng tượng đường hân sẽ biến thành bộ dáng gì tổ phụ và tổ mẫu hẳn cũng nghĩ đến tình huống này cho nên mới đổi đường hân thành đường muội đường mẫn lại không ngờ nàng giống như một cây pháo đốt vừa nghe muốn gả nàng cho biểu đệ lập tức tạc như thế nào vì muội muội của huynh huynh cũng hồ theo bọn họ khi dễ muội đường mẫn giọng điệu lạnh băng quát đường kim đường kim cảm thấy lúc này lòng bàn tay chính mình nóng lên da mặt càng là nóng như lửa rõ ràng lý trí cảm thấy hẳn nên buông tay tình cảm lại nói cho hắn tuyệt đối không thể thả mẫn nhi đừng náo loạn cổ phụ đều tức giận muội về phòng ngẫm lại trước đi hôm nay huynh không thể để muội ra cửa huynh buông tay đừng cho là muội không biết trong lòng huynh nghĩ gì muội muội ruột của huynh là người muội không phải sao muội biết các người đều ghét bỏ muội các người đánh chủ ý có thể giấu được ai toàn bộ đường gia không ai hướng về muội tổ phụ tổ mẫu như vậy đại phòng các người như vậy cha mẹ muội cũng là như thế các người muốn bức muội chết hay sao nghe nàng nói táo bạo Đường Kim như cũ không buông tay, túng chặt nàng kéo vào trong phòng. Đường Mẫn tức giận đến cực điểm, la to hắn không để ý tới, đã đánh cũng vô dụng, cuối cùng đầu óc nóng lên, há mồm liền cắn tay Đường Kim, lực đạo đừng nói là một người, cho dù là một con heo phỏng chừng cũng rớt xuống một ngụm thịt. Đường Kim la lên một tiếng, vội vàng buông Đường Mẫn, lại xem bàn tay chính mình, đã là máu chảy đầm đìa, hai hàng răng ấn sâu vào thịt. Đường Mẫn thực hiện được, quay đầu chạy ra bên ngoài, chạy được hai bước, nháy mắt đứng lại. Cổng lớn đường da, đường võ chặn cửa, ánh mắt thống khổ rối rắm nhìn con gái, há miệng thở dốc muốn nói gì, nhưng nhìn ánh mắt đường mẫn lạnh lùng, chung quy nhắm lại miệng, thân mình lại không nhúc nhích, ý tứ thực rõ ràng hắn không thể để con gái rời khỏi đường da. Đường mẫn chỉ là một cô nương 14 tuổi, cũng từng nằm mơ phu quân tương lai như thế nào, vậy mà hôm nay, hôn sự của nàng trở thành ván đã đóng thuyền cho dù phu quân tương lai bộ dáng đẹp thì sao chứ, đó là một người bệnh nguy kịch, sống không quá 20 tuổi. Nhưng toàn bộ đường gia hình như tất cả mọi người đều ngầm đồng ý việc hôn nhân này, chỉ có một mình nàng phản đối, một bàn tay vỗ không vang. Ánh mắt luôn luôn kiên nghị, dần dần bị thống khổ thay thế. Nàng nhìn đường võ, một hồi lâu nhịn không được cười ha ha, nước mắt cũng theo gương mặt chảy xuống. Cha chính là cha ruột của con, cha cũng muốn một con gã cho bùi cẩm triều sao? Cha có biết hắn là một ma ốm sống không quá 20 tuổi hay không? Đường võ tim như bị đau cắt, đôi tay bụng mặt, cả người trực tiếp ngồi xổm xuống, ôm đầu bực bội thống khổ gãi đầu, nếu không phải hắn là nam nhân, hiện tại đã sớm khóc băng sơn địa liệt. Cốt lắm, các người đều rất tốt, tất cả đều đẩy ta đi, chỉ vì thành toàn muội muội, con gái của các người, làm tròn tình nghĩa huynh đệ của cha và đại bá đường mẫn ta bị hy sinh cũng đáng đời. Trước kia, cho dù cha ta là người ngu hiếu, nương ta là người mềm yếu, ta cũng chưa từng thống hận như bây giờ, thống hận vì đã sinh ra ở đường gia. Lời nàng nói làm người nghe đều không nhịn được trung lên. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía đường lão thái thái, mà lúc này đường lão thái thái đứng ở cửa chính phòng, ánh mắt hờ hững nhìn cháu gái ruột của chính mình, giống như bà cũng đang hối hận làm đường mẫn sinh ra ở đường gia vậy phi, phi. Ngay sau đó, đường mẫn nhắm về phía tường đất bên trái thượng phòng, một đầu đụng lên. Ở một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy ánh mắt đường lão thái thái khiếp sợ, nhìn thấy phụ thân té ngã lộn nhào vọt lại đây, nhìn thấy ánh mắt đại bá nương giống như gặp quỷ, cũng thấy được đường hân tươi cười mang theo châm chọc, cả người hoàn toàn mất đi tri giác. Bang, tiếng vỡ thanh thúy vang lên, đường mẫn xuyên thấu qua lăng cửa sổ, nhìn trương thị đánh nát chén sứ lần thứ ba trong hôm nay cửa thượng phòng đẩy ra lão thái thái hùng hổ lao tới nhìn mảnh sứ vỡ nát sắc mặt trở nên rất khó xem nhà của chúng ta thiếu nợ ngươi hay sao có khả năng thì làm không thể làm thì cút đừng ăn không ở không đường da rửa cái chén cũng làm không tốt ngươi còn có thể làm gì năm đó sao ta lại đồng ý cho lão nhị cưới đồ sao chổi như ngươi chứ làm nương không biết dạy con sinh con gái có thể ném cả nhà đường gia chúng ta. Lão Thái Thái nói xong, nhìn thoáng qua phòng đường mẫn, thứ bồi tiền, còn muốn chọn lựa, nàng quên mấy năm nay ăn ai uống ai, còn dám đi tìm chết. Có mặt mũi gì đi tìm chết? Nếu không phải đứa bé kia thân mình không tốt, sẽ tới lượt nàng gã sao? Cho mặt mũi không biết xấu hổ, cháu gái nhà ai có thể chỉ vào mũi tổ mẫu chửi ầm lên. Lão nhị, con ở trong phòng làm gì? muốn nương hầu hạ ăn uống tiêu tiểu sao? Tiếng chửi hùng hùng hổ hổ, từ một khắc đường mẫn mở mắt ở dị thế liền không dừng, gần như từ buổi sáng đến buổi tối, là người trưởng quản đường gia, lão thái thái chính là chuyên môn nhìn trương thị bận rộn trong ngoài, hơi chút không vừa mắt, bà ta liền mặt sưng mày xỉa, tuy không xuống tay trách đánh, nhưng lời mắng càng ngày càng khó nghe. Chờ lão thái thái hùng hùng hổ hổ rời đi, trương thị ngồi trên ghế không ngừng lau nước mắt, một đôi đệ đệ muội muội cũng tiến lên, đường dĩnh ngồi xổm xuống rửa chén, đường hạo lại là lau nước mắt cho trương thị. Miệng vết thương trên đầu đã kết vẫy, chỉ cần không đụng vào, sẽ không cảm thấy đau đớn. Nhìn thiếu nữ trong gương, tuy giờ phút này nghèo túng, lại như cũ đẹp đến mức làm người ta kinh ngạc, so với đường mẫn kiếp trước, chỉ có hơn chứ không kém, nữ tử có bộ dạng như thế, ở thời đại nam tôn nữ ti như thế này chính là họa thủy, nhẹ thì cửa nát nhà tan, nặng thì hại nước hại dân, thật không biết phu thê đường võ là như thế nào sinh ra con gái tư sắc cực thịnh như vậy. Dùng lược bằng gỗ đào chải thực cẩn thận tóc đen dài đến eo, nàng đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Mẫn nhi. Trương thị nhìn thấy đường mẫn trên trán kết vẫy, trái tim nàng không nhịn được trục trục. Đường mẫn hơi hơi gợi lên một tia tư tươi cười yên lặng, ôm nhu nói, nương yên tâm, con không có việc gì. Sau đó trong ánh mắt của trương thị và đệ đệ muội muội từng bước đi tới thượng phòng. Đường lão gia tử không ở nhà, trong phòng chỉ có lão thái thái ngồi trên giường đất, nương ánh nắng sau giờ ngọ xe chỉ luồn kim, may vá quần áo. Nhìn thấy đường mẫn tiến vào, ngay cả một ánh mắt lão thái thái cũng không nhìn nàng, như cũ nên làm gì thì làm đó, xem nàng như người ẩn hình. Đường mẫn cũng không thèm để ý, nhìn lão thái thái, nhàn nhạt nói, ta sẽ gả đi bùi da. Nói xong liền xoay người rời đi. Đường lão thái thái bị kim trong tay đâm một chút, nhưng ngay sau đó lộ ra tươi cười lần đầu tiên trong gần nửa tháng nay, lại không có chút từ ái nào. Hôn kỳ định ở tháng 6 năm nay là Bùi Gia đã sớm mời tiên sinh tính toán mệnh, mà bác tự của nàng và Bùi Cẩm Triều cũng là Bùi Gia tìm thầy bói hợp, nghe nói là duyên trời tác hợp, có thể ân ái trăm năm, bạc đầu đến già. Cho dù lúc trước Bùi Gia cầu cưới chính là đường hân, sau khi xem bác tự của đường mẫn và Bùi Cẩm Triều cũng sôi nổi ngậm miệng. Nếu có ai không đồng ý, còn không phải là nói bùi cẩm triều sống không lâu sao. Làm lý chính bùi trang, lại là thợ giết heo có tiếng ở phụ cận, quy vọng của bùi gia ở bùi trang chính là cung cấp với hoàng đế, dù sao hoàng đế không thấy được, lý chính lại ngày ngày đều có thể thấy. Hơn nữa điều kiện bùi gia xác thật rất cốt, không nói mỗi năm ruộng đất trong thôn bán tới bán lui, bọn họ có thể từ giữa thu phí một phần, cho dù mỗi năm chỉ mua heo giết heo, cũng có thể kiếm ba bốn mươi lượng. Đường Mẫn rất tin, nếu không phải bùi cẩm triều thật không sống được bao lâu, việc hôn nhân này tuyệt đối không rơi xuống đầu nàng. Đường Hân nhìn có vẻ thành thật, mặt ngoài bị đường Mẫn giáo huấn không ít, nhưng trong lòng nàng, người thông minh chân chính là đường Hân, chưa mở miệng nói một chữ, cửa hôn nhân xem như quá chồng trước khi cưới này đã bị nàng đẩy cho đường Mẫn. Đường Hân không phải không thèm tài lực của bùi gia, nhưng đây chính là nhà mẹ đẻ của lão Thái Thái, nếu bùi cẩm triều thật sự chết, cho dù thông tuệ như đường hân cũng chú định phải quá bộ cả đời có nhiều tiền thì như thế nào hơn nữa trong lòng đường hân phỏng chừng vẫn là chướng mắt chút tiền ấy của bùi gia tỷ tỷ thật sự phải gả đi bùi gia sao so với đường dĩnh có chút hướng về người ngoài đường hạo thật sự thích người tỷ tỷ này khi còn nhỏ đánh nhau với bọn con trai trong thôn tỷ tỷ đều có thể đánh đối phương đến mặt mũi bầm dập cho dù trở về phải bị phạt không được ăn cơm nàng cũng vui tươi hớn hở che chở chính mình. Hắn cũng biết tình huống bùi da, nghĩ đến tỷ tỷ phải gả qua, trong lòng hắn phi thường không dễ chịu. Kỳ thật lúc tỷ tỷ hôn mê, hắn cũng cầu cha mẹ đừng gả tỷ tỷ đi. Cha chỉ lắc đầu thở dài, nương cũng chỉ biết cúi đầu lau nước mắt. Hắn chưa từng cảm thấy chính mình vô dụng như thế, nếu hắn thật sự lợi hại, hiện tại tỷ tỷ cũng không đến mức ủy khuất chính mình. Đường mẫn nhìn tiểu tử trắng nõn trước mắt, lôi kéo hắn ngồi xuống cạnh mình. Kỳ thật gã đi bùi gia cũng không có gì không tốt, cha mẹ chồng là biểu cửu và biểu cửu mẫu, cho dù bọn họ chỉ nể mặt tổ mẫu, cũng sẽ đối xử tốt với tỷ, hơn nữa chỉ cần tỷ không phạm sai, bọn họ cũng sẽ thương tiếc tỷ tỷ trong lòng đường hạo không tha, làm sao nàng có thể yên tâm. Vừa xuyên đến đây đã gặp phải quẩn cảnh, nghĩ đến đôi cha mẹ trung thực kia, đường mẫn cũng không đành lòng. Nhưng sớm muộn gì đều phải gả chồng, gả cho ai cũng giống nhau, nam nhân hiện đại đều không thể làm được một dạ đến già, huống chi là cổ đại tam thê tứ thiếp, chỉ cần có thể bảo vệ lòng của chính mình, nàng cũng không có yêu cầu cao xa gì khác. Đường hạo lại không cho rằng như vậy, nhưng mà sức khỏe bùi biểu ca. Hạo nhi, con đi ra ngoài trước đi, tổ mẫu có chuyện nói với tỷ tỷ con. Đường lão thái thái đi vào, thực hợp thời cơ đánh gãy lời đường hạo nói. Đường hạo nhìn ánh mắt lão thái thái âm u, lại nhìn thoáng qua tỷ tỷ, chờ tỷ tỷ cười gật đầu với hắn, hắn mới nhảy xuống giường, đi ngang qua lão thái thái ra ngoài. Đường Mẫn đứng dậy nâng lão thái thái ngồi xuống ghế trên, nhìn trong tay bà ta cầm một tay nải. Tổ mẫu muốn nói với Mẫn Nhi chuyện gì? Giọng Đường Mẫn không nghe ra bất kỳ cảm xúc gì, không có vui thích, không có phẫn nộ, giống như căn bản chính là nói về người khác vậy. Lão thái thái cũng không loanh quanh lòng vòng, bà cũng biết không gì đáng buồn bằng lòng đã chết, có lẽ hiện tại nàng chính là như vậy. Đặt tay nải lên bàn, cởi bỏ nút thắt mở ra, trong tay nải là một chiếc áo cưới đỏ rực, nhan sắc diễm liệt hơn cả ánh nắng chiều ở chân trời, chói mắt hơn cả máu tươi ngày đó tráng đường mẫn phung tung tóe. Đây là biểu cửu mẫu con nhờ tú nương tốt nhất trong trấn làm, hôm qua mới vừa đưa lại đây, con lấy đi vào thử xem có vừa hay không, nếu không vừa, nhờ người đưa đến trong trấn sửa lại. Dạ. Đường mẫn cầm quần áo đi vào nội thất, rút đi vải thô áo bông trên người, mặc vào áo cưới. Trong gương đồng, nữ tử diễm lệ một thân áo cưới đỏ thẫm, càng thêm mỹ diễm không gì sánh được, chỉ là vết thương trên trán lại khiến cảnh đẹp này có một tia tì vết. Nghĩ đến hai tháng sau, vết thương trên trán cũng sẽ khỏi hẳn, mà nàng cũng sống 27 năm, lần thứ hai mặc vào áo cưới tượng trưng cho hạnh phúc của nữ tử, ngồi trên kiệu hoa, trở thành thê tử của một nam nhân xa lạ lúc này đường mẫn phát hiện tâm tình của nàng bình tĩnh chưa bao giờ từng có cởi ra gấp áo cưới chỉnh tề cầm ra đưa cho lão thái thái tổ mẫu thực vừa người không cần sửa lão thái thái vừa lòng gật đầu một lần nữa gấp lại đứng lên nói với nàng còn hai tháng nữa chính là ngày đại hỷ của con mẫn nhi cũng đừng trách tổ mẫu nhẫn tâm tuy sức khỏe triều nhi không tốt lại là đứa trẻ ngoan có lẽ con cảm thấy tổ mẫu bất công, thực tế cũng đúng là vậy, nếu Triều Nhi khỏe mạnh, hưởng phúc chính là con, nếu Triều Nhi qua đời, tính tình như đại tỷ con gã qua, chắc chắn sống không lâu. Khăn vang, giày theo đều là đại tỷ con làm cho con, áo lót và vớ là nương con làm cho con, cô nương làng trên xóm dưới chúng ta gả chồng đều là của hồi môn sáu nâng hoặc tám nâng, lần này biểu cửu mẫu con cho tiền bạc không ít, ta và tổ phụ con đã bàn bạc, toàn bộ đều cho con về nhà chồng tổng cộng 16 đài. Dạ, cháu gái tạ tổ phụ tổ mẫu. Nàng gật đầu, cười tiễn đi bùi thị. Lão Thái Thái nói nói thật rõ ràng, việc hôn nhân này thuần túy chính là xung hỉ. Nếu trong mạng ngươi có phú quý, đó cũng là của ngươi. Nếu mệnh ngươi đã định phải thủ tiết, vĩ khuất này ngươi cũng phải chính mình chịu. Có thể nuốt xuống quả đắng này hay không, bọn họ mặc kệ, hoàn toàn chính là trách nhiệm của ngươi. Trong lòng đường mẫn nghĩ, nàng từng nắm trong tay tài sản mấy tỷ đâu thèm để ý mấy chục lượng bạc này sở dĩ nàng đáp ứng xuất giá chỉ là vì thay đường mẫn trả ân dưỡng dục cho phu thê đường võ mà thôi bắt đầu từ ngày xuất giá nàng và đường gia chính là cầu về cầu lộ về lộ lại không liên quan thực hiển nhiên lão thái thái cũng là ý này kể từ đó hai bên đều thanh tịnh chỉ là duyên phận bà cháu hai người xem như kết thúc nhưng quan hệ Đường gia và Bùi gia lại như cũ là thân thích. Đường Mẫn đã dự kiến con đường tương lai, Bùi Cẩm Triều con sống thì tốt, nếu hắn chết, cuộc sống của nàng ở Bùi gia tuyệt đối không tốt. Kiếp trước bởi vì công tác lao lực mà chết, chồng nàng lúc ấy như cũ ở bên ngoài uống rượu với khách hàng, ai nói Vương Tử và cô bé lọ lem kết hôn là có thể sống hạnh phúc, nàng chính là một ví dụ tương phản sống sờ sờ. Mẫn Nhi Nương làm cháo gạo kê con thích ăn nhất này, còn có hai món điểm tâm, nhân lúc còn nóng ăn đi. Bên ngoài, Trương Thị bưng khay đi vào, trên khay có một chén cháo gạo kê nóng hôi hổi, có chút sền sệt, còn có một phần củ cải mặn và một phần tương thịt bò. Có lẽ là vì đường mẫn chịu gã vào bùi da, mấy ngày nay đại phòng ít động tĩnh, lão thái thái lại nhảy cũng ít hơn lúc trước, cho dù trong lòng phu thê nhị phòng khó chịu, lúc này cũng phải chịu đựng thống khổ cười làm lành rõ ràng là cốt nhục chí thân nay lại nháo giống như nhặt về nhị phòng ăn lỗ nặng lại phải cẩn thận lấy lòng trước mặt bọn họ quả nhiên là người thiện bị người khinh hơn nữa vẫn là khi dễ lợi hại cảm ơn nương đường mẫn tiếp nhận nhìn ánh mắt ai oán của trương thị muốn xem nhẹ cũng không được nương đừng lo lắng con không phải bị buộc bùi biểu ca phong thần tuấn lãng gả cho hắn cho dù chỉ được mấy năm con cũng nguyện ý chưa đầy hai tháng nữa con phải xuất giá nương đừng rầu rĩ không vui như vậy trương thị thật cẩn thận ngẩng đầu khóc mắt phím hồng làm người rất chán ghét nước mắt như đường mẫn có chút bực bội khóc có ích lợi gì hiện giờ đã đi đến bước này mặc cho nàng khóc mù mắt lại có thể như thế nào nếu là không muốn chính mình khóc cũng chỉ có thể để cho người khác khóc kiếp trước cả cho ông xã tổng giám đốc tập đoàn đa quốc gia tuy quan hệ vợ chồng hai người không quá hòa thuận nhưng lại không có tiểu tam chen vào Hôn nhân của nàng không giống kịch bản, ông xã kiêu ngạo dùng mặt lạnh che giấu tâm ý đáy lòng. Mà là bị chủ tịch bức hôn, đơn giản là nàng vào mắt chủ tịch, có thể phụ tá con ông ấy bảo vệ gian sơn của gia tộc, buộc con trai từ bỏ mối tình đầu yêu 5 năm, năm, cưới nàng về nhà. Mối tình đầu của hắn là một nữ tử ôn nhu, không có giả tâm, cũng không có thủ đoạn, gia cảnh cũng không tệ, ít nhất giàu có hơn nhà đường mẫn, hai người là sư huynh muội cùng trường đại học ở nước ngoài nhưng từ sau khi kết hôn với nàng hắn liền hoàn toàn đoạn tuyệt lui tới với mối tình đầu không còn liên lạc mẹ đã nói với nàng một người nam nhân để ý con không phải biểu hiện ở tình tình yêu yêu treo trên miệng cũng không phải biểu hiện ở mỗi tháng cho con bao nhiêu tiền tiêu phí mà là từ đầu đến cuối vì con thủ thân như ngọc nàng cho rằng quan điểm này là chính xác cho dù hai người mỗi tháng chỉ có hai ba lần giường chiếu nàng cũng chưa từng cảm thấy đối phương thực xin lỗi nàng Hắn tai tiếng rất nhiều, từ đầu đến cuối đều là về quan hệ vợ chồng giữa hắn và chính mình, trước nay đều không có hắn và nữ nhân khác. Trước một đêm nàng lao lực mà chết, hắn còn nói với chính mình đã đặt bàn ở nhà hàng cao cấp, ngày nàng chết cũng là kỷ niệm 4 năm ngày cưới của bọn họ, không biết nam nhân kia có đau buồn vì chính mình tử vong hay không. Nương không phải đang làm áo lót cho con sao? Ừ, Mẫn Nhi muốn nhìn sao? Trương thị bởi vì những lời này Bước lại đáy lòng ưu sầu, trong mắt hiện lên một tia sáng rọi. Đường Mẫn gật đầu, cười nói, "Muốn, nương ở trong phòng con làm đi." "Được, nương về phòng lấy lại đây." Trương thị xoay người ra ngoài, nàng lại ngồi xuống, lẳng lặng dùng đồ ăn trước mặt. Không bao lâu Trương thị lại lần nữa tiến vào, trong tay bưng một sọt kim chỉ, bên trong chứa một đống vải dệt tuyết trắng, nguyên liệu là hàng lụa, sờ lên xúc cảm tinh tế, còn mang theo hơi hơi lạnh lẽo nhìn con gái dùng bữa, Trương Thị Vũ vải dệt, nguyên liệu rất tốt, không có bất luận nếp uống gì, tay nghề may vá của Trương Thị cũng tốt, đường may tinh mịn, thực hiển nhiên lúc nàng làm quần áo rất dụng tâm. Mẫn Nhi, tháng sau là mừng thọ tổ phụ con, đến lúc đó biểu cửu và biểu cửu mẫu con đều đến đây. Dạ, nương đừng lo lắng, con biết nên làm như thế nào. Trương Thị lại có chút sốt ruột, Mẫn Nhi, con đừng trách nương, nương cũng không muốn, nhưng mà... Nương vô dụng, nương không hộ được con. Con hiểu, con cũng chưa từng oán trách cha mẹ, nương thật sự đừng lo lắng, con là tự nguyện. Trương thị lại rơi nước mắt rào rào, thậm chí còn dần dần nghẹn ngào. Đường Mẫn bất đắc dĩ, đứng dậy đi đến bên người nàng, cầm khăn trà lau nước mắt cho nàng. Ngài có thể không khóc sao? Người mẹ ruột này thật là làm bằng nước, nhiều ngày nay gần như mỗi ngày rơi lệ, rốt cuộc nàng có bao nhiêu sức lực? lúc này cửa phòng đột nhiên từ bên ngoài đẩy ra đường dĩnh thở phì phì vọt vào một phen đẩy đường mẫn lôi kéo trương thị đi ra ngoài nương chúng ta đi đừng ở gần nàng có phải lại bị nàng làm cho tức giận khóc hay không quả nhiên giống như người khác nói chó không bỏ được ăn phân còn tưởng rằng nàng thay đổi đường mẫn cũng không có vì đường dĩnh nói mà tức giận ngược lại đưa khăn tay cho trương thị xoay người trở về tiếp tục ngồi ăn cơm hai người đi ra ngoài trước đi cơm nước xong con muốn nghỉ ngơi đường dĩnh hung tợn trừng mắt nhìn đường mẫn kéo trương thị đang ôm sọt kim chỉ đi ra ngoài nương đừng phản ứng nàng nàng làm hại chúng ta còn chưa đủ sao mấy ngày nay nương và cha cả ngày thở ngắn than dài nàng lại ở trong phòng nên ăn thì ăn nên uống thì uống ai cũng không nợ nàng tính tình nàng thế kia đi nhà ai cũng không lo bị ức hiếp dĩnh nhi sao con có thể nói tỉ tỉ con như vậy trương thị bị con gái úp lôi kéo quay đầu nhìn đường mẫn thấy nàng ngay cả ánh mắt cũng không nhìn chính mình trong lòng tức khắc nhất mỏi khó chịu nước mắt lại lần nữa giống như hạt châu đứt dây đường dĩnh giống như con chó dựng lông trong miệng thở phì phì nói lời chửi bới lôi kéo trương thị đi đường mẫn nghe tiếng dần dần đi xa rốt cuộc thở dài đứng dậy đóng cửa phòng sau đó ăn xong cháo trước mắt nằm trên giường nghỉ ngơi Lúc tỉnh lại đã gần hoàng hôn, hoàng hôn chiếu vào cửa sổ giấy, nhụng đẫm một mảnh ánh vàng. Đã nhiều ngày, đường gia không có ai làm khó dễ đường mẫn, nhưng cũng không ai nguyện ý phản ứng nàng. Thật vất vả nàng mới đáp ứng việc hôn nhân với bùi gia, lúc này vẫn là thiếu chọc nàng, miễn cho nàng lại lần nữa lẫn quẩn trong lòng, một đầu tìm cái chết. Tuy đại phòng tức phụ Trần Thị cũng thèm tiền tài bùi gia, nhưng con gái nói không sai, nếu tiểu lan quân bùi gia thân mình tốt, nàng khẳng định nguyện ý gả nhưng hiện tại bùi tiểu lan quân gần như là một chân bước vào quan tài nàng tuyệt đối không muốn gả hơn nữa bùi gia cũng không tính là nhà giàu tuy mỗi năm có thể kiếm mấy chục lượng nhưng so sánh với gia đình giàu có chân chính trong trấn vẫn kém rất nhiều cần gì tham chút tiện nghi nhỏ mà thiệt thòi lớn con gái nàng nũng nịu tuy so không được đường mẫn nhưng hân nhi lại tốt hơn nha đầu kia nhiều ở trong thôn nhắc tới cô nương đại phòng đường gia ai mà không dơ ngón tay cái lên khen mấy năm nay người cầu thân đã sắp đạp vỡ ngạch cửa còn người tới cầu hôn đường mẫn bất luận là bộ dáng hay là nhân phẩm không có một người nào xem như đoan chính hai bên vừa so chỉnh lịch lập tức hiện rõ đi ra cửa phòng trong viện phiêu đã một mùi hương lúc này trong nhà đang bắt đầu làm cơm chiều xách lên tà váy đi vào phòng bếp nhìn thấy trương thị đang vội xoay quanh chuẩn bị bữa tối cho cả gia đình đại bá nương đâu? Đường mẫn nhìn chung quanh, phòng bếp nhỏ vừa xem thấy ngay, căn bản không nhìn thấy bóng dáng Trần Thị. Trương Thị ngẩng đầu nhìn con gái, hơi há miệng muộn thanh nói, nàng có việc cần nói với đại tỷ con. Đường mẫn cũng chưa nói gì, đi vào ngồi sổn xuống thêm mấy cây củi vào lò. Trương Thị nhìn con gái, muốn nói gì đó, há miệng thở dốc lại trước sau không thể nói ra một chữ. Mà đường mẫn tự nhiên không nhìn thấy biểu tình của Trương Thị, hiện tại nàng thật sự không dám nói chuyện với trương thị chỉ sợ trương thị đột nhiên khóc không thành tiếng từ nhỏ đến lớn còn chưa có ai có thể làm nàng ngay cả miệng cũng chưa mở đã bị người hiểu lầm trương thị xem như người đầu tiên của cả hai đời buổi tối mấy nam đinh và lão gia tử ở trên giường đất mấy nữ tử và lão thái thái ăn trên bàn tròn đường mẫn chậm rãi nhấm nhấp bánh bột ngô thô ráp cổ họng khô khốc chỉ có thể dùng canh nuốt xuống kiếp trước nàng thích mì phở bột ngô thực sự có chút khó ăn nhưng cha chồng lại thực thích thường xuyên ăn kèm bánh bột ngô với cá mặn cộng thêm hai chung rượu thiêu đao ăn rất thơm ngọt trong lòng tổ mẫu chắc cũng hiểu rõ con gả chồng là vì cái gì nàng gấp vào chén đệ đệ một khối đậu hũ và hai miếng thịt cúi đầu nhìn cháo rau trong chén bình tĩnh mở miệng bùi thị nhấp môi khắc nghiệt nếp nhăn càng thêm rõ ràng mà những người khác cũng không rõ nguyên do nhìn nàng Người xưa nói đứa bé biết khóc có sữa ăn là rất có đạo lý, cha con cũng là con trai của tổ phụ và tổ mẫu, không phải nhặt về, nương ở đường gia cũng sinh con dưỡng cái, hiếu kính cha mẹ chồng, trong nhà ngoài ngõ đảm đang, không thể bởi vì nương con không biết nói lời dễ nghe, nhị lão liền nặng bên này nhẹ bên kia, nếu chỉ dựa vào một trương miệng có thể được thứ mình muốn, ai còn sẽ đi xuống ruộng làm việc nhà nông? Ai còn sẽ gian khổ học tập 10 năm khổ đọc đi thi khoa cử, còn không bằng động động mồm mép cho rồi. Lão thái thái không nói lời nào, lão gia tử lại sụ mặt, ban một tiếng gác xuống chén đũa. Rốt cuộc ngươi muốn nói gì? Thấy lão gia tử tự hồ muốn lớn tiếng cái nhau với nàng, đường mẫn cũng không gấp đồ ăn, lẳng lặng gác chiếc đũa trên chén sứ, ánh mắt thanh triệt lại bình tĩnh, lẳng lặng nhìn lão gia tử. Nếu lão gia tử muốn tinh tế nói rõ, cháu gái cũng mạo muội. Cha con nói dễ nghe là trung thực, Nói khó nghe chút chính là uất ức, không hộ được thê tử, không hộ được con gái, nhưng chỗ tốt của hắn là cũng là thành thật, chịu khổ nhọc, biết rõ là đẩy con gái vào hố lửa, như cũng muốn dựa theo ý nhị lão ngài. Tổ phụ không thích phụ thân con, một phần vì chính hắn không biết cố gắng, có lẽ cũng là vì chuyện năm đó, nhưng nguyên nhân trong đó, so với ai khác đại bá đều rõ ràng, ngài biết rõ phụ thân con là tính tình gì, lại dùng tình nghĩa huynh để làm hắn thay đại bá gánh vác sở dĩ mẫu thân không được tổ mẫu thích cũng là vì năm đó hài tử của đại bá nương ngoài ý muốn mất đi nhưng nguyên nhân trong đó đại bá nương rõ ràng hơn so với ai khác thời gian mang thai rất nhiều đồ vật không thể ăn đại bá nương thèm ăn đến bất chấp hài tử không còn lại hãm hại em dâu nghĩ đến cũng thật là làm người lạnh lòng mấy năm nay vì sao thanh danh đường mẫn lại xấu như thế trong lòng đại tỷ càng là biết rõ ràng nhưng có lẽ đại tỷ không biết cái gọi là gia tộc không ngoài tám chữ một vinh đều vinh một tổn đều tổn thanh danh muội hỏng rồi muội không để bụng dù sao việc hôn nhân cũng đã định nhưng đến phiên đại tỷ làm mai đầu tiên người ta sẽ nhớ tới đường gia có một đường mẫn đanh đá sau đó sẽ hoài nghi vì sao đại tỷ chưa gả muội muội lại xuất giá rồi chuyện đã thương địch thủ một ngàn tự tổn hại tám trăm cũng chỉ có người thông minh như đại tỷ có thể làm được thôi đường mẫn nói giống như một quả bom ở trong phòng nháy mắt bật lửa sắc mặt đường văn trần thị và đường hân sôi nổi đại biến kỳ thật trong lòng các người cũng rõ ràng nếu phân gia nhị phòng chắc chắn sống không kém nhưng đại phòng thoát ly nhị phòng có lẽ ngay cả một bữa cơm nguyên lành đều ăn không được ngoài ruộng ai xuất lực nhiều nhất trong nhà đồ ăn đều là ai dậy sớm làm chẳng qua là ba cái chén rẻ tiền đáng giá tổ mẫu mắng như vậy sao các người ăn cơm là nương ta làm mặc quần áo là nương ta may ngay cả quần áo đại phòng cũng là nương ta giặt sạch sẽ nhà ai chị em dâu còn phải giặt quần áo cho đại bá tiểu thúc sinh con trai chính là vì tra tấn nó sao gà cùng một mẹ sao hoài đá nhau tu thân dưỡng tính gia đình hòa thuận mới có thể hưng gia hưng quốc hưng thiên hạ đại phòng trước mặt nhị phòng chúng ta cần gì tự ra vẽ thanh cao năm trước dĩnh nhi bị đập vỡ đầu là hạo nhi gánh tội người xuống tay là ai trong lòng đại tỷ hiểu rõ năm nay trái cây điểm tâm là ai nửa đêm mang vào trong phòng chính mình ăn hết trong lòng đại tỷ cũng hiểu rõ người đang làm trời đang nhìn đừng tưởng rằng các người sau lưng làm gì đều là thần không biết quỷ không hay lời hết tại đây ta không quan tâm các người nghĩ như thế nào tổ mẫu hiểu ý ta là được sau đó nàng không hề để ý tới không khí yên tĩnh đến mức làm cho người ta sợ hãi cúi đầu chậm rãi dùng cơm nhất cử nhất động đều hoàn toàn không giống đường mẫn trước kia giống như thay đổi một người khác vậy. Nếu nói nàng không phải đường mẫn, nhưng nàng lại biết rõ ràng những thủ đoạn xấu xa của đại phòng. Tay đường võ nhéo chén gân xanh bạo khởi, hốc mắt phím hồng. Trương thị càng là nước mắt không ngừng, cắt cao cắn môi không cho chính mình khóc thành tiếng. Đường dĩnh ngoài ý muốn với lời đường mẫn nói. Đường hạo lại là sùng bái nhìn đại tỷ, một đôi mắt to trắng đen rõ ràng sáng lượng lượng. Mấy ngày kế tiếp, đường gia trở nên phá lệ an tĩnh ngay cả lão thái thái luôn luôn khoa tay múa chân đều không cường ngạnh tự tin như xưa đường hạo như cũ là mỗi ngày đi ra ngoài chơi đùa với hỗn tiểu tử trong thôn mà tiểu cô nương đường dĩnh lại nói nói mấy câu với nàng cho dù giọng điệu không phải đặc biệt tốt đường mẫn là người lớn sao lại so đo với con nít tiểu nha đầu này đơn giản chính là muốn hòa hảo rồi lại không xuống nước được muốn nói trước vài câu mềm giọng cho nàng một bậc thang thôi Ngày ấy cơm chiều xong, lão gia tử và lão thái thái giữ đại phòng lại thượng phòng ước chừng một canh giờ, lúc ra tới hai vợ chồng đều có chút mặt xám mày tro. Màn đêm buông xuống, đông sương truyền đến tiếng ồn ào, cùng với tiếng la của Trần Thị, đại khái là năm đó ngoài ý muốn xảy thai rốt cuộc vạch Trần, muốn phát tiết trong lòng lửa giận. Một ngày này, dùng xong cơm trưa, đường mẫn đang ở trong viện rửa chén. Đường dĩnh ghé vào lưu nước bên cạnh nhìn nàng thuần thục làm việc, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, còn mang theo do dự, giống như không biết có nên mở miệng nói chuyện trước hay không. Đường mẫn âm thầm quan sát nàng một hồi lâu, cũng không nhịn được bị tiểu cô nương rối rắm chọc cười. Dĩ nhi, trong phòng muội có quần áo dơ sao? Chúng ta cùng nhau giặt đi. Phát hiện ánh mắt tiểu cô nương tức khắc sáng ngời, nhưng ngay sau đó lại hừ một tiếng, đây chính là tỷ nhờ muội. Là đại tỷ nhờ muội, cùng tỉ giặt quần áo nha. Nàng nén cười, thực nghiêm túc gật gật đầu. Đường dĩnh vung đầu nhỏ, ném xuống hai chữ liền chạy vào phòng, chờ tí. Mang chén đũa đã rửa sạch sẽ vào phòng bếp, nàng về phòng thu thập quần áo dơ của mình. Đường dĩnh cầm quần áo của mình đứng cạnh lưu nước, nhìn thấy đường mẫn ra tới, dẫu miệng nhỏ nói, tỉ thật chậm. Làm mùi đợi lâu. Nàng để quần áo vào bồn gỗ, cười tủm tỉm nói đường dĩnh bị nàng tươi cười hoảng có chút mất tự nhiên, hừ hừ hai tiếng, cũng không lâu lắm, quần áo của tỷ nhiều như vậy, muội giúp tỷ. Được, tỷ giặt, muội xả nước sạch, nhất định phải giặt sạch sẽ nha. Hừ, này còn cần tỷ nói, muội đương nhiên biết. Vừa nói xong, đường dĩnh liền cảm thấy chính mình giọng điệu có chút không tốt, muốn nói hai câu mềm, lại không mở được miệng, trước kia muội đã từng làm. Đường mẫn buồn cười, tiểu nha đầu mạnh miệng này đại tỷ biết Diễm Nhi thực có khả năng. Tiểu cô nương bởi vì những lời này, lộ ra lúng đồng tiền kiêu ngạo, dưới ánh mặt trời rực rỡ, sáng quắc tiếu lệ. Hiện giờ tuy vừa kết thúc cày bừa vụ xuân, nhưng việc nhà nông trong ruộng vẫn rất nhiều. Đã nhiều ngày đại phòng không phải đặc biệt tốt, cho nên Trần Thị ngày thường luôn luôn ở nhà lười biếng cũng bị lão gia tử kéo ra ruộng, mà đường hân vì là đại cô nương, đã nhiều ngày lão thái thái ra ra vào vào thu xếp việc hôn nhân cho nàng, cho nên vẫn luôn ru rú trong nhà. Hiện tại đường hân đang làm giày theo và khăn vang cho đường mẫn, dù trong lòng không vui, nhưng lúc trước việc này là nàng chủ động tiếp nhận, hơn nữa bởi vì kết thân với cháu trai nhà mẹ đẻ của lão thái thái, tất nhiên bà ta sẽ không để việc hôn nhân này xảy ra sự cố. Nếu bị lão thái thái biết đường hân thật sự dám gian lận trong áo cưới của đường mẫn, không biết sẽ giáo huấn nàng như thế nào. Bên ngoài, đường hạo chạy đầy đầu mồ hôi vọt vào, tiến lên múc một gáo nước lạnh đổ vào bồn gỗ, vốc nước rửa mặt. Tỷ, tỷ giặt dùng quần áo trong phòng đệ nha. Hắn vũ vũ nước trên gương mặt trắng nõn, tươi cười nói. Đường mẫn lau mặt cho hắn, dặn dò, nhìn đệ kìa, chạy về đầy đầu mồ hôi, sau này đừng dùng nước lạnh rửa mặt. Đã biết, vậy quần áo. Lấy ra tới đi, tỷ giặt cho đệ. Đường hạo chạy vào nhà, ôm vài bộ quần áo ra tới. Đường hạo, nhìn thấy tiểu tử này lại muốn chạy ra ngoài, nàng mở miệng gọi lại hắn, tỷ dạy chữ cho đệ nhé. Biết chữ. Đường hạo ngẩn người, tỷ biết chữ sao? Ừ, tỷ chỉ có một đệ đệ là đệ, về sau đệ còn phải chống lưng cho tỷ và dĩnh nhi, năm nay đệ đã 10 tuổi, hiện tại biết chữ cũng không chậm, hạo nhi đầu óc thông minh, sẽ không kém hơn hài tử khác, chờ về sau đệ thi đậu công danh, cha mẹ và tỷ còn có dĩnh nhi liền có chỗ dựa, cũng sẽ không sợ bị người khi dễ đường mẫn hướng dẫn từng bước loại chuyện này cưỡng bách không được phải là đường hạo chính mình thích mới có thể đường hạo lớn lên trong tay cha mẹ như vậy cũng không lệch lạc tuy nghịch ngợm nhưng cũng biết cái gì là tốt cái gì là xấu nghe được đại tỷ nói như vậy đường hạo cũng thực động lòng đệ sẽ bảo hộ cha mẹ bảo hộ đại tỷ và muội muội nghe có vẻ chính là đáp ứng rồi Vậy chiều nay để ra ngoài chơi trước đi, ngày mai sớm tới phòng tỷ, nếu Dĩnh Nhi cũng muốn học, theo ca ca cùng đến đây." Đường Dĩnh chớp chớp mắt, mắt to sáng lấp lánh, nhưng sau đó liền ngượng ngùng gật đầu, "Cũng được, đây chính là tỷ cầu muội đó." "Ừ." Nhìn thấy đại tỷ cười tủm tỉm, Đường Dĩnh thực không tự nhiên cúi đầu, nhưng ngay cả lỗ tai tuyết trắng đều đỏ. Đường Hân đang theo thùa trong phòng nghe được tiếng nói chuyện và tiếng cười bên ngoài, tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Rõ ràng nàng mới là cô nương quý giá của đường gia, chính là từ sau ngày ấy, địa vị của nàng xuống dốc không phanh. Cha mẹ bị tổ phụ tổ mẫu răng dậy không nói, nương ngày thường chưa từng ra ruộng làm việc cũng bị kêu đi, ngay cả đại ca nhìn thấy nàng cũng lắc đầu thở dài. Nàng làm sai chỗ nào? Nàng làm tất cả chẳng lẽ đều là vì chính mình? Muốn gả cho một kẻ có tiền chẳng lẽ là sai sao? nàng cũng không thuần túy chỉ vì chính mình sống sung sướng cũng may còn hơn một tháng đường mẫn sẽ phải gả chồng chỉ cần về sau nhìn không thấy nàng như thế nào cũng tốt dù sao biểu ca cũng không sống được mấy năm hơn nữa thân thể yếu như vậy ngay cả xuống giường cũng không nổi còn trông cậy vào hai người bọn họ có thể có hài tử hiện tại nàng hận thấu đường mẫn hy vọng nhìn thấy đường mẫn thủ quả cả đời mà đường hơn nàng về sau nhất định phải tìm nhà chồng tốt làm tổ phụ tổ mẫu hối hận vì đã đối xử với nàng như thế. Đêm đó, đường mẫn ở lòng bếp thiêu vài cây củi gỗ, giữ lại ngày hôm sau dạy hai đứa bé viết chữ. Đại Vinh Triều không có cái gọi là trọng văn kinh võ, mà là văn võ ai cũng có sở trường riêng. Tổ tiên hoàng đế Đại Vinh Triều là tư mã đại nguyên soái tiền triều, vì bất mãn hoàng đế tiền triều ngu ngốc vô độ, cử binh tạo phản bức vua thoái vị, do đó sáng lập Đại Vinh, Lịch Đại Văn Thần võ tướng đều là tâm phúc hoàng đế tỉ mỹ chọn lựa đối với hậu phi càng là ước thúc nghiêm khắc Đại vinh triều kiến quốc gần trăm năm không nghe nói ngoại thích lộng quyền ít nhất trước mắt là không có mấy ngày kế tiếp Đường Mẫn dùng thời gian nhàn rỗi dạy hai đứa nhỏ biết chữ đương nhiên nhàn hạ nhiều còn kể chuyện xưa cho bọn họ nghe đầu tiên là Tây Du ký một ngày này nàng kể cho hai đứa nhỏ nghe đến đoạn tôn ngộ không ba lần đánh bạch cốt tinh sau đó tôn ngộ không bị sư phụ đuổi đi, hai tiểu gia hỏa lòng đầy căm phẫn, sôi nổi chỉ trích đường tăng. Hòa thượng kia thật là không biết tốt xấu, rõ ràng chính là vì tốt cho hắn, hắn lại không biết lòng người tốt. Đúng vậy, đại tỷ, nên để yêu tinh kia ăn hắn cho rồi. Dĩnh Nhi nói đúng, thật là quá không biết tốt xấu. Đường mẫn bị hai đứa nhỏ nói làm cho tức cười. Sư phụ là mắt thường phàm thai, Sao có thể nhìn thấu trước mắt là người hay yêu Huống hồ nữ tử kia dịu dàng nhu nhược Vừa ra tay chính là đưa cơm cho bọn hắn Ý tốt như vậy làm sao sư phụ tin tưởng đó là yêu quái Kể chuyện này cho hai người nghe chính là muốn nói Thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí Không có bất luận chuyện gì có thể không làm mà hưởng Có vài người chính là sói đói khoát da người Mặt ngoài nhìn như là người tốt Kỳ thật rắp tâm hại người Nói hay không bằng cày giỏi Làm người làm việc không yêu cầu bác diện linh lung, nhưng phải cẩn thận, có thể phản bội mình trước nay đều là người mình tin tưởng. Hai đứa nhỏ cái hiểu cái không, nhưng vẫn ghi tạc trong lòng. Bùi Gia Trang, Bùi Gia. Bùi Hải Cường đứng trong sân, trong tay cầm một con dao giết heo, giơ tay về phía một con lợn sống bị cột chặt vào trên thớt, một đao thẳng đến chui, máu đỏ thấm mang theo khí vị nùng liệt chảy ào ào xuống bồn gỗ đặt phía dưới. Mẹ nó à, buổi tối làm huyết heo ăn đi. Tức phụ của Bùi Hải Cường, Châu Thị cười ha ha tiếng lên, nhìn huyết heo không ngừng chảy xuống, cười nói, được, làm thêm vài món ăn, bảo đảm ông ăn thỏa thích. Châu Thị bộ dáng bình thường, dáng người đầy đặn, vóc dáng không cao lắm, nhưng tay chân thực nhanh nhẹn, cũng cần mẫn, hơn nữa rất nhiệt tình, danh tiếng trong thôn thực tốt. Bùi Gia đã năm đời đơn truyền, khả năng có ba năm con gái, nhưng cho dù nỗ lực như thế nào cũng chỉ có một con trai. Hiện giờ phu thê Bùi Thị cũng chỉ có một đứa con trai là Bùi Cẩm Triều, lại là từ nhỏ sức khỏe suy yếu, mặc kệ xem bao nhiêu đại phu, trước sau đều tìm không thấy nguyên nhân bệnh. Mùa đông 5 năm trước, Bùi Cẩm Triều thiếu chút nữa tắt thở, phu thê Bùi Thị gần như khóc ngất xỉu, cuối cùng cũng may qua cơn hiểm nghèo, mấy năm nay tính tình con trai tốt hơn rất nhiều so với dĩ vãng, nhưng trong lòng hai vợ chồng lại trước sau không an tĩnh bọn họ không biết có phải con trai đã nhìn thấu sinh tử hay không, nhưng mấy năm nay con trai cũng không biểu hiện quá mức dị thường, ngược lại cả ngày an an tĩnh tĩnh, phần lớn thời gian đều ở trong phòng đọc sách, rất ít ra khỏi. Phòng Mắt thấy con trai sắp 19 tuổi, nhớ tới năm trước bọn họ đi Phủ Thành, tìm một vị danh y xem bệnh, lời danh y kia nói khiến tim hai vợ chồng như nhỏ máu. Đại phu kia nói, thân mình bùi cẩm triều rất kém cỏi hiện giờ chẳng qua là tiêu hao sinh mệnh, chờ sinh mệnh tiêu hao xong, hắn cũng xem như đi đến cuối, thậm chí còn nói thẳng, bùi cẩm triều sống không quá 20. Cho nên cho dù trong lòng hai vợ chồng thống khổ cỡ nào, bùi gia cũng không thể tuyệt hậu, con gái nhà khác không muốn gả vào, không có biện pháp cũng chỉ có thể đi cầu đường gia cô nải nải. Kỳ thật trâu thị nhìn trúng đường hân, cô nương kia lớn lên không tệ, tính cách mềm mại, tay nghề theo cũng tốt, Danh tiếng trong thôn cũng thật tốt, đáng tiếc cô nãi nãi không đồng ý mà lại định ra Đường Mẫn. Đường Mẫn là cháu gái của cô nãi nãi, cũng xem như cháu của bọn họ, chỉ là cô nương kia quá mức đanh đá, một trương miệng căn bản không buông tha người, nàng sợ cô nương kia khi dễ con trai của chính mình. Nhưng mang theo bác tự của nàng tìm thầy bói phê, đối phương lại nói hai người là duyên trời tác hợp, hơn nữa nữ tử có tướng vượng phu. Vừa nghe thầy bói nói như vậy, cho dù lại chướng mắt đường mẫn, Châu Thị cũng không chút do dự gật đầu đồng ý việc hôn nhân này. Nếu thật sự như thế, cùng lắm thì chờ đường mẫn vào cửa, nàng lại quản giáo. Qua chút thời gian ta dặn thôn bên đưa hai con heo đen đến đây, thịt heo đen rất ngon, chờ lúc gia bảo thành thân chúng ta dùng để chiêu đãi thân thích. Đưa. Châu Thị gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn trượng phu, không phải nói sửa lại nhũ danh sao. Đừng kêu gia bảo trước mặt con. Bùi Hải Cường ha ha cười nói, tôi biết rồi. Bùi Cẩm Triều một thân áo trắng, như không nhiễm một tia bụi bặm, ngũ quan thanh tuyển ôn nhã trắng hơi mất tự nhiên, dáng người mảnh khảnh lại không có vẻ ẻo lả, chỉ tiếc liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu vẻ suy nhược. Lúc này hắn đang khoác áo ngoài màu lam một mạc, ngồi trước án thư sát cửa sổ đọc sách, trong viện tiếng cha mẹ nói chuyện với nhau và tiếng cười truyền vào, làm ngôi nhà nhỏ chỉ có ba viện này đột nhiên trở nên tiếu lệ. Nắng sớm từ cửa sổ rộng mở chiếu vào, cho gương mặt trắng nõn của hắn thêm một tia ánh sắc, mày kiếm nghiêng cắm vào thái dương, hai mắt mắt phượng thật xinh đẹp hơi hơi nheo lại, môi mỏng gần như không có huyết sắc, lại không ảnh mỹ cảm hưởng chút nào. Dung mạo trong trẻo như trăng sáng, khí chất lăng lăng như tùng bách. Không thể không nói, tại đây làng trên sóng dưới, Bùi Cẩm Triều chính là Mỹ Nam tử được công nhận, cho dù hiện tại bệnh nguy kịch, Mỗi ngày cửa trước cửa sau Bùi gia cũng luôn có một ít đại cô nương tiểu tức phụ cố ý vô tình lắc lư. Thần Ngọc, nương hầm canh giò heo cho con nè, nhân lúc còn nóng uống một chén. Trâu thị từ bên ngoài đi vào, trong tay bưng một chén canh, bên trong giò heo cũng hầm mềm mại, tuyệt đối tìm không thấy một khối xương cốt. Bùi Cẩm Triều gác sách xuống, đứng dậy tiếp nhận chén canh kia, cảm ơn mẫu thân. Tại gì, con là con trai của nương, chỉ cần con có thể khỏe nương liền an tâm rồi. Nói xong, Châu Thị nhìn con trai lẳng lặng uống một chén canh, sau đó ngồi xuống đối diện hắn, còn một tháng nữa là đến ngày con thành thân, Mẫn Nhi lớn lên. Thật xinh đẹp, chỉ là tính tình có chút đanh đá, nhưng không có tâm nhãn, thần ngọc, nương không có yêu cầu gì khác, cho dù con không bệnh, tuổi này cũng tới lúc đón dâu, bùi gia chúng ta năm đời đơn truyền, con đừng trách cha mẹ. Bùi cẩm triều uống xong một chén canh, Trụ mắt nhàn nhạt nhìn trang sách trước mắt, nương đừng nghĩ quá nhiều, sức khỏe con như vậy, có thể có cô nương nguyện ý gả vào, con cũng sẽ đối xử tốt với người ta. Con có thể nghĩ như vậy, trong lòng cha mẹ cũng an tâm. Châu Thị an ủi con trai một phen, lúc này mới cầm chén đi ra ngoài. Bùi Cẩm Triều chờ Châu Thị vừa đi, ánh mắt từ sách chuyển qua trong viện. Nhà Bùi Gia ở Bùi Trang thực không tệ, dù sao Bùi Gia từ tầng tổ phụ chính là thợ giết heo, Đến nay cũng đã trăm năm, lúc trước bùi gia cũng chỉ là một nông hộ bần cùng, sau đó đi theo người trong thôn lên núi săn thú, lúc sau chậm rãi bắt đầu giết heo, vẫn luôn kéo dài nghề nghiệp này. Cho tới bây giờ, mỗi năm đều thu vào mấy chục lượng cố định, hơn nữa nhà mình là thợ giết heo, thịt heo quanh năm suốt tháng đều không gián đoạn. Hắn cũng biết thê tử tương lai của mình, cũng từng gặp qua một lần. Mấy năm trước người một nhà đường gia đến đây thăm hỏi, tuy sức khỏe hắn không tốt, nhưng cũng từng ra chào hỏi người đường gia. Đường gia lão thái thái bùi thị vừa thấy chính là thực không khéo, mà đường lão gia tử lại có chút nặng nề, không nói hai phòng biểu thúc, chính là đường hân, mặt ngoài nhìn thực an tĩnh, rất có bộ dáng tiểu thư khuê cát, kỳ thật lại rất có giả tâm. So với đường hân, đường mẫn danh tiếng rất kém cỏi lại có chút không giống, tuy cô nương kia rất lợi hại, ở bùi gia cũng là cái mũi không phải cái mũi, đôi mắt không phải đôi mắt, nhưng bùi cẩm triều thấy, cô nương kia có chút thiếu tâm nhãn, có cái gì nói cái gì, không biết che giấu chút nào. Tính cách như vậy ở gia tộc đơn giản còn dễ, nếu ở gia tộc đông đảo đường huynh muội chưa phân gia, không có khả năng không có hại. Dựa theo tính cách này, có thể gả cho chính mình mới là lạ, hiện giờ đối phương lại đáp ứng, làm hắn thực nghi hoặc. Trời còn chưa sáng, mọi người đường gia cũng đã thức dậy. Hôm nay là ngày học chợ, Chợ ở An Ninh Trấn 5 ngày mở một lần, bởi vì đường mẫn thực mau phải thành thân, trong nhà còn không ít đồ vật chưa chuẩn bị, cho dù như thế, lão Thái Thái cũng chỉ mang theo hai con dâu, trưởng tôn đường Kim ở phía trước đuổi xe lừa, đường lão gia tử vẫn mang theo hai con trai tiếp tục ra ruộng. Tuy địa vị của nữ tử ở Đại Vinh Triều được đề cao không ít, nhưng như cũ phải theo tam tòng tứ đức, tam cương ngũ thường. Nữ tử gia đình giàu có ngày thường rất ít ra cửa, phần lớn thời gian đều ở khuê cát, có ra cửa cũng là đi phủ đệ khác tham gia các loại yến hội giữa các tiểu thư mà nhà nông hộ lại không chú ý nhiều như vậy nữ tử cũng phải ra ruộng làm việc nhà nông lên núi cắt cỏ cho heo ăn ngày thường ở trong thôn dưới cây hoa đào làm thủ công một nhà đường hơn bởi vì chuyện trước đó vài ngày địa vị suy giảm trong lòng hai lão nhân tuy ngày ấy đường mẫn nói không ít lại như cũ không được hai vị lão nhân thích tuy địa vị nhị phòng ở đường gia vẫn như thế nhưng lão thái thái lại không nhìn chằm chằm trương thị, lớn giọng cũng không bén nhọn như xưa, cũng coi như một hiện tượng tốt. Trong viện dưới một gốc cây hạnh, đường mẫn đang ngồi trên ghế, dựa vào thân cây thưởng thức gió buổi sáng mát mẻ. Không được đi chợ, ở nhà cũng không có gì làm, hiện giờ cũng chỉ có thể ngồi ở chỗ này hóng gió. Này, mùi ngồi đây làm gì? Mấy bộ quần áo này của tỷ dơ rồi, mùi đi giặt đi. Đường mẫn hơi hơi dương mắt nhìn đường hân, tỷ nhớ ăn không nhớ đánh sao, quần áo của ai người nấy giặt. Hỉ khăn và giày theo của muội đều là tỷ làm, chẳng qua chỉ kêu muội giặt hai bộ quần áo, không tính quá mức đi. Như vậy không gọi quá mức, vậy cái gì mới xem như quá mức? Hay là tỷ gã đến bùi da đi, muội theo hỉ khăn và giày theo cho. Đường hân bị nàng nói lập tức nghẹn họng, đứng trước mặt nhìn đường mẫn hồi lâu, mới quay người trở về phòng mình, tay vén rèm biểu hiện nàng rất giận đường mẫn hừ lạnh một tiếng căn bản không để ý tới thái độ đối phương trên chợ người đến người đi lão thái thái mang hai con dâu và cháu trai tìm một chỗ trống bày quầy hàng dọn trứng gà và rau dưa mới mẻ sau đó giao cho đường khiêm nhìn bà lãnh hai con dâu trực tiếp đi cửa hàng tơ lụa đường mẫn là nhị cô nương đường gia theo lý thuyết đại cô nương chưa thành thân nàng không thể thành thân nhưng lần này tình huống thực đặc thù hơn nữa bùi cẩm triều là cháu trai ruột của huynh đệ bà chuyện này cho dù như thế nào bà cũng muốn làm phong cảnh xung hỉ tự nhiên muốn làm phong cảnh nếu không cũng không thể đạt tới mục đích xung hỉ nương mẫn nhi không phải có quần áo sao chúng ta còn mua thêm nữa hả trần thị nhấp môi trong lòng phi thường ghen ghét cô nương nhị phòng thành thân còn muốn mua tơ lụa chờ về sau con gái nàng thành thân phải mua thứ thật tốt trong lòng trần thị con gái chính mình tốt hơn đường mẫn nhị phòng không biết bao nhiêu lần, nếu đường mẫn có thể gả cho nhà điều kiện tốt như bùi gia, khuê nữ của chính mình còn có thể kém đi nơi nào. Bùi thị quay đầu lại trợn mắt nhìn Trần Thị, thấp giọng nói, đừng không phóng khoáng ở bên ngoài. Thật là, nhà mẹ đẻ Trần Thị cũng có chút gia sản, không nghĩ tới lại là người kiến thức hạn hẹp, nhà mẹ đẻ Trương Thị làm say bột, trong nhà cũng có chút tiền, đáng tiếc chính là cha mẹ nàng đã chết, ca tẩu lại không phải người tốt. Từ khi Trương Thị gả đến đường gia, nàng đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ với nhà mẹ đẻ. Lần này đường mẫn thành thân, phỏng chừng bọn họ cũng sẽ không đến. Có lẽ chính là bởi vì điểm này, Trần Thị tự tin hơn trước mặt Trương Thị mới có thể xem thường nhị phòng. Bị Bùi Thị răng dạy một câu, Trần Thị liền ngậm miệng. Lớn tuổi như vậy, ở bên ngoài bị mẹ chồng răng dạy chính là thực mất mặt. Bùi Thị cũng không dò hỏi ý kiến Trương Thị, trực tiếp dạo quanh cửa hàng. Đại Nương, ngài muốn mua vải dệt gì, nữ chủ quán cười đón, đây chính là khách nhân đầu tiên của hôm nay, mới mở hàng. Bùi Thị gật gật đầu, trong mắt người ngoài, Bùi Thị vẫn là một lão thái thái thực ấm áp. Cháu gái nhà ta sắp thành thân, ta muốn mua hai khúc vải làm của hồi môn cho cháu gái, bà chủ xem nên mua loại nào thì tốt. Trên mặt nữ chủ quán nhanh chóng treo tươi cười, Hai gia, chúc mừng lão thái thái, nhà làm tiệc vui, chúng ta cũng có thể dính chút không khí vui mừng. Ngài xem xem mấy khúc vải này, vải dệt của chúng ta thực hút hàng, nhan sắc cũng xinh đẹp, màu đỏ rực cho cô nương thêm trang, màu xanh lục và màu lam cho cô nương mang qua nhà chồng, về sau còn có thể làm quần áo cho phu quân. Còn có, nữ chủ quán lại lấy tới một khúc tơ lụa tuyết trắng, còn có này, sờ sờ xem, làm áo lót tuyệt đối là đỉnh đỉnh tốt. Bùi thị nhìn trước mắt mấy khúc phải chủ quán chọn ra, màu đỏ kia khẳng định muốn mua, nhưng bà cũng chỉ chuẩn bị mua một khúc, rốt cuộc còn có gia cụ, dường cưới là khẳng định phải mang theo. Bùi gia cho bọn họ 50 lượng bạc, trong nhà đường Kim đã thành thân, thê tử Lý thị đầu tháng mang theo con trai 2 tuổi về nhà mẹ đẻ, bởi vì Lý thị là con gái duy nhất trong nhà, cho nên nhà mẹ đẻ giữ lại chút thời gian, thực mau chính là ngày lành của đường Mẫn, hẳn là mấy ngày nay sẽ trở lại. Ý lão thái thái là, nếu đường kim đã thành thân, ruộng đất trong nhà cũng không ít, bạc này cho đường mẫn 40 lượng, làm một bộ giường cưới cũng muốn mười mấy lượng, hơn nữa hôm nay mua vải, đại khái phải tốn 20 lượng bạc, còn lại phải mời khách, mua đồ vật, có thể cho nàng mang đi 10 lượng đã không tệ. Bản thân chính là nhà nông hộ, hơn nữa điều kiện bùi da cũng không tệ, có ăn có uống, trên người có tiền cũng không dùng tới. Cuối cùng, lão thái thái mua bốn khúc vải. Màu đỏ chính là cho đường mẫn, màu lam màu lục lại là cho bùi cẩm triều, màu trắng có thể mang đi làm áo lót quần lót. Nhìn ba khúc vải lụa, hai mắt trần thị đỏ bừng, cắn răng mới không nói ra lời cự tuyệt. Đối với trương thị, lại nhiều bạc cũng vô dụng, dù sao con gái chính mình gả qua chính là sung hỉ, lại nhiều của hồi môn cũng đền bù không được về sau thống khổ. Cho nên mặc kệ lão thái thái mua gì, trương thị đều là một câu cũng chưa nói. Đệ muội nương thật tốt với mẫn nhi nhìn một cái vải dệt kia sờ sờ trơn tay đi theo lão thái thái trần thị cúi đầu nhìn tay nải trong tay nói với trương thị trương thị gật đầu sau đó nhẹ giọng nói đại tẩu không thèm mới đến phiên mẫn nhi một câu trực tiếp nghẹn trần thị khó chịu sắc mặt tức khắc đỏ lên dùng sức trừng mắt nhìn trương thị muốn nói gì đó lại phát hiện chính mình nửa chữ đều nói không nên lời mặc kệ nàng nói thèm hay không thèm đều không đúng chỉ có thể câm miệng. Mẹ chồng nàng dâu ba người trở lại chỗ đường Kim, hai rổ trứng gà đã không còn lại bao nhiêu. Tuy thôn Đào Hoa cách an ninh trấn không phải quá xa, nhưng rất hiển nhiên kinh tế trong thôn không thể so sánh với bên này. Kinh Châu Phủ cách thịnh kinh hơn 1.300 dặm, nhưng cạnh Kinh Châu Phủ lại có đường sông từ Bắc hướng Nam, từ đường bộ đi thịnh kinh, ngồi xe ngựa cần thời gian 2 tháng, nhưng đi đường thủy lại chỉ cần thời gian chưa đến 1 tháng. Thôn Đào Hoa cách Kinh Châu phủ hơn 200 dặm, khoảng cách không coi là quá xa, lại cũng tuyệt đối không gần, nhưng vì thôn Đào Hoa đặc biệt cảnh sắc, cho nên so với địa phương khác giàu có hơn rất nhiều. Ở sau thôn có một con sông, chỗ sâu hơn 3 thước, chỗ nông không quá cản chân, nghe nói trước nay đều chưa từng cạn, cho dù gặp khô hạn 3 4 năm, cũng như cũ có thể nhìn thấy nước chảy, Đường Mẫn cảm thấy sông này khẳng định từng rất lớn cũng rất sâu, phía dưới tất nhiên có sông ngầm. Lúc lão thái thái trở về chỉ mới giờ tị. Mẹ con Trần Thị bị lão thái thái tống cổ ra ruộng làm việc, Trương Thị ở nhà bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Đường Mẫn thấy lão thái thái tiến vào, trong tay còn ôm thực nặng, tiến lên tiếp nhận, đặt lên bàn. Đây là vải mua cho con, chờ lúc con thành thân mang đi, còn chưa đến 7 ngày là mừng thọ tổ phụ con, đến lúc đó biểu cửu con sẽ tới, con cần mẫn chút, miễn cho bị nhà chồng coi thường. Đường mẫn gật đầu, Tuy trong lòng muốn hỏi xem Bùi Cẩm Triều có tới hay không, nhưng cũng biết, nếu thật sự hỏi, lão thái thái nhất định không cao hứng. Mấy ngày kế tiếp, đường gia thực an tĩnh, Trương Thị thật sự có khả năng, chuyện trong nhà đều chuẩn bị thỏa đáng, Trần Thị lại có chút khổ sở, ra ruộng làm việc kéo ba kéo bốn, về đến nhà liền ôm eo trên hừ hừ, mỗi lần nàng biểu hiện như vậy, lão thái thái liền sụ mặt, lúc ăn cơm đều là nhắc mãi không ngừng. Đảo mắt chính là 18 tháng 5, Ngày này là đại thọ 60 của lão gia tử. Làm đường mẫn ngoài ý muốn chính là, Bùi Cẩm Triều cũng theo phu thê Bùi Hải Cường cùng đến đây. Lão Thái Thái nhìn thấy Bùi Cẩm Triều, biểu hiện ân cần đến cực điểm, bắt đầu từ buổi sáng bà đã sang sản tiếng cười, cho dù là dĩ vãng đường hơn được sủng ái cũng chưa từng hưởng thụ. Trước kia đường mẫn rất ít chú ý những việc này, hơn nữa tính tình nàng thực sự táo bạo, chưa gặp đã phải lẩm bẩm vài câu, nàng chính là thực chứng mắt nam nhân vai không thể đề tay không thể kháng như bùi cẩm triều. Nhưng khi nhìn thấy nam nhân kia ngược ánh sáng mặt trời, từ bên ngoài chậm rãi đi vào, quần áo tuyết trắng bị ánh sáng mặt trời phủ một lớp ánh vàng, bên môi đạm mạc tươi cười, lộ ra xa cách làm người khác khó phát hiện, tuy ánh mắt ẩn chứa ý cười nhàn nhạt, đáy mắt lại lạnh như hàng băng, quanh năm không tan. Đối với loại nam nhân này, đừng nói là thân thể suy nhược, cho dù là cường tráng, kiếp trước đường mẫn cũng chỉ đứng xa xa nhìn nhưng hiện tại tình huống này nàng cũng chỉ có thể trong lòng cổ vũ chính mình không sao kiếp trước trượng phu cũng là tính tình này nàng cũng thói quen cùng người như vậy ở chung cô tổ mẫu thân mình con không tốt sao không ở nhà nghỉ ngơi trên đường còn an ổn chứ bùi thị lôi kéo bùi cẩm triều nhìn dáng vẻ là nâng hắn chậm rãi đi tới thượng phòng làm cô tổ mẫu lo lắng cha mẹ biết con thân mình không tốt, dọc theo đường đi đều đi rất chậm. Vậy là tốt rồi, xe ngựa êm hơn xe bò xe lừa, con cũng không cần phụ giúp gì, cứ ở trên giường đất trò chuyện với cô tổ phụ. Hôm nay biết con tới, nhà chúng ta cũng không có bao nhiêu người, cô tổ mẫu cũng không mời ai, chỉ có hai nhà chúng ta ngồi ngồi. Sao bùi cẩm triều có thể không rõ lời bùi thị nói, đại khái là muốn cho hắn và đường mẫn trông thấy mặt nhau. Tuy trước kia cũng từng gặp, nhưng qua tháng sau đường mẫn chính là thê tử của hắn hình thức ở chung tự nhiên bất đồng nhưng đường mẫn cũng sẽ không làm hắn phản cảm chẳng qua là trong phòng thêm một nữ nhân thôi bùi gia vừa đến đường hạo và đường dĩnh liền vọt vào phòng đường mẫn tỷ biểu ca tới đường hạo có chút khẩn trương lại xem phía sau đường dĩnh hình như cũng lo lắng nàng nhấp môi cười khẽ tới thì tới trước kia lại không phải chưa từng gặp sao có thể giống nhau, hai người thực mau sẽ phải thành thân, muội thấy hắn thật sự yếu, sắc mặt trắng bệt. Đường dĩnh chu miệng nhỏ, mấy ngày nay nàng và đường mẫn ở chung rất khá, tuy còn có chút biệt nữ, nhưng lại thật sự lo lắng cho tỷ tỷ. Trước kia lúc nhìn thấy bùi cẩm triều còn nhỏ tuổi, cũng không hiểu chuyện, nhưng giờ vừa thấy, bộ dáng kia còn không phải là giống sống không lâu sao. Cũng khó trách cha mẹ nhìn thấy bùi biểu ca cũng không biểu hiện cao hứng, Ngược lại là mặt ủ mày chau. Cảm ơn hai người quan tâm, tỷ thật cao hứng, nhưng cũng đừng lo lắng, việc hôn nhân này đã định ra, không thể đẩy. Lãnh Đệ muội ra khỏi phòng, liền nhìn thấy ở cửa sương phòng đối diện, Đường Hân đầy mặt châm chọc nhìn nàng. "Nha, muốn đi xem phu quân tương lai sao?" Đường Mẫn Hiểu biết tính tình nàng, lúc này tất nhiên là lại phát bệnh. Trước khi trở mặt, Đường Hân còn có thể làm bộ làm tịch. Nhưng từ lúc lão thái thái đối xử khác với một nhà bọn họ, cô nương này càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Cũng không nhìn xem hôm nay là tình huống như thế nào, không phải nàng luôn luôn tự xưng là tiểu thư khuê các sao. Lời càng rỡ như vậy thật không giống nàng có thể nói ra. Đại tỷ đã chào hỏi biểu cửu biểu cửu mẫu chưa? Đường mẫn cười tủng tỉm nhìn nàng. Sắc mặt đường hân tức khắc liền âm. Trước nay nàng đều không thích đường mẫn, không thích đường mẫn xinh đẹp hơn mình, không thích tính cách đường mẫn, không thích đường mẫn sống tiêu xái hơn mình, càng không thích đường mẫn gả chồng tốt hơn mình. Hiện tại đường mẫn sắp gả cho bùi biểu ca, mà tướng mạo bùi biểu ca thật tuấn tú, cho dù biết sức khỏe hắn không tốt, cũng như cũ làm tâm hồn đường hơn sao động. Nếu thân mình hắn cường kiện, nàng đột nhiên cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, ngẩng đầu dùng sức trừng mắt nhìn ba tỷ đệ bọn họ, sau đó quay người đi thượng phòng. Đường mẫn không để ý nàng não có bệnh. Một tay nắm một người đi thượng phòng. Thượng phòng, cửa sổ đều mở ra, gần đây trời thật nóng, trên giường đất ngồi lão gia tử và Bùi Cẩm Triều, hai con trai ngồi hai đầu giường đất, lão thái thái lãnh cháu trai và con dâu ngồi phía dưới. Đường Mẫn lãnh đệ muội tiến vào, lão thái thái cười nói với Trâu thị, từ khi biết chính mình đính thân, đứa nhỏ này cũng an phận nhiều, trước kia chỉ là tâm tính hài tử, tầm ý với đệ đệ muội muội không ít, hiện tại trưởng thành còn có thể tay cầm tay hai con khỉ nhỏ này. Đường Mẫn không lưng hành lễ với phu thê Bùi Hải Cường. Mẫn Nhi gặp qua biểu cửu, biểu cửu mẫu, gặp qua. Biểu ca, hai chữ cuối cùng nàng kêu có chút hoang uổng. Bùi Cẩm Triều còn không lớn tuổi bằng chính mình, mà nay mình phải kêu hắn là huynh trưởng. Tháng sau nàng phải thành thân với nam hài tử này, trong lòng đột nhiên cảm giác hư không và tịch liêu. Nói thật, cho dù thầy bói phê bác tự là duyên trời tác hợp, ân ái trăm năm, nhưng trâu thị như cũ không phải đặc biệt thích tiểu cô nương này. Trong lòng nàng cảm thấy đường hân ngoan ngoãn, như vậy con trai mới không bị khi dễ. Nhưng nàng cũng hiểu rõ, lão thái thái tuyệt đối không có khả năng gả đường hân cho con trai chính mình, dù sao thân thể con nàng đã như vậy. Nhưng hiện tại nhìn đường mẫn, bộ dáng sát thật cực diễm, con dâu như vậy, nói thật có chút không yên tâm nhưng đường mẫn quy quy cũ cũ chào hỏi làm trong lòng nàng thoáng buông một chút bùi cẩm triều chỉ liếc mắt nhìn đường mẫn hơi hơi chắp tay xem như đáp lễ lúc sau liền nghe lão gia tử và phụ thân nói chuyện nhưng cũng nhạy bén nhận thấy được vẻ tịch liêu trong đáy mắt tiểu cô nương đừng nói hiện tại hắn còn chưa chết cho dù chết đáy mắt nàng tịch liêu là ý gì mẫn nhi trưởng thành cho dù trong lòng trâu thị không phải quá thích đường mẫn nhưng hiện tại lúc này vẫn phải làm bộ dáng, cô mẫu, đã làm lễ cập kê chưa? Trong lòng lão thái thái, lộc bột, cả nhà bọn họ lại quên mất vụ này. Mẫn nhi sinh nhật ở tháng 8, định làm lễ cập kê cho nàng ở tháng 6, chờ thêm hai ngày liền làm, đây chính là ngày trọng đại của nữ hài tử, sao có thể quên chứ? Trong lòng trâu thị không nghi ngờ, dù sao còn chưa đến sinh nhật đường mẫn, ở Đại Vinh Triều, lễ cập kê của khuê nữ đều là sinh nhật hoặc sau sinh nhật, hơn nữa bình thường đều là 15 tuổi. Đứa nhỏ này lại bởi vì con trai chính mình, lễ cập kê diễn ra trước thời gian một năm. Nghĩ nếu là con trai mình. Như vậy, cô nương này liền phải cô đơn cả đời ở nhà, ngẫm lại nàng cũng có chút không đành lòng, nhưng vì con trai mình, đây cũng là không có biện pháp. Nghĩ đến đây, Châu Thị cởi ra vòng tay nặng triểu đang đeo trên cổ tay, trực tiếp trồng lên tay đường mẫn tinh tế trắng nõn. Mẫn nhi, con yên tâm, Cửu mẫu nhất định sẽ tốt với con, ở nhà của chúng ta sẽ không chịu ủy khuất. Đường mẫn cúi đầu nhìn vòng bạc trên cổ tay, ánh mắt thanh đạm sâu thẳm. Nhưng vẫn uống gối hành lễ nói lời cảm tạ châu thị, mẫn nhi cảm ơn cửu mẫu. Bé ngoan. Trong nhà hai đứa bé chịu không nổi trường hợp quy củ này, đường dĩnh càng là ở sau lưng túng túng quần áo đường mẫn. Nàng quay đầu lại sủng nịch cười với đường dĩnh, sau đó nói với lão thái thái, tổ mẫu, con đi phòng bếp giúp nương đi thôi đừng làm cho hai con khỉ nhỏ này chạy loạn lão thái thái cười rất từ ái đường mẫn gật đầu thi lễ với mọi người sau đó lãnh hai tiểu hài tử đi ra ngoài đường hân lại nhìn bóng dáng đường mẫn rời đi đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo và ghen ghét nhưng nàng không biết vẻ mặt nàng đã bị bùi cẩm triều gục xuống mí mắt hoàn toàn xem rõ đi ra thượng phòng Đường mẫn tháo vòng bạc trên cổ tay đưa cho đường dĩnh, dĩnh nhi, cất vào ngăn kéo giúp tỷ, tỷ đi giúp nương nấu cơm. Đường dĩnh nhìn vòng tay kia, ngoại trừ ngay từ đầu vui mừng, lúc sau liền cảm thấy vòng tay này căn bản không có gì tốt. Cửu mẫu dùng vòng tay lấy lòng tỷ tỷ, làm tỷ tỷ gả cho biểu ca sao. Nàng cũng thấy biểu ca, bộ dạng rất đẹp, nhưng đi được hai bước liền thở hồng hộc, còn ho khang, hơn nửa sắc mặt trắng dọa người, vừa thấy chính là quỷ đoản mệnh. Tuy ngay từ đầu nàng thực không thích tỷ tỷ, nhưng cũng không muốn tỷ tỷ gả vào bùi gia. Nhưng nàng vẫn là đứa bé, lời nói thực vô dụng. Đi vào phòng bếp, đường mẫn tiến lên ngồi xổm xuống, tiếp nhận việc trong tay trương thị. Nương, để con làm cho. Nhìn thấy con gái đi vào, ánh mắt trương thị run lên, chưa mở miệng hốc mắt liền đỏ. Mẫn nhi, không cần, nương làm là được. Không có việc gì, dù sao nhàn rỗi cũng nhàm chán, hơn nữa cũng giúp nương làm không được mấy ngày. Nàng nhặt cải thì sạch sẽ, sau đó rửa từng mảnh cẩn thận bằng nước sạch, thời đại này không có phân hóa học, nhưng mặt trên lại có bùn đất, rửa sạch cũng không phiền toái. Nghe nói thế, Trương Thị suýt nữa không khống chế được, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi. Trong lòng đường mẫn thở dài, nương đừng khóc, cho dù ngài khóc mù chẳng lẽ con có thể không gã sao. Hơn nữa biểu ca rất đẹp, con thích nam tử đẹp cửu cửu và cửu mẫu cũng sẽ tốt với con, trong nhà cửu cửu giết heo, về sau con có thể mỗi ngày ăn thịt. Trương Thị được con gái an ủi tâm tình thoải mái không ít, bẻ cải thì xong, đứng dậy chuẩn bị đồ ăn giữa trưa. Triều Nhi là đứa bé ngoan, chỉ là thân mình kia chung quy quá yếu. Một nam tử áo xanh ẩn nấp trên nóc nhà phòng bếp nghe được trong phòng đã không còn động tĩnh, khóe miệng run rẩy thả người biến mất ở đường da. Không bao lâu, trần thị cắn hạt dưa chậm rì rì đi vào nhìn thấy đôi mẹ con này âm thầm trợn trắng mắt mẫn nhi nhìn một cái cửu mẫu con thật tốt vừa ra tay chính là vòng tay bạc nặng triểu, hâm mộ chết người đệ muội cũng đừng cảm thấy bùi da không tốt nếu thân thể triều nhi khỏe mạnh không phải người ta cũng chướng mắt nhà ta sao trương thị phỏng chừng cũng bị con gái kích thích mấy ngày nay eo thoáng thẳng một ít hơn nữa trần thị nói thực sự khó nghe làm lông mày trương thị đều nhăn lại. Lúc trước là đại tẩu đẩy việc hôn nhân này, mới đến phiên mẫn nhi chúng ta, hiện tại đại tẩu nói luyến tiếc là có ý gì. Lúc trước bởi vì chuyện này nàng thiếu chút nữa khóc mù mắt, hiện tại còn nhắc mãi vài câu, có ý tứ sao. Trần thị lập tức không cao hứng, vừa rồi thu được một vòng tay bạc, hiện tại liền dám tranh luận với chính mình. Sao đệ muội nói khó nghe như vậy? Con gái nuôi lớn còn không phải gả người gã ai mà không gã. Bùi gia giàu có, Mẫn Nhi có thể gã đến nhà như vậy, cũng là phần mộ tổ tiên chúng ta hiển linh. Đại tẩu, tẩu đừng quá quá mức, sắc mặt trương thị tức khắc trở nên khó coi. Đường Mẫn bị các nàng ồn ào thực bực bội, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Trần Thị. Đại bá nương, hiện tại người đều ở thượng phòng, nếu bị họ nghe thấy, còn tưởng là đại bá nương hối hận nuôi việc hôn nhân này, ta thấy cửu mẫu chính là thực thích đại tỷ. Trần Thị lập tức câm miệng, con gái nàng tất nhiên tốt, ai nhìn không dơ ngón tay cái lên nói tiếng thích. Nhưng bùi gia thích có tác dụng gì? Con gái nàng chính là nũng nịu nuôi lớn, về sau phải gả đến nhà phú quý làm thiếu nải nải, cho dù bùi cẩm triều lớn lên đẹp, quỷ đoạn mệnh lại đẹp hơn nữa có tác dụng gì? Bị đường mẫn chặn hồng, nàng không dám lại khiêu khích hai mẹ con này, miễn cho các nàng chó cùng rứt dậu, xui xẻo vẫn là con gái nàng không ồn ào thì nhanh nấu cơm đi, nương con lại không phải nha đầu bà tử nhà bá nương, chuyên chờ ăn cơm hay sao? Con, nha đầu này, trong lòng Trần Thị tức giậm chân, nhưng nàng mới vừa mở miệng, liền nhìn thấy đường mẫn nhất chân muốn đi ra ngoài, con muốn làm gì? Nếu đại bá nương lại lười biếng, con đi nói với tổ mẫu. Đường mẫn cười phúc hậu và vô hại. Hiện tại Trần Thị nửa chữ cũng không dám nói, nàng nấu cơm khó ăn, cũng chỉ có thể cầm lấy một băng ghế nhỏ, quăng ngã đập đánh ngồi xuống, thêm củi lửa vào lò, đôi mắt gần như muốn nhảy ra bệnh đục tinh thể. Đường mẫn cũng mặc kệ nàng phát tính tình, đổ nước trong bồn gỗ, một lần nữa đổ đầy, tiếp tục bận việc. Thượng phòng, trâu thị cười nói với lão thái thái, cô mẫu, con thấy đứa nhỏ này xác thật hiểu chuyện hơn trước kia nhiều. Bùi thị cũng gật đầu, trước kia tính tình đứa nhỏ này quá lưu manh, lúc này biết phải gả chồng cũng biết chính mình là đại cô nương tính tình có thể không ổn định lại sao? Châu Thị cũng xem như nhìn đường mẫn từ nhỏ lớn lên lão thái thái nói nàng có thể tin một nửa đã không tệ nhưng hôm nay nhìn thấy đường mẫn nàng cũng không bài xích giống dĩ vãng cho dù là giả vờ sớm muộn gì nàng cũng vạch trần Rốt cuộc thực mau liền trở thành con dâu của mình chính là suốt ngày ở chung mà mẹ chồng của Châu Thị là người thực tốt trượng phu cũng cần cù, thật thà và bổn phận, từ khi gả vào bùi gia, nàng chưa từng bị tra tấn, cho nên đối với đường mẫn, cho dù trong lòng nhiều ít có chút không thích, cũng sẽ không làm quá phận. Triều Nhi cảm thấy như thế nào? Lão Thái Thái nhìn bùi cẩm triều, quan tâm hỏi. Những lời này làm sắc mặt đường võ tức khắc khó coi. Lão Thái Thái hỏi vậy là có ý gì? Như thế nào là có ý gì? Con gái hắn chính là gã qua sung hỉ, tân nương sung hỷ có thích hợp hay không, còn phải được người cần sung hỷ bình phán. Từ sau khi định ra hôn sự của đường mẫn, phu thê đường võ chưa từng vui mừng, lão thái thái nói những lời này chính là quá tru tâm. Lão thái thái nói xong, cũng cảm thấy chính mình nói không tốt, biểu tình tức khắc trở nên xấu hổ. Trong lòng bùi cẩm triều không biết nghĩ như thế nào, nhưng trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười ấm áp. Cô nãy nãy yên tâm, con cảm thấy biểu muội rất khéo léo, có thể cưới được biểu muội là phúc khí của cẩm triều những lời này xem như giải lão thái thái xấu hổ nhưng bà ta cũng không muốn tiếp tục ở trong phòng đứng dậy lôi kéo trâu thị đi phòng bếp bùi hải cường cũng cảm thấy ngượng ngùng đồng thời cũng hiểu vì sao là đường mẫn gã cho con trai chính mình đứa nhỏ này ở đường gia là nửa điểm cũng không được sủng ái nếu cháu gái ruột của mình bị gã đi xung hỉ phàm là tổ mẫu có chút từ bi ai sẽ bỏ được nhưng hiện tại cho dù biết thực xin lỗi đường mẫn, nhà bọn họ cũng không có cách nào. Lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, thân là con cái không có quyền phản đối. Trong phòng bếp, mùi hương thức ăn chậm rãi bay ra. Tuy đường gia ở đào hoa thôn không tệ, nhưng cũng sẽ không bữa bữa ăn thịt, cơm trắng bánh bao, nhưng trưa hôm nay, gần như mỗi món ăn đều có thịt heo, vẫn là lúc bùi gia tới mang theo 20 cân, bởi vậy có thể thấy được, bùi gia thật sự giàu có rực rỡ đường mẫn biết nấu cơm, hơn nữa đa dạng còn không ít. Dù sao sau khi nàng kết hôn liền dọn đi biệt thự riêng của trượng phu, tuy trong nhà có giúp việc, nhưng nàng lại ăn không quen đồ ăn phương Nam, hơn nữa phần lớn thời gian trượng phu đều xả giao bên ngoài, nàng cũng nguyện ý chính mình nấu cơm, ngẫu nhiên trượng phu không xả giao, nàng cũng sẽ tự mình xuống bếp làm mấy món phương Bắc, dần già, lúc nhàn hạ nàng sẽ mua mấy quyển thực đơn về nghiên cứu, sáng tạo cũng càng ngày càng nhiều này đó đều là cơm nhà, nàng không biết cách làm những món cầu kỳ như nhà hàng. Đi vào đường gia cũng hơn một tháng, nàng ở phòng bếp cũng chỉ là trợ thủ, rửa rau sắc rau, không tới phiên nàng nấu cơm. Dù sao từ nhỏ đường mẫn cũng không nấu cơm, mà ở niên đại này, lương thực đều thực trân quý, làm sao có thể để hài tử như nàng lăn lộn. Lão thái thái mắt thấy cũng giữa trưa, chỉ huy hai con dâu bưng đồ ăn lên thượng phòng. Lần này tổng cộng làm 7 món mặn một canh, coi như là đường gia khó được thịnh yến, phải biết rằng ở đường gia, cho dù là ăn Tết, nhiều nhất cũng là 6 món thôi. Các nam nhân dùng cơm trên giường đất, lão thái thái mang theo trâu thị và hai con dâu dùng cơm trên bàn ở nhà chính, bốn hài tử ngồi một bàn nhỏ ở nhà chính, chia cho chút đồ ăn. Đường Hạo và Đường Dĩnh vẫn là đứa bé, rất thích thú với thức ăn ngon, đặc biệt là thịt. Nhưng bữa cơm này hai đứa nhỏ lại phá lệ an tĩnh bên cạnh lão thái thái trương thị chỉ đáp lại vài câu những lúc châu thị hỏi tới thời gian còn lại đều yên lặng ăn cơm hơn nữa rất ít chạm vào thịt châu thị cũng không phải không có ánh mắt trong lòng nàng hiểu rõ nếu con gái chính mình bị gả cho người khác xung hỉ nàng cũng sẽ không cam lòng nhưng nàng thật sự không có biện pháp nào khác nếu con trai nàng có thể lưu lại con nối giỏi tự nhiên là tốt nếu kiên trì không được nàng cũng sẽ tốt với đường mẫn cả đời, chỉ cần đường mẫn có thể an phận thủ thường. Mẫn nhi, áo cưới cửu mẫu làm cho con mặt có vừa người không? Châu Thị ôn hòa hỏi. Đường mẫn ngẩng đầu, ánh mắt trống rỗng trong nháy mắt, sau đó nhìn Châu Thị, gật đầu nói, tổ mẫu đã cho con thử, rất vừa vặn. Vậy là tốt rồi, cửu mẫu còn làm cho con vài bộ quần áo, đều là kiểu dáng lưu hành nhất trong thị trấn, mẫn nhi rất trắng, mặc vào khẳng định đẹp cảm ơn cửu mẫu giọng đường mẫn thực ôn nhuận vì tuổi không lớn còn mang theo một tia kiều kiều nộn nộn lúc đanh đá đường mẫn thật sự đanh đá nhưng khi đanh đá biến mất cộng thêm nàng xinh đẹp nghiễm nhiên chính là bộ dáng tiểu thư khuê cát không có vẻ gì là cô nương nông hộ một màn này làm trâu thị cũng có chút ngoài ý muốn nhưng không biểu hiện ra ngoài ngược lại còn gật đầu khen đường hân cúi đầu ăn cơm tức giận đến mức sắc mặt thiếu chút nữa áp không được hàm răng cắn chặt chiếc đũa hận không thể cắn gãy. Nàng không cam lòng, cho dù việc hôn nhân này là nàng không cần, nhưng cũng tuyệt đối không muốn thấy đường mẫn phong cảnh. Mặc dù phong cảnh này, có lẽ chỉ là tạm thời. Muội muội xác thật thực vừa lòng việc hôn nhân này, cửu mẫu yên tâm, ngày định ra hôn sự, muội muội cao hứng tới mức hỉ cực mà khóc, muốn ôm tổ mẫu, lại không cẩn thận đụng vào trên tường, hôn mê mấy ngày, trên trán còn vết sẹo chưa mờ đâu, con nhìn thấy cũng đau lòng. Những lời này làm nhà chính tức khắc trở nên an tĩnh, gần như là châm rơi có thể nghe. Ánh mắt lão thái thái nhìn đường hân giống như bôi độc, hận không thể trực tiếp xé nàng. Mà đường hân nói xong, thấy được vẻ mặt lão thái thái, tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng bệt. Nàng chỉ lo nhất thời thoải mái, muốn đường mẫn mất mặt, nói xong còn giàu dạt đắc ý trong nháy mắt, muốn nhìn trâu thị chán ghét đường mẫn, nói vậy, đường mẫn ở bùi Gia tất nhiên là khổ không nói nổi nhưng lại quên mất lão thái thái là người rất xem trọng mặt mũi. Nàng lập tức hiểu rõ, nàng không biết đường mẫn về sau như thế nào, nhưng bắt đầu từ lúc này, nàng ở đường gia liền không dễ chịu. Đường Mẫn nhàn nhạt nhìn lướt qua Đường Hân, sau đó từ một tiếng. Đại tỷ nói có chút không đúng, muội rất thích việc hôn nhân này, dù sao biểu ca làm người kinh diễm như thế, người xưa nói, đời người chỉ cần một tri kỷ là đủ rồi, còn nói nếu tình lâu dài, cần gì sớm sớm chiều chiều thấy nhau. Huống chi việc hôn nhân không ngoài lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, tổ phụ tổ mẫu và cha mẹ dưỡng dục muội thành người, hồi báo còn không kịp, làm sao có thể làm cho bọn họ ngột ngạt. Nữ tử nhà cao cửa rộng đều là manh hôn ách cả, không ngoài gia tộc ích lợi, nếu chỉ vì chính mình, vậy đặt cha mẹ trưởng bối ở chỗ nào, hơn nữa từ nhỏ muội và biểu ca đã quen biết, tất nhiên hiểu biết biểu ca và cửu 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 mẫu làm người chỉ cần muội an phận thủ thường cần gì sầu cuộc sống không tốt nhưng lúc ấy muội lại không muốn người ở đây đều thay đổi sắc mặt nhưng kế tiếp đường mẫn nói lại làm trâu thị đánh mất băng khoăn muội vốn nhỏ hơn đại tỷ 2 tuổi hiện giờ đại tỷ còn chưa xuất giá muội lại mặc áo cưới trước người ngoài biết được nói không chừng thanh danh đại tỷ sẽ chịu thiệt hại muội chỉ sợ đại tỷ lại bị hiểu lầm muội đường hân bị đường mẫn nói trong lòng tức giận khó nhịn một đoạn lời nói cuối cùng này chính là hủy hoại thanh danh nàng bảy tám phần lại thêm chính mình ghen ghét vừa rồi nói lỡ tất nhiên bị tổ mẫu ghi tạc trong lòng hiện tại đường mẫn càng hiểu chuyện nàng sẽ càng khó khăn thật sự là bỏ đá xuống giếng mắt nhìn không khí trên bàn cơm không đúng thể diện của lão thái thái cũng bị cháu gái lớn bà ta luôn luôn yêu thương ném thất thất bác bác, hiện tại chính là thực cách ứng nếu để nàng tiếp tục nói không biết còn mất mặt đến mức nào mà thực hiển nhiên trâu thị cũng là một người rất biết xem không khí lúc lão thái thái sắp không nín được đột nhiên cười nói nhìn một cái vừa rồi không phải con đã nói sao mẫn nhi và triều nhi có duyên phận phu thê cô mẫu thật có phúc khí trước kia mẫn nhi là một nha đầu nghịch ngợm hiện tại lại khiến cửu mẫu nhìn với ánh mắt khác cháu dâu đều giải vây cho chính mình hôm nay lại là ngày vui lão thái thái cũng không đương trường tức giận chỉ nghĩ chờ buổi tối bọn họ trở về, lại thu thập nha đầu chết tiệt không hiểu chuyện này. Cửa nhà chính và thượng phòng mở ra, cũng chỉ cách một cái rèm vải, bên này cũng không đè thấp giọng người ở buồn trong tự nhiên nghe rõ ràng. Con ngươi bùi cẩm triều hiện lên một tia ý cười, vũ thầm tiểu nha đầu này thật sự lanh mồm lanh miệng, cũng khá lanh lợi, lời nói kéo dài lộ ra mềm mại, nhưng từng câu đều kẹp dao giấu kiếm, ám chỉ trưởng tỷ gã không được, nghĩ đến tương lai của chính mình, nếu thê tử là người hồ đồ, hắn thật đúng là dự định lãnh đãi nàng, mà nay xem ra, tính tình nàng còn tạm được, chỉ là về sau cần dạy dỗ thêm. Cơm trưa qua đi, lão thái thái chỉ huy hai con dâu thu thập chén đũa, mà đường hân cũng biết chính mình không thể tiếp tục ở lại đây, cơm nước xong gác đũa liền quay người chạy về phòng chính mình. Đường mẫn ở trong sân rửa chén đũa xong, liền vào phòng, đơn giản thu thập quần áo. Còn có nửa tháng liền phải gả chồng, một ít quần áo ở nhà nàng muốn toàn bộ đều mang đi, nhưng phải chờ ngày thứ ba lại mặc sau khi thành thân mới lấy. Mẫn nhi. Cửu mẫu còn tưởng con chuẩn bị ngủ trưa. Châu thị từ bên ngoài tiến vào, nhìn thấy tiểu cô nương đang thu thập quần áo của mình, bóng dáng tinh tế mạng diệu, làm trong lòng Châu thị khen thầm một tiếng thật đẹp, vốn dĩ chính là sung hỉ cho con trai, cho dù trước kia lại không thích, mắt thấy nói không chừng nhà mình liền tai họa một tiểu cô nương, sao trâu thị có thể không ấy nấy, cho nên không thích cũng chuyển thành thích ba phần. Hơn nữa hôm nay giữa trưa nàng ngôn ngữ khéo léo, làm ba phần thích lập tức tăng thêm năm phần, thành tám phần. Đường mẫn quay đầu lại nhìn thấy trâu thị, vội vàng gác xuống việc trong tay, xoay người mời trâu thị ngồi. Cửu mẫu, có phải ngài buồn ngủ không, hay là nghỉ tạm một lát trong phòng con, dù sao lúc này, cửu cửu cũng đang nói chuyện với tổ phụ, đại bá và phụ thân trâu thị lôi kéo tay đường mẫn nhìn biểu tình nàng nhạt nhẽo đàm đàm mở miệng phá lệ mềm nhẹ mẫn nhi con có oán trách cửu mẫu không nói xong nhìn thấy đường mẫn hơi hơi kinh ngạc trâu thị không nhịn được cười khổ con là đứa bé ngoan cửu mẫu hỏi cũng kỳ sao con có thể nói ra lời oán trách trước mặt cửu mẫu đường mẫn ngồi bên cạnh nàng giơ tay rót trà cho trâu thị cửu mẫu đừng nghĩ nhiều là chính con nói với tổ mẫu muốn gả cho biểu ca Điều kiện nhà con cũng không tốt, thay vì gả cho người không biết bản tính, không bằng gả cho biểu ca, đều là hiểu tận gốc rễ, mẫn nhi cũng sẽ không thiệt thòi. Bé ngoan, con có thể nghĩ như vậy, trong lòng cửu mẫu càng ấy nấy, nhưng con yên tâm, cửu mẫu sẽ đối xử tốt với con, tuy biểu ca con sức khỏe không tốt, nhưng bản tính chính trực, không có gì để chê, chỉ cần các con chậm rãi ở chung, hắn cũng sẽ tốt với con. Cửu mẫu cũng không có cách nào khác chỉ hy vọng nương thành thân không khí vui mừng có thể xua tan vận đen của biểu ca con cửu mẫu chỉ có một đứa con trai là hắn trong lòng lời còn chưa nói xong khóc mắt châu thị liền đỏ đường mẫn không biết nên an ủi như thế nào chỉ nắm tay nàng nhẹ nhàng chụp phổi hồi lâu sau hai người lại thấp giọng nói một ít chuyện khác châu thị mới đứng dậy rời đi đường mẫn nhìn trong phòng tuy ở đây đã hơn một tháng nhưng đáy lòng lại trước sau trống không tất cả trước mắt không hề có tí gì làm nàng sinh ra cảm giác đây là nhà nơi này không thuộc về nàng mà không biết ở vùng trời xa lạ này có chỗ nào cho nàng dung thân hay không tới gần hoàng hôn một nhà bùi hải cường chuẩn bị trở về trước khi đi trâu thị nhìn đường mẫn đứng cạnh trương thị đột nhiên nghĩ tới cái gì hỏi nàng chiều nay mẫn nhi đã chỉnh lý xong đồ đạc rồi sao làm phiền cửu mẫu nhớ mong đã chỉnh lý một ít vậy thì tốt vừa lúc chúng ta có xe ngựa con mang đồ vật đã chỉnh lý xong tạm thời không dùng đến lại đây hôm nay cửu mẫu trực tiếp mang về con sẽ không trách cứ cửu mẫu nhiều chuyện chứ đường mẫn nhấp môi cười nói sao lại trách nếu như vậy phiền toái cửu mẫu chờ con một lát con liền đi lấy tới đường mẫn xoay người trở lại phòng lấy hai tay nải ra đưa cho trâu thị trâu thị cầm án chừng hẳn là một ít quần áo linh tinh vừa lúc trong nhà mới làm tủ quần áo trực tiếp xếp quần áo của con dâu tương lai vào, hơn nửa lần này trở về, nàng muốn làm thêm cho Mẫn Nhi vài bộ quần áo bốn mùa, trước kia cảm thấy cô nương này không dễ sống chung, mà nay xem ra, chính mình vẫn là tin sai lời đồn, cô nương này thật ra rất tốt. Mắt nhìn xe ngựa bùi da ra thôn, biến mất ở nơi xa, đường Mẫn mới cùng Trương Thị chuẩn bị làm cơm chiều. Xe ngựa bùi Gia vừa đi, sắc mặt lão thái thái nháy mắt suy sụp, bạch bạch đi về phía phòng đường hân trần thị nhìn lão thái thái tư thế này biết chắc là muốn răng dạy con gái nàng cũng bất chấp nói gì liếc mắt mẹ con trương thị mau chân đi theo thực mau trong phòng truyền đến tiếng lão thái thái cao vút đã lâu không nghe được đã từng lời mắng chửi chính là chỉ trương thị và đường mẫn hiện tại thật sự là phong thủy tuần hoàng trương thị lo lắng nhìn bên kia chung quy không nhấc chân đi qua bất mãn đường hân Lão thái thái ước chừng nghẹn một buổi trưa. Hiện tại người bùi gia rời đi, nếu bà lại không phát tiết lửa giận trong lòng, không biết sẽ khó chịu bao lâu. Hiện tại biết sợ hãi. Vậy giữa trưa trên bàn cơm ngươi nói bậy nói bạ cái gì? Sao? Hiện tại nhìn thấy biểu ca ngươi lớn lên đẹp, cửu mẫu ngươi cho mẫn nhi một vòng tay bạc, trong lòng ghen ghét. Lúc trước ngươi làm gì? Lúc trước là ai nghẹn quất nói không gả? muốn chơi tâm nhãn trước mặt ta, lão bà tử ta ăn cơm bao nhiêu năm, có phải ngươi cảm thấy trình mình thật thông minh không? Cũng không nhìn xem chính mình là đức hạnh gì, vốn dĩ cho rằng ngươi là người tốt, kết quả ngươi nhìn xem chính mình làm gì, loại người lạng tim phổi ác độc còn muốn gả vào gia đình giàu có. Ngươi tưởng gia đình giàu có đều là người thiếu tâm nhãn hay sao? Quả thực chính là si tâm vọng tưởng, mấy ngày nay ngươi không được đi ra ngoài lăn lộn, chuyên tâm ở nhà thêu đồ cưới cho Mẫn Nhi, chờ nàng xuất giá, ngươi liền nhanh chóng gả chồng cút đi cho ta, đường gia chúng ta không chứa nổi khuê nữ như ngươi. Trần Thị yêu thương con gái cũng không phải một ngày hai ngày, nghe lão Thái Thái nói khó nghe như vậy, trong lòng cũng hận ứa gan. Nương, ngươi tâm miệng cho ta, con gái ngươi thế này, đều là ngươi nuông chiều mà ra, vừa lười vừa tham ăn, tâm nhãn lại không ít, nếu ngươi lại không đàng hoàng, ta kêu lão đại hưu ngươi. Vừa nói, vừa hùng hùng hổ hổ vén rèm đi ra ngoài, lúc trước là mắt ta bị mù, cưới cho lão đại một tức phụ như vậy, phi. Trần Thị không dám cãi lại, nàng có thể không sợ sao. Nữ nhân bị hưu chính là sống tệ hơn cả quả phụ, hơn nữa nàng đã lớn tuổi, nếu như bị hưu, nhà mẹ đẻ cũng không cần, chỉ có thể chờ chết. Nhìn con gái mình sợ hãi, trong lòng Trần Thị cũng bực bội. Ta nói con nói vậy làm gì? dù sao đường mẫn thực mau sẽ gã đi, các con cũng không thường thấy, con không thể nhịn chút sao. Đường hân lần đầu tiên bị lão thái thái răng dậy bén nhọn lớn giọng, phỏng chừng toàn bộ đường gia đều có thể nghe thấy, nàng tự xưng thân phận trân quý, nhưng từ lúc định ra việc hôn nhân này, chính mình càng ngày càng không tốt, mà đường mẫn lại dần dần được lão thái thái thích, làm sao trong lòng nàng có thể cân bằng. Lễ cập kê ở nông thôn chẳng qua là tìm một tức phụ trong thôn danh tiếng tương đối tốt cài trâm hoa, nói vài câu cát tường, sau đó chính là cùng nhau ăn bữa cơm, căn bản không có những quy củ trường rà như gia đình giàu có. Có lẽ mấy ngày nay đường mẫn biểu hiện tốt, cập kê hôm nay, lão thái thái dặn Trương Thị làm vài món ăn, lại còn ra bạc làm cho nàng một đôi hoa tai bạc, làm hai bộ quần áo mới. Ở trong thôn, đường mẫn không có tỉ muội tốt, đơn giản là trước kia tính cách nàng thật sự chua ngoa bá đạo, các tiểu cô nương khác đều không chơi với nàng, lúc đó đường hân ỷ vào danh tiếng tốt quan hệ tốt với rất nhiều tiểu cô nương trong thôn nhưng nay nữ hài tử cùng tuổi đường hân phần lớn đều gả chồng có người đã sinh hài tử ngay cả đường mẫn cũng sắp gả chồng đường hân lại như cũ còn ở nhà khó tránh khỏi người khác nghị luận sôi nổi sau lưng đường mẫn gả cho bùi gia đã không phải bí mật gì tất cả mọi người đều biết con trai bùi gia sống không lâu đối với việc hôn nhân của nàng phần lớn mọi người đều là vui sướng khi người gặp họa bởi vậy có thể thấy, danh tiếng Đường Mẫn ở Đào Hoa thôn thật sự không tốt. Cuộc sống bình đạm chậm rãi chảy xuôi, ngày thành thân cũng lặng yên mà đến. Sáng sớm hôm nay, trong thôn không ít người quan hệ tốt với Đường gia đều tới cửa đưa quà cưới, đơn giản chính là một ít trứng gà rau khô, điều kiện trong nhà hơi tốt chút thì đưa mấy đồng tiền. Đường Kim biết viết mấy chữ, ở nhà chính ghi lại tặng lễ người khác mang đến, Đường Mẫn lại ở trong phòng mình phát ngốc. Tỷ tỷ đang làm gì đường hạo và đường dĩnh đi đến vì tuổi còn nhỏ trong nhà rất nhiều chuyện đều không cần đến bọn họ quay đầu nhìn hai tiểu gia hỏa nàng lắc lắc đầu không có việc gì sao không ở phía trước xem náo nhiệt mà lại đến đây đường dĩnh rất có vài phần tư thế tỷ tỷ có cái gì đẹp đâu ngày mai tỷ xuất giá nương nói nhờ thất thẩm giảo mặt cho tỷ ừ tỷ đã biết sau khi tỷ xuất giá không thể thường xuyên trở lại hai người ở nhà phải nghe lời chờ tỷ chuẩn bị một chút bạc cho hạo nhi đi tư thục đọc sách vậy cần bao nhiêu bạc đệ nghe nói một năm cũng phải mười mấy lượng tỷ gã đi không tốt cũng đừng quản chúng ta đường hạo thực hiểu chuyện trong lòng cũng nhìn xa chính vì như vậy đường mẫn mới không bỏ được để hắn cả đời khô héo ở nông thôn sau này tỷ sẽ kiếm tiền không dùng bạc của bùi gia nói nàng đứng dậy đi đến trước trương quần áo từ bên trong lấy ra hai bộ quần áo xem như còn mới đưa cho đường dĩnh. Đây là quần áo của tỷ, cũng không mặc mấy lần, vải dệt nhìn còn thực mới, chờ nương sửa lại cho muội mặc. Quần áo khác đều là tổ mẫu mới cho tỷ làm của hồi môn, tỷ cũng không thể cho muội. Dĩnh Nhi đừng ghét bỏ. Không chê, có thể có quần áo mới mặc đã không tệ. Ngày mai tỷ xuất giá, hai người ở nhà đều phải cẩn thận chút, đừng để đường hơn khi dễ, nhưng có lẽ là tỷ lo lắng nhiều tuổi đường hơn cũng lớn tỷ xuất giá không lâu tổ mẫu đại khái sẽ tìm việc hôn nhân cho nàng hai người chiếu cố tốt bản thân là được nếu nhớ tỷ thì đi bùi gia thăm tổ mẫu hẳn sẽ không làm khó chúng ta chắc chắn sẽ đi bùi gia thăm đại tỷ lỡ như đại tỷ ở bùi gia bị người khi dễ phải làm sao đường hạo thực không yên tâm ai kêu hắn từ nhỏ liền rất thích tỷ tỷ chứ bên này bận việc một ngày ngày hôm sau mới vừa tờ mờ sáng đường mẫn đã bị người đánh thức. Trương Thị nhìn con gái như cũ còn buồn ngủ, nhấp môi chịu đựng trong lòng lưu luyến, cười nói, mẫn nhi, nên thức dậy tắm rửa trang điểm, thất thẩm thực mau liền tới. Con đã biết. Trước khi thành thân, tỉ muội tốt của tân nương đều sẽ tới đưa gả, đường mẫn cũng không ngoại lệ, nhưng chỉ có hai người, một người tên Trương Yến Yến, một người tên Trương Vân Vân, là một đôi tỉ muội, cũng là hai người hiếm hoi đường mẫn có thể nói chuyện được. Trương Yến Yến cùng tuổi đường mẫn, bộ dáng xem như tuấn tiếu, từ nhỏ đã chơi với nhau, mà trương gia là thợ rèn, trong nhà điều kiện thực không tệ. Trước đó vài ngày, tỷ muội trương gia đi theo mẫu thân về nhà bà ngoại thăm người thân, mãi cho đến hai ngày trước mới trở về. Muội chỉ mới đi một tháng, trở về liền nghe nói tỷ đính hôn, nhanh như vậy liền phải thành thân, không phải đường tỷ nhà tỷ còn chưa xuất giá sao, sao lại chọn tỷ chứ? Trương Yến Yến lo lắng nhìn đường mẫn, nàng tự nhiên cũng nghe nói bùi gia tình huống trong lòng trương yến yến đường mẫn chính là quá thành thực hoàn toàn không đấu lại đường hơn đại phòng kêu đường mẫn làm bộ làm tịch còn khó hơn lên trời cũng khó trách hôn nhân ăn lỗ nặng ngồi trên giường dùng khăn lau tóc dài nhìn ánh mắt trương yến yến không muốn đường mẫn không nhịn được cảm thấy buồn cười bùi gia cũng xem như nhà phú quý làng trên sóng dưới sau khi gã qua ăn ngon uống tốt có gì không tốt đâu muội nói tỷ có phải ngốc không? Nữ hài tử chúng ta cầu còn không phải là một như ý lan quân sao? Bùi gia biểu ca không phải sức khỏe yếu. Về sau tỷ phải làm sao? Cũng không có biện pháp nào khác, hiện tại chẳng lẽ muội còn muốn tỷ đào hôn? Nếu tỷ thật sự đào tẩu, về sau chỉ sợ còn khổ sở hơn thủ tiết. Ai, tỷ nói cũng đúng. Nhưng mà tỷ nha, đúng là ngốc, chuyện như vậy sao có thể ôm lên người chính mình? nói gì cũng phải đẩy chứ sao có thể trưởng tỷ không thành thân mùi mùi xuất giá trước nàng cũng không để bụng thanh danh không dễ nghe nàng tốt hay không có can hệ gì với tỷ đâu bên này thấp giọng nói nhỏ bên ngoài lại ầm ĩ ồn ào hôm nay đường gia gã khuê nữ trong nhà cũng bày mấy bàn tiệc mời khách ăn cơm đường gia thân thích cũng tới không ít bởi vì dòng họ thành thân chờ đường mẫn ngồi lên kiệu hoa thân thích đều sẽ đi bùi trang mà trong nhà chỉ chiêu đãi một ít hàng xóm trong thôn. Chờ thất thẩm tiến vào, nhìn thấy đường mẫn, biểu tình tức khắc vui như nở hoa. Ai da, thẩm, ngài nhìn một cái, cháu gái của ngài chính là một đóa hoa, thật xinh đẹp, không giống khuê nữ nông hộ chúng ta. Hôm nay lão thái thái có vẻ cũng thật cao hứng, hiếp mắt không ngừng đánh giá đường mẫn, dáng người và tướng mạo này, không giống con trai và con dâu chính mình chút nào, nếu không phải bà nhìn đứa nhỏ này lớn lên, thật đúng là tưởng con nhà người khác. Lúc sau đường mẫn liền bị thất thẩm lăn lộn, bắt đầu trang điểm. Thất thẩm rất khéo tay, trong thôn phàm là có khuê nữ xuất giá, đều tìm nàng tới trang điểm cho tân nương. Sau ngày mừng thọ lão gia tử, bùi gia còn đưa tới không ít trang sức, tuy phần lớn đều là bạc, nhưng rất đa dạng và xinh đẹp. Còn về mũ phượng thăng quàng vai, tự nhiên không so được những gia đình giàu có, nhưng ở nông thôn cũng xem như độc nhất trang điểm xong, thất thẩm búi tóc cho nàng, sau đó dưới sự trợ giúp của trương gia tỉ muội và thất thẩm, thay áo cưới đỏ tươi. Áo cưới đỏ như lửa, ngũ quan tinh xảo diễm lệ, ánh mắt nhàn nhạt lộ ra điển nhã cao quý, dáng người càng là mạng diệu du ly, trong lúc nhất thời làm người trong phòng đều nhìn xuất thần. Chật chật, ta từng trang điểm cho biết bao cô nương làng trên sóng dưới, mẫn nhi tuyệt đối là xinh đẹp đệ nhất, trong lòng thất thẩm lại cảm khái, đáng tiếc phu quân tương lai lại đoản mệnh, đúng là đạp hư cô nương tốt như vậy. Chỉ xét về bộ dáng nàng cực diễm, tuyệt đối có thể gả cho gia đình giàu có làm thiếu nải nải. Lúc Trương Thị tiến vào cũng nhịn không được nhìn thẳng mắt, theo sau trong lòng nhức mỏi. Đây chính là con gái nàng, hôm nay liền phải xuất giá, mà con trai bùi da thân thể yếu đuối, lỡ như. Giống như nhận ra Trương Thị cảm xúc, thất thẩm cho Trương Thị tỉ muội một ánh mắt, lãnh hai người đi ra ngoài. Trương Thị ngồi xuống bên cạnh nàng, lôi kéo tay đường mẫn thật lâu không nói ra lời mẫn nhi tới nhà chồng đừng quỷ khuất chính mình cửu 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 mẫu con là người tốt chỉ cần con sửa lại tính tình sau này hẳn sẽ không khổ sở tối hôm qua nương nói với con đều nhớ kỹ chưa đường mẫn gật đầu hôm qua nàng nói đều là chút chuyện phòng the giữa phu thê loại chuyện này nàng cần gì một cổ nhân dạy dỗ nương trương thị che miệng cảm thấy chính mình không thể đối mặt con gái ngẩng đầu nhìn nàng một hồi lâu, mới cúi đầu trà lau khóe mắt, đứng lên đi ra ngoài. Chờ Trương Thị vừa đi, Trương gia tỷ muội liền đi vào. Khăn vang đỏ là đường tỷ của tỷ theo sao? Trương Yến Yến cầm khăn vang đỏ theo uyên ương nghịch nước hỏi. Ừ. Trương Yến Yến bẹp miệng, nàng cũng chỉ có chút năng lực này, muội thật nhìn không quen nàng đức hạnh kia, giống như toàn bộ thiên hạ chỉ có nàng là tôn quý, muội mở mắt to chờ coi nàng có thể tìm dạng phu quân gì lỡ như tìm phi thường tốt thì sao đường mẫn buồn cười nhìn nàng xí vậy thì chưa chắc nam nhân tốt ai có thể nhìn trúng tính tình âm dương quái khí kia của nàng đường mẫn tò mò hỏi nàng nơi nào đắc tội muội làm muội chướng mắt nàng như vậy còn cần đắc tội sao trương yến yến nhìn đường mẫn ánh mắt hận rèn sắt không thành thép tỉ ngầm bị nàng cho ăn mệt còn ít sao nàng tâm nhãn nhiều lắm đánh người không vả mặt ai lại giống tỉ đánh người chuyên vã mặt ngốc hề hề ba người ở trong phòng nói một hồi lâu bên ngoài mơ hồ có tiếng kèn trống truyền đến vừa nghe liền biết là kiệu hoa tới bên ngoài tiếng cười dần dần ồn ào đường hạo và đường dĩnh bạch bạch từ bên ngoài chạy vào tỷ kiệu hoa tới đường hạo hô bà mối và nữ nhân trong nhà đều vào phòng sau đó bà mối đắp khăn vang đỏ lên cho nàng trước mắt một mảnh đỏ thắm Lão thái thái nhìn hai con khỉ nhỏ, nói: "Còn ở nơi này làm gì? Không ra ngoài đòi bao lì xì." Hai con khỉ nhỏ còn không muốn, dù sao trong lòng bọn họ không thích việc hôn nhân này, nhưng ánh mắt lão thái thái thực đáng sợ, hai đứa nhỏ bị hung hăng trừng mắt, quay người cùng nhau chạy ra ngoài. Bên ngoài tiếng vui cười ồn ào hết đợt này đến đợt khác, Đường Mẫn không quan tâm, cúi đầu còn nghĩ chuyện của chính mình. Có lẽ là e ngại Tân Lang thân mình không tốt, hoặc là ra tay rất hào phóng, không lâu lắm hắn đã đi đến. Bùi Cẩm Triều một thân áo cưới đỏ rực, tuấn mỹ xuất trần, tuy sắc mặt lộ ra một tia tái nhợt, nhưng thân hình đỉnh bạc, cho dù gầy yếu cũng như cũ làm người xem không rời được mắt. Rất nhiều người nhìn Bùi Cẩm Triều đều cảm thấy đáng tiếc, nếu thân thể hắn khỏe mạnh, hắn và Đường Mẫn thật sự là trai tài gái sắc, duyên trời tác hợp. Đường Mẫn đứng lên, vén váy quỳ xuống, dập đầu lại lão thái thái và Trương thị ba cái nương, hôm nay con gái gả chồng, ngài và cha phải bảo trọng thân thể, chiếu cố đệ muội về sau. Con sẽ thường xuyên trở về thăm. Nước mắt trương thị tức khắc phun trào, che miệng nghẹn ngào gật đầu. Đường Kim mắt thấy không khí tan thương không giống hỷ sự, vội vàng tiến vào, nâng đường mẫn dậy, sau đó nói với nàng, mẫn nhi, đại ca cổng muội lên kiệu hoa. Cảm ơn đại ca. Nàng ghé vào trên lưng đường khiêm, tùy ý hắn cổng chính mình chậm rãi bước ra cửa phòng sau đó bị nhét vào kiệu hoa phía sau trong nhà tiếng pháo bùng bùng đinh tai nhức óc bà mối không ngừng nói lời các tường một hồi lâu kiệu hoa mới bị người nâng lên nàng giống như một chiếc thuyền con giữa đại dương mênh mông tùy ý mưa rền gió dữ lung lay đi về phía bùi trang bùi trang con trai lý chính cưới vợ người trong thôn hận không thể toàn bộ đều tới hỗ trợ tẩu tử con dâu mới như thế nào một phụ nhân hỏi Châu thị. Châu thị nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu cười nói, là người hiểu quy củ. Vậy là tốt rồi, triều nhi nhà chúng ta rất tốt, tức phụ cũng không thể hư, cưới về một con dâu tính tình không tốt, cả gia đình đều không yên lành. Đệ muội nói đúng lắm. Chuyện như vậy đã không hiếm thấy, thôn nào mà không có ba năm tức phụ lợi hại không đàng hoàng, không chỉ cả gia đình đều bị người chỉ chỉ trỏ trỏ, mà cuộc sống cũng rất gian nan từ đào hoa thôn đến bùi trang, kiệu hoa phải đi khoảng một canh giờ, cũng may đường mẫn không nặng, hơn nửa nâng kiệu hoa đều là hán tử nông hộ có sức lực, thời gian một canh giờ cũng không mệt. Bùi cẩm triều cưỡi ngựa đi trước kiệu hoa, thường thường sẽ ho khang hai tiếng, tiếng ho cũng mang theo một loại áp lực, truyền tới lỗ tai người khác, tổng cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lấp kín miệng đối phương. Tâm tình đường mẫn vốn dĩ có chút trầm thấp, lúc này càng là bực bội đến mức muốn gỡ khăn vang trên đầu xuống bà mối đi theo bên cạnh kiệu hoa thường thường sẽ nói vài câu với đường mẫn ngồi trong kiệu phần lớn đều là khen bùi gia hào phóng và người bùi gia hiền lành nhưng không thể làm nàng thả lỏng chút nào quay lại bùi gia mắt thấy kiệu hoa sắp trở về mọi người vội vàng kêu phu thê bùi thị một lần nữa sửa sang lại quần áo ngồi trong phòng chờ tân nhân lễ bái mà bùi gia thúc bá huynh đệ ở bên ngoài thu xếp thức ăn hôm nay Bùi Hải Cường tương đối tráng sĩ, quần áo trên người cũng là mới may, một thân quần áo gấm vóc chính là tốn không ít tiền. Mà Tân Nương cưới vào cửa, hôn phòng của bọn họ là một viện ba gian ở phía sau, mới xây trước đó vài ngày, chỗ đó vốn dĩ là đất trồng rau, cố ý dịch ra để xây nhà, bọn họ không muốn để con trai bảo bối ở sương phòng. Hơn nữa Tân Nương là cháu gái của bọn họ, bộ dáng tính cách còn cần quan sát thêm, nhưng ít nhất hiện tại trâu thị thực vừa lòng. Lý Chính cưới vợ cho con trai, gần như người toàn thôn đều tới, gần 20 bàn tiệc, 13 bàn là nam nhân, còn lại 7 bàn là nữ nhân và lão thái thái. Bởi vì bàn tiệc quá nhiều, trong thôn không ít bà nương quan hệ tốt với trâu thị đều chạy tới giúp đỡ nấu cơm, chỉ tính trong phòng bếp bận việc liền có mười mấy người. Hơn nửa ngày hôm qua Bùi Hải Cường còn tự mình giết hai con heo, toàn bộ đều là lợn đen, chất thịt vì nộn lại còn thơm ngon. Vì con trai bảo bối, phu thê bùi thị cũng xem như liều mạng ai à nha mau nghe một chút tiếng kèn kiệu hoa đón tân nương đã trở lại người bùi gia tức khắc đại hỷ rất nhiều người từ trong phòng duỗi dài cổ ra ngoài nhìn xung quanh mẹ nó à mau nhìn xem tôi ăn mặc như thế nào bùi hải cường đột nhiên khẩn trương lôi kéo trâu thị làm nàng sửa sang lại quần áo cho chính mình trâu thị nhìn một mắt chụp một chút trên ngực hắn cười không khép miệng được xem gì xem rất đẹp Nghe tức phụ nói như vậy, Bùi Hải Cường xem như yên tâm, sau đó nghiêm trang ngồi ở ghế trên chính đường, chờ tân nhân lại đây dập đầu. Lúc này tim đường mẫn đập lợi hại, cảm giác trên người đều đổ mồ hôi. Không bao lâu, cổ kiệu rơi xuống đất, sau đó liền nghe được bà mối kêu tân lan đá cửa kiệu, ý là về sau nhà này nam nhân làm chủ, đường mẫn không phải thực hiểu biết, cũng không biết vì sao, nhấc chân đá hai cái. Tức khắc bên ngoài vang lên tiếng cười rung trời. Ha ha ha, cười chết ta. Tân nương muốn trưởng gia sao, đúng là một chút cũng không chịu thiệt. Đường Mẫn không rõ nguyên do, nghe được tiếng cười sang sảng, không thể hiểu được đỏ mặt. Sau đó màn kiệu được vén lên, một đầu hồng tơ lộ bị nhét vào tay nàng. Đường Mẫn nhẹ thở một hơi, đưa tay tiếp, sau đó được bà mối nâng xuống kiệu, vượt qua chậu thang, cúi đầu nhìn một chút mặt đường dưới chân, chậm rãi đi phía trước. Phía sau, tiếng pháo vang lên thật lâu bên người, tiếng cười tiếng trò chuyện hết đợt này đến đợt khác. Theo bà mối hướng dẫn, nàng quỳ đầu này quỳ đầu kia, sau đó ngây ngốc bị đưa vào động phòng. Lúc này, sắc trời đã dần tối, ở đường gia thu thập trang dung liền tới giữa trưa, sau đó thoáng cọ sát, lộ trình một canh giờ, lúc sau chính là đi vào bùi gia bị lăn lộn các loại, dạ dày rỗng tuyết, lúc này đói đến mức có chút ván đầu hoa mắt. Bị an trí trên giường lớn trước đó có rải đậu phộng trái cây linh tinh, bàn tay rủ xuống chạm vào chính là tơ lụa đỏ tươi lúc này trong phòng vây quanh không ít bà nương tức phụ và đại cô nương đều chờ tân lan nhất khăn vang muốn nhìn một chút tân nương rốt cuộc như thế nào bùi cẩm triều là con trai lý chính bùi trang hơn nữa lớn lên phi thường đẹp ở trong thôn chính là có rất nhiều cô nương ái mộ hiện giờ hắn cưới tân nương rất nhiều cô nương chờ xem nữ nhân này chê cười trong lòng các nàng cũng không phục nhưng cho dù ái mộ cũng không dám nói phải gã, đơn giản là vì từ nhỏ sức khỏe bùi cẩm triều đã suy nhược, lỡ như có một ngày hắn nằm xuống rốt cuộc không dậy nổi. Nhưng, chờ bùi cẩm triều sốt thăng vang đỏ tươi, dung nhan kiều diễm ướt ác, diễm lệ vô song, không ngoài ý muốn làm mọi người trong phòng thở hốc vì kinh ngạc. Chẳng lẽ cô nương này chính là tiên nữ trên trời hạ phàm, nhan sắc cực thịnh, đâu giống nữ tử nhà nông hộ bọn họ, cho dù nói là thiên kim gia đình giàu có cũng có người tin. Bùi Cẩm Triều gặp đường mẫn rất nhiều lần, tự nhiên biết tướng mạo biểu muội này, mà nay một thân áo cưới đỏ tươi, trang dung nhàn nhạt, lại làm hắn có trong nháy mắt hoảng thần. Kiếp trước hắn gặp qua vô số mỹ nhân, toàn bộ đều là thiên kim danh môn, cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú không gì không giỏi, nhưng hôm nay đường mẫn, ánh mắt đạm nhiên lộ ra một tia khẩn trương, lại lập lòe thông tuệ ý nhị. Màu da trắng nõn tinh tế, khuôn mặt nhỏ tinh xảo tiếu lệ, con ngươi sáng sáng, môi đỏ yêu diễm, hơn nữa có vẻ thông minh bốn lạng đẩy ngàn cân, hắn cũng không quá mức bài xích việc hôn nhân này. Bà mối đổ hai ly rượu, đưa cho mỗi người một ly. Hai người cánh tay giao nhau, ngửa đầu uống cạn. Kiếp trước đường mẫn cũng từng uống rượu, bia, rượu vang đỏ, sâm ban, rượu trắng, tuy xả dao không nhiều lắm, nhưng cứ hễ là xả dao, tất nhiên muốn uống rượu, cho nên đụng vào rượu mạnh thuần nhưỡng này, nàng cũng có chút thèm tinh mắt nhìn thấy cái lưỡi phấn nộn của nàng khẽ liếm môi đỏ một chút bùi cẩm triều nháy mắt hiện lên một tia ám sắc nàng trước tiên ở trong phòng ngồi ta đi bên ngoài xả giao một hồi ta nhờ nương đưa gì đó cho nàng ăn đường mẫn hơi kinh ngạc sau đó gật đầu dạ bên cạnh một phụ nhân cười tủm tỉm nhìn một đôi bích nhân giống như thiện tài đồng tử đồng nữ hai bên bồ tát cười không khép miệng được nhìn một cái tân lang của chúng ta mới vừa cưới về liền thương yên thật là làm người hâm mộ mọi người cũng mồm năm miệng mười phụ họa tân lan vừa đi người trong phòng cũng không ở lại lâu lắm thoáng nói mấy câu với đường mẫn rồi sôi nổi rời đi bên ngoài chính là có thức ăn ngon đang chờ tân phòng chỉ còn lại một mình nàng đường mẫn ngẩng đầu nhìn chung quanh viện này là ba gian nhà ở đều là thông thấu đứng bên này có thể nhìn đến đối diện giường cưới tự nhiên là đường gia lão thái thái dùng mười mấy lượng bạc tìm người làm giường bạc bộ, giường màng lọng che đều là màu đỏ, bên tay trái là một tủ quần áo rất lớn, bên tay phải là một giường mỹ nhân. Trung gian là nhà chính, lúc có người tới chiêu đãi khách nhân, lại đi phía trước chính là thư phòng của bùi cẩm triều, đơn giản là ở chỗ này, xuyên thấu qua rèm trướng màu đỏ, có thể nhìn thấy án thư rất lớn, mặt trên phóng đồ gác bút, trên giá còn treo ba cây bút lông lớn nhỏ không đồng nhất. Nhà ở rất đơn giản, lại thực sạch sẽ, nhìn dáng vẻ là mới xây, có thể thu thập nhanh như vậy, bùi gia cũng xem như không dễ dàng. Đây chính là nơi nàng sống sau này. Mặc kệ như thế nào, nếu nàng gả lại đây, tuyệt đối không muốn thủ tiết, nàng hy vọng bùi cẩm triều có thể sống lâu lâu một ít. Mẫn nhi. Bên ngoài, trâu thị bưng một cái khay đi đến. Đường mẫn đứng dậy đón, muốn tiếp nhận khay trong tay nàng, lại bị trâu thị cự tuyệt. Nương Bé ngoan, có phải đói bụng rồi không? Đây là nương làm cho con mấy món điểm tâm dễ tiêu, còn có một chén mì, con ăn chút đi. Đưa chiếc đũa cho đường mẫn, sau đó cười nói, lúc trước nương thành thân cũng là đói bụng một ngày, cha con không nhớ cho ta ăn tối, vẫn là chính mình đi ra ngoài tìm. Đường mẫn bị những lời này chọc cười, tiếp nhận chiếc đũa ngồi xuống trường kỹ. Con ăn trước, ăn xong không cần dọn, gác ở bên ngoài là được, thân thể triều nhi không tốt, bên ngoài cũng chỉ có lệ nhấp một ngụm rượu liền trở về, có mấy huynh đệ khác tiếp đón cho hắn. Nghe được lời này, đường mẫn không hiểu sao lại hỏi, vậy bao lâu biểu ca có thể trở về? Cũng không đến thời gian nửa canh giờ, sao? Muốn đợi biểu ca con cùng ăn cơm. Châu Thị cười tủng tỉm nhìn nàng. Đường mẫn bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chầm chầm đến sắc mặt không nhịn được phím hồng, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Không cần chờ, Chờ hắn trở về, mì này liền nở không thể ăn, ta dặn hắn ở phía trước ăn xong lại trở về, cũng không thể để con bị đói. Nói xong, trong viện liền có người kêu nàng, Trâu thị nói với nàng, ăn nhanh đi, nương đi phía trước thu xếp. Dạ, nương đi thông thả. Tiễn Trâu thị, nàng vén tay áo lên, bắt đầu chậm rãi ăn mì. Đường Mẫn Lượng cơm ăn không lớn cũng không nhỏ, nhưng đêm nay lại thực sự ngượng ngùng ăn nhiều một chén mì xuống bụng, hòa hoãn dạ dày đói khát, uống thêm một ly trà, mới thỏa mãn thở dài một hơi. Thu thập chén đổ đặt trên bàn ở gian ngoài, nàng cũng chỉ có thể ngồi trong phòng. 14 tuổi, cũng đã trở thành cô dâu. Ở hiện đại, vẫn là một nụ hoa chờ nở, đợi thời gian chảy xuôi chậm rãi nở rộ. Nàng biết sức khỏe bùi cẩm triều thực yếu, lại không biết có thể hành phòng hay không. Cổ nhân quy củ nhiều, nếu ngày hôm sau không nhìn thấy Lạc Hồng, có lẽ trong lòng mẹ chồng sẽ có ý kiến. Mà tối nay, nàng không biết có thể qua cửa này hay không. Ngọn nến đỏ lẳng lặng thiêu đốt, ngẫu nhiên còn nổ mấy đóa hỏa hoa. Phía trước náo nhiệt ồn ào náo động, tiếng thét to không dứt bên tai. Nàng đứng dậy xuyên qua nhà chính, đi vào thư phòng của bùi cẩm triều. Thư phòng phân hai bộ phận, bên ngoài là thư phòng, bên trong là gian rửa mặt, còn đặt một thùng gỗ lớn trên kệ sách thả mấy chục quyển sách nàng tùy tay cầm lấy một quyển ngồi trên trường kỹ sát cửa sổ lẳng lặng lật xem phần lớn chữ nàng đều biết cho dù đều là phồn thể cũng không làm khó được nàng tuy hiện đại văn minh mau văn bản văn tự đã rất ít viết nếu kêu nàng viết ra khả năng một chốc một lát nàng còn do dự nhưng thấy được thì vẫn nhận thức đây là một quyển cùng loại với sách đại học nàng không phải quá cảm thấy hứng thú cũng không biết nơi này có thoại bản để xem hay không. Đứng dậy trước kệ sách tìm một chút, toàn bộ đều là thư tịch có quan hệ với khoa khảo, tình hình chính trị đương thời, tuy thất vọng, lại tự nhủ có còn hơn không. Lúc bùi cẩm triều tiến vào, hơi thở có chút xuyển, đơn giản là vì ở phía trước nói có chút nhiều. Tiến vào nội thất nhìn một vòng, không thấy đường mẫn, đi tới nhìn vào thư phòng, thấy thê tử mới cưới cầm một quyển sách xem nhập thần, Bùi Cẩm Triều hơi hơi nheo lại mắt, trong lòng buồn bực. Đường gia không có người đọc sách, mà thực hiển nhiên đường mẫn lại biết chữ, làm hắn thấy kỳ quái. Dùng cơm chiều chưa? Đường mẫn đột ngột bị hỏi, quay đầu nhìn qua, phát hiện nam nhân đã gần trong gan tất, sợ tới mức nàng không nhịn được ngưỡng về phía sau. Cẩn thận! Giọng bùi cẩm triều thanh nhuận lại hơi hơi ám ách, vương cánh tay ngăn nàng lại, miễn cho đụng vào trên vách tường, đang xem cái gì? có chút nhàm chán ở thư phòng tìm một quyển sách cho hết thời gian thật ngại quá lúc này đường mẫn rất khẩn trương ánh mắt đánh giá mọi nơi chính là không chịu xem bùi cẩm triều hắn buông ra cánh tay thẳng eo chúng ta đã là phu thê nàng không cần khách khí như thế chỉ là mấy quyển sách mà thôi rút sách ra từ tay nàng sau đó lôi kéo nàng xuyên qua chính đường đi vào nội thất ăn no sao dạ no rồi hắn muốn làm gì chẳng lẽ muốn bắt đầu. Vậy nàng ngồi một hồi trước, sau đó có người sẽ đưa nước ấm tới, có muốn cùng ta ăn một chút không? Trên bàn lùng giữa trường kỹ bày mấy món điểm tâm, thực hiển nhiên bùi cẩm triều cũng không dùng cơm chiều ở phía trước. Được. Nếu đã đến, tổng không thể chính mình nhìn hắn ăn. Ngoài cửa sổ, một vòng trăng rằm sáng tỏ thăng lên trời cao. Hai người lặng lặng ăn cơm chiều, đường mẫn chỉ ăn một ít liền gác đũa bùi cẩm triều ăn cơm rất đẹp không nhanh không chậm cũng sẽ không làm người nhìn sốt ruột động tác của hắn có một loại cao quý tẩm dâm trong xương cốt bao gồm dáng ngồi ánh mắt và nhất cử nhất động cái này làm cho đường mẫn rất tò mò bùi gia chưa từng có văn nhân vậy trước mắt bùi cẩm triều là chuyện như thế nào nhưng nghĩ đến chính mình trong xương cốt sớm đã thay đổi hơn nữa gặp bùi cẩm triều số lần cũng không nhiều lắm không thể xưng là hiểu biết không có tư cách hoài nghi. Nước ấm là hai thẩm thẩm hỗ trợ đưa vào, nhìn thấy hai vợ chồng son hài hòa, tươi cười kia làm nàng thực không được tự nhiên. Cái kia, chúng ta ai tắm trước? Bùi cẩm triều lẳng lặng nhìn đường mẫn một hồi lâu, mới đột nhiên mở miệng nói, mẫn mẫn, thao tắm rất lớn, đủ để chứa hai người chúng ta. Trái tim đường mẫn nhảy lên như động cơ, nàng không thể tưởng tượng được lời nói ái muội mười phần lại được nói ra bởi một quân tử thanh nhuận lương bạc như hắn vậy vậy hay là chàng tắm trước đi ta chờ một chút bùi cẩm triều cũng chỉ là nói nói mà thôi giơ tay xoa xoa trán nàng cười nói đi thôi không trêu nàng thất hồn lạc phách ngồi trong thau tắm đường mẫn thật lâu cũng không phản ứng lại nàng tổng cảm thấy bùi cẩm triều hôm nay không phải bùi cẩm triều trước đó vài ngày nàng gặp tắm gội xong toàn thân da thịt đường mẫn đều phím hồng nhạt mê người. Dùng khăn bao đầu tóc ướt dầm về ra tới, nàng nhìn thấy bùi cẩm triều ngồi trong thư phòng, đang lẳng lặng đọc sách. Ta tắm xong rồi, ta giúp chàng kêu người tới đổi nước nha. Nàng đi trước đi, ta tới ngay. Không không không, chàng hoàn toàn có thể ở chỗ này đọc sách cả đêm. Đường mẫn hò hét trong lòng. Nhưng cũng chỉ là ngẫm lại trong lòng, sau đó liền đi nội thất, ngồi trước gương đồng lau khô một đầu tóc dài. Chờ bùi cẩm triều tiến vào, tóc nàng đã sắp khô hẳn, dù sao hiện tại cũng là giữa hè. Hắn chỉ mặc áo trong màu đỏ, không cài nút áo, lộ ra bộ ngực tuyết trắng lại hơi hiện gầy yếu. Chờ bùi cẩm triều nhìn qua, phát hiện kiều nhan trong gương đồng hoàn toàn phím hồng, ngay cả lỗ tai cũng không ngoại lệ. Hắn nén cười đi lên trước, tiếp nhận cây lược gỗ trong tay nàng, nhẹ nhàng chải vuốt một đầu tóc đen đến eo mẫn mẫn chúng ta nên nghỉ ngơi a à, tùy ý hắn đưa chính mình tới trên giường đường mẫn cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô biểu biểu ca ta muốn uống miếng nước nhưng nàng mới vừa đứng lên lại bị một lực đạo túng chặt sau đó cả người bị kéo vào trong lòng bùi cẩm triều đường mẫn hô nhỏ một tiếng ngay sau đó một trương môi mỏng tinh chuẩn bắt giữ môi đỏ của nàng mẫn mẫn ngoan một hồi liền hết khác Nụ hôn này thực nhu hòa, cũng thực lâu dài, chờ trên người truyền đến một trận lạnh lẽo, hắn mới buông ra môi nàng. Trải qua hắn tùy ý nhuộm đẫm, môi đỏ có chút hơi sưng, cũng càng thêm yêu diễm. Sợi tóc ướt át buông xuống ngực nàng, mang theo lạnh lẽo, làm nàng không nhịn được trùng mình. "Biểu ca, thân mình chàng không phải không tốt sao? Chúng ta có thể chờ một chút, từ từ." Chỉ như vậy liền bắt đầu đánh trận, ngay cả tiền diễn bọn họ cũng chưa làm hơn nữa hai người cũng không quen thuộc. Nàng cảm giác thực nhạy bén, trực giác nói cho nàng, người nam nhân này thực không đơn giản, trong mắt nàng, đối phương toàn thân từ trong ra ngoài đều là bí mật. Đêm nay không giống. Hắn nói bốn chữ, sau đó toàn bộ thân mình liền dán lên. Bóng đêm lượn lờ, xuân ý nồng đậm, đường mẫn không thể tưởng tượng, nam nhân quanh năm suy nhược, sao có thể có động tác yêu cầu cao độ như vậy, hơn nữa sinh mảnh như hổ thể lực chống đỡ hết nổi, nàng còn đang suy nghĩ, chính mình quả nhiên không hổ là tân nương sung hỉ, đêm đầu tiên đã khiến con thỏ biến thành lão hổ, chính mình lại bị lăn lộn sức lực cạn kiệt. Hơn nữa kế tiếp, đường mẫn nhẹn khuất vô hạn. Nói cái gì đêm nay không giống, còn không phải giống nhau. Về sau mỗi đêm đều không có gì khác đêm nay, nam nhân này chính là một con thỏ khoác da hồ ly. Nhìn tiểu nữ nhân bên người đã ngủ, bùi cẩm triều phủ thêm một kiện quần áo xuống giường đi vào chính đường thực mau một nam tử áo đen xuất hiện trước mặt hắn quỳ một gối xuống đất công tử bùi cẩm triều dùng viên thuốc tiếp theo nói với nam tử đổi xô nước dạ đường mẫn mơ mơ màng màng bị người bế lên sau đó đi vào phòng tắm bùi cẩm triều rửa sạch thân mình cho nàng bàn tay phất qua da thịt trơn trượt dáng người lả lướt đáy mắt lại lần nữa nhiễm một tia ám sắc trong bất tri bất giác, nàng kiều đề lại lần nữa vang lên. Chờ bùi cẩm triều ôm nàng ra ngoài, phòng tắm đã là một mảnh lầy lội. Mà trải qua hắn một phen lăn lộn, lúc này đường mẫn cũng đã hoàn toàn mất tri giác, khốn đốn khuôn mặt nhỏ đều lộ ra một tia tái nhật. Hắn thừa nhận chính mình có chút luống cuốn, bởi vì nàng cho mình một tia kinh hỉ dáng người nàng mềm mại, hơn nửa lúc ân ái tuy hoặc nhiều hoặc ít có nữ tử ngượng ngùng, lại không giống nữ nhân dĩ vãng hắn sủng hạnh từ 5 năm trước hắn trùng sinh trên người bùi cẩm triều, tuy thân thể này rất suy yếu, hắn cũng hoàn toàn không lo lắng, cho dù thân phận dĩ vãng không còn, nhưng người nguyện trung thành với hắn cũng đếm không hết, chỉ cần thoáng để lộ một ít tin tức, mạng của hắn tự nhiên có thể bảo tồn. Mà nay trải qua 5 năm điều dưỡng, thân thể này đã khôi phục 7-8 phần, nếu không, đêm nay động phòng hoa chút đường mẫn tất nhiên bảo trì hoàng bích. Sáng sớm hôm sau, đường mẫn mở mắt ra, hai tròng mắt chua xót cùng với đau đớn đột nhiên nảy lên làm nàng không nhịn được trên rỉ một tiếng tỉnh rồi sao giọng bùi cẩm triều thanh lãnh vang lên bên cạnh đường mẫn quay đầu nhìn qua thấy lúc này bùi cẩm triều tóc rối tung bọc một kiện áo khoác dựa vào bên cạnh nàng đọc sách nàng nheo mắt lại lần nữa cảm khái bùi cẩm triều tuấn mỹ tuy nàng không phải nhan khống nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình thưởng thức mỹ nhân chàng giả vờ bệnh sao Nàng tuyệt đối không tin, Bùi Cẩm Triều tối hôm qua sinh long hoặc hổ và người sống không quá 20 tuổi trong miệng người khác là cùng một người. Ta có lý do gì giả vờ bệnh chứ? Là công lao của Mẫn Mẫn mới đúng. Đường Mẫn biết, đối phương căn bản không muốn nói rõ ràng. Nhưng hắn nói cũng không phải không có đạo lý. Giả vờ bệnh, tóm lại cần lý do, đơn giản chính là ngoại giới hãm hại. Nhưng Bùi Cẩm Triều không giống, Hắn chính là nam đinh duy nhất của Bùi Gia, cho dù Bùi Gia thật sự có chút gia sản, nhưng không có người phân chia với Bùi Cẩm Triều, hoàn toàn không cần giả bệnh. Nhưng nếu muốn nàng tin tưởng đây là sung hỷ công lao, đó mới là trò cười lớn nhất thiên hạ. Mặc kệ như thế nào, bên ngoài sắc trời đã sáng, cho dù là tân hôn, làm con dâu mới lúc này cũng phải bắt đầu rời giường hỗ trợ làm việc nhà. Thay quần áo xong, đường mẫn dùng một cây trâm bạc đơn giản búi tóc lên, gần như là 10 giây 8 giây liền mạch lưu loát, làm bùi cẩm triều cảm thấy rất thú vị. Đương nhiên sau này biết ngoại trừ kiểu tóc phụ nhân này, đường mẫn không biết làm bất kỳ kiểu nào khác, không biết hắn có xem thường nàng hay không. Bùi cẩm triều sức khỏe không tốt, đường mẫn giúp đỡ hắn mặc quần áo, đỡ hắn đi ra cửa phòng, ở trong viện từng người rửa mặt, nhìn bùi cẩm triều đi thư phòng, nàng trực tiếp đi tiền viện. Lúc này Trâu Thị đang bận việc trong phòng bếp, Liếc mắt một cái nhìn thấy Đường Mẫn tiến vào, tươi cười trên mặt nháy mắt hiện ra. Mẫn Nhi, sao không ngủ nhiều một chút? Triều Nhi tỉnh sao? Đường Mẫn có chút ngượng ngùng gật đầu, biểu ca đã dậy, ở trong thư phòng đọc sách, con tới giúp nương nấu cơm. Nhà ta dân cư không nhiều, một mình nương làm là được, Mẫn Nhi chiếu cố Triều Nhi là được rồi, không cần con phải nấu cơm, trong lòng Trâu thị, con trai mới là quan trọng nhất, chỉ cần con trai có thể khỏe mạnh đường mẫn chính là ân nhân của bọn họ cho dù cả đời đều không làm gì hai người bọn họ cũng nguyện ý đường mẫn tự nhiên không có khả năng giống như trâu thị nói ngoại trừ vòng quanh bùi cẩm triều cái gì cũng không làm ngồi xổm xuống thêm hai cây củi vào lò sau đó đứng dậy nghỉ bữa sáng vẫn nên ăn chút cháo dò hỏi ý kiến trâu thị nương bữa sáng làm chút cháo loãng đi được vậy nấu chút cháo gạo kê đi Trâu Thị ở nhà chính là thường xuyên ăn cơm trắng, cho dù mỗi năm tiêu phí 10 lượng bạc, cũng có dư không ít. Đường mẫn mỉm cười đứng lên, dò hỏi Châu Thị gạo và mì để ở đâu, lấy một chút bột mì, chuẩn bị buổi sáng làm bánh canh, nàng phi thường thích. Châu Thị nhìn đường mẫn tay chân lanh lẹ, trong lòng càng thêm cao hứng. Mẫn nhi, tối hôm qua con và Triều Nhi viên phòng sao. Vấn đề này nàng bối rối một đêm, trượng phu ở bên cạnh hô hô ngủ nhiều, nàng lại rối rắm đến gần sáng mới ngủ được một canh giờ. Một ngày sau khi thành thân liền dò hỏi con dâu vấn đề này, Châu Thị cũng thật ngượng ngùng, nhưng nếu không hỏi, trước sau nàng cũng không yên tâm. Đường mẫn tức khắc trở nên xấu hổ, nhưng nhìn ánh mắt Châu Thị chờ mong, nàng vẫn đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng gật gật. Vẻ mặt Châu Thị lập tức sáng lên, lúc này nàng hận không thể lao ra nói với trượng phu, nhưng nhìn thấy đường mẫn ngượng ngùng, Châu Thị cũng chỉ hưng phấn trong lòng, vẫn luôn nhắc mãi ta di đà phật tổ tông phù hộ linh tinh làm xong bữa sáng châu thị thúc giục đường mẫn bưng đồ ăn đi trong phòng bọn họ ăn một phương diện là vì sức khỏe bùi cẩm triều không tốt quan trọng nhất vẫn là cho vợ chồng son thời gian riêng tư dù sao dĩ vãng con trai cũng rất ít cùng bọn họ dùng cơm trên bàn cơm châu thị nhấp môi ngăn không được cười nói với bùi hải cường chuyện con trai và con dâu bùi hải cường nghe xong chính là sửng sốt Mẫn Nhi thật đúng là phúc tinh. Đúng vậy, tối hôm qua tôi chính là một đêm không ngủ, sợ thân thể Triều Nhi có gì ngoài ý muốn, nhưng sáng nay biết hai đứa nhỏ viên phòng, tôi mới xem như yên tâm. Bùi Hải Cường trầm ngâm một lát, nói, tôi thấy Mẫn Nhi đứa nhỏ này cũng không phải người xảo quyệt. Châu Thị Tán Đồng gật đầu, tôi cũng nghĩ như vậy, trước kia cảm thấy Hân Nhi tốt, nhưng lần trước mừng thọ dượng, ông không nhìn thấy, Hân Nhi nói lời thật không dễ nghe, giống như ý chỉ, vì không gả cho triều nhi nhà chúng ta, mẫn nhi đâm tường. Thực sự có việc này. Bùi hải cường bị hoảng sợ. Châu thị xem thường, nếu mẫn nhi đứa nhỏ này thật không muốn, với tính tình nàng, ai có thể miễn cưỡng. Tôi thấy thanh danh mẫn nhi không tốt, không chừng là đôi mẹ con kia chơi xấu sau lưng, lần trước đi ông phát hiện không. Thái độ cô cô với nhị phòng thực rõ ràng không giống trước, cũng không mặc sưng mày xỉa với nhị đệ muội nói chuyện cũng xem như hòa hòa khí khí ngược lại có chút không thích đại tẩu bà nương của lão đại quá lười làm ruộng không được nấu cơm không được chờ về sau cô cô bọn họ không còn nữa cuộc sống liền khổ sở đó cũng là tự tìm may mà chúng ta không cưới hân nhi nếu không về sau không chừng hối hận đâu bùi hải cường hắc hắc cười ngay từ đầu không phải bà chướng mắt mẫn nhi sao không phải lúc đó không biết sao hiện tại tôi cảm thấy Mẫn Nhi rất tốt. Hậu viện, hai vợ chồng son dùng cơm sáng, đường Mẫn đi tiền viện giúp đỡ trâu thị rửa chén đũa, trở về lấy quần áo tối hôm qua, bưng bồn đi tiền viện giặt quần áo. Đối với đường Mẫn quen sinh hoạt ở đô thị hiện đại tiết tấu mau, giặt tay có chút rối rắm. Quần áo thực quý trọng nàng đều đưa đến cửa hàng giặt quần áo, quần áo ngày thường là giặt máy, chỉ có đồ lót mới có thể giặt tay. Nhìn xem trước mắt, Tuy là quần áo mùa hè, nhưng ngâm nước trọng lượng chính là không nhẹ, giặt phá lệ mệt. Hai bộ quần áo, đường mẫn ước chừng giặt nửa buổi sáng. Phơi quần áo, nàng quét tước sân một phen, sau đó chuẩn bị tốt đồ ăn giữa trưa, lúc này mới về phòng. Cơm sáng xong, phu thê bùi thị vào thị trấn bán thịt heo, đại khái giữa trưa trở về, thời gian sẽ không quá sớm. Mà tối hôm qua bị lăn lộn một phen, hơn nửa bận rộn nửa buổi sáng, đường mẫn có chút mệt về phòng uống hai chén nước, xuyên thấu qua rèm trướng rộng mở đỏ rực, nàng nói với Bùi Cẩm Triều đang đọc sách trong thư phòng, biểu ca, ta ngủ một lát, chờ sắp giữa trưa chàng kêu ta dậy nấu cơm nha. Bùi Cẩm Triều nghe tiếng, các sách trong tay lên bàn, đứng dậy ra tới, nhìn sắc mặt đường mẫn hồng dị thường, tiến lên sờ sờ trán nàng, có phải rất mệt hay không? Không sao, biểu ca không cần lo lắng, đừng quên kêu ta dậy nấu cơm là được nàng hơi không được tự nhiên đứng lên đi vào nội thất biểu ca tiếp tục đọc sách đi bùi cẩm triều tuyệt đối sẽ không ban ngày tuyên dâm nhìn thấy đường mẫn nằm xuống thực mau hơi thở đều đều hắn biết nàng tất nhiên là mệt lắm rồi tiến lên kéo chăn mỏng đắp cho nàng sau đó đóng nửa phiến cửa sổ lúc này mới một lần nữa trở lại thư phòng đọc sách từ lúc hắn chết vinh quang kiếp trước đều tan thành mây khói mà thù hận lại không cách nào đi xa Hắn nghĩ chờ năm nay thân mình điều dưỡng khỏe hơn chút, sang năm sẽ tham gia thi đồng sinh. Đại Vinh Khoa cử không phải con đường nhập sĩ duy nhất, nếu có thể có đủ chỗ tốt đã động quan viên lại bộ, hoàn toàn có thể đi con đường khác. Nhưng cách làm này rất nguy hiểm, trừ phi sau khi nhập sĩ cẩn trọng, nếu không phàm là đi sai bước, tin tức mua quan bị tiết lộ, chờ đợi ngươi chính là rơi đầu. Ở Đại Vinh Đồng Sinh trên dưới 20 tuổi tự nhiên rất nhiều, thậm chí có người đọc sách bốn năm chục tuổi còn vắt hết ốc thi đồng sinh. Đối với Bùi Cẩm Triều, thi cử là vô cùng đơn giản, chỉ cần hắn nguyện ý, một đường bắt lấy trạng nguyên cũng không khó. ngẩng đầu xuyên thấu qua rèm trướng, nhìn đường mẫn nằm trên giường, cảm tình dành cho nàng có chút phức tạp. Dĩ vãng cũng chỉ là biểu ca biểu muội so với người xa lạ cũng quen thuộc không bao nhiêu, mà nay lập tức trở thành thê tử của hắn, về sau tất nhiên chính là trách nhiệm của hắn. Đặc biệt dưới tình huống hắn bị đại phu phán sống không quá 20 tuổi, vẫn như củ khoác áo cưới gã qua đây, bùi cẩm triều vẫn rất bội phục nàng. Tương lai của hắn gắn liền với gió tanh mưa máu, hy vọng đến lúc đó nàng có thể thừa nhận được. Đường mẫn bị bùi cẩm triều kêu dậy, mà lúc mở mắt ra, hắn phát hiện đôi mắt đường mẫn trưng trưng, đáy mắt ai oán mà ưu sầu, đáy lòng sinh ra một tia đáng thương nàng. Mẫn mẫn! có phải nàng hối hận gả cho ta hay không ánh mắt hắn nhu hòa hỏi đường mẫn có chút ngoài ý muốn hắn lại có thể hỏi như vậy biểu ca nói đùa chỉ là làm một giấc mộng mà thôi không có băn khoăn vấn đề chàng hỏi cái gì mộng cái gì mộng có thể làm nàng trong lúc ngủ mơ đều khóc ra ta cũng nói không rõ cũng không biết có phải kiếp trước của ta hay không nơi nơi đều là thiết xác chạy trên đường nam nữ đều ăn mặc rất kỳ quái hơn nữa nhà ở có thể xây phi thường cao, gần như có thể đỉnh đến tầng mây, sau đó lại đột nhiên xuất hiện động đất và hồng thủy, may mắn biểu ca kêu ta dậy, nếu không ta nhất định sẽ bị hồng thủy cuốn đi. Bùi Cẩm Triều nghe nàng nói, trong đầu lại không cách nào tưởng tượng hình ảnh này. Lại nói trong mộng, vốn dĩ chính là không có quy luật nào, xuất hiện bất luận chuyện gì kỳ quái đều có thể lý giải. Hiện tại giờ nào buổi trưa canh ba, lau nước mắt thấm ra từ khóe mắt nàng, hắn nói, cha mẹ ở thị trấn dùng cơm trưa, không cần sốt ruột. Ngồi dậy, phát hiện hôm nay đặc biệt nóng, bên ngoài tiếng ve kêu bốn phía, ầm ỉ làm người bực bội. Đường mẫn thân là người hiện đại, ở cổ đại không có điều hòa và quạt điện, thật là phi thường khổ sở. Biểu ca ngồi trước, ta đi làm chút gì dễ tiêu hóa. Được. Nhìn nàng phủ thêm một kiện áo ngoài đi ra, Bùi Cẩm Triều mới trở lại thư phòng tiếp tục đọc sách. Đi vào phòng bếp, nàng duỗi tay cởi ra áo khoác trên người, giơ tay lau mồ hôi trên trán, nghĩ giữa trưa phải làm món gì. Hiện tại thời tiết dị thường nóng bức, người ăn uống cũng không phải đặc biệt ngon miệng, vẫn là làm mấy món khai vị đi. Nửa canh giờ bận việc, đường mẫn bưng ba dạng rau và hai chén cơm đi đến. Biểu ca, ăn cơm. Tới ngay. Bùi cẩm triều gác sách, đứng dậy đi ra hôm nay cơm trưa toàn bộ đều là rau trộn một phần rau trộn đậu que một phần đường giấm ngó sen cộng thêm một phần đậu phộng thời tiết quá nóng quay qua quay lại lại muốn tắm không biết khi nào trong nhà có thể tốt một chút nếu không có nước ấm nàng cũng muốn sau này có hạ nhân ít nhất chính mình không cần thu thập nước tắm bùi cẩm triều quay đầu nhìn mặt trời bên ngoài rất lớn và nóng lại nhìn tóc mái và hai bên thái dương đường mẫn ướt nhẹp không thèm để ý gật gật đầu hôm nay kiên trì một chút chờ ngày mai hồi môn xong chúng ta đi thôn trang trên núi ở vài ngày bên trong có hai suối nước nóng chúng ta có thể nói với cha mẹ là đi bên ngoài tránh nóng bọn họ sẽ đồng ý đường mẫn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn thôn trang ở nơi nào chính là trên núi mặt sau thôn đào hoa ta nghe nói đó là thôn trang của gia đình giàu có trong phủ thành không nghĩ tới là của biểu ca mắt phượng bùi cẩm triều hơi hơi nheo lại nhìn đường mẫn cũng trở nên nhu hòa nàng không nói là bùi gia lại biết là của hắn nàng thật thông minh bùi cẩm triều tán thưởng cho dù những lời này là nàng nói ra không trải qua đầu óc a à, vì cái gì bởi vì ta đoán được thôn trang kia là của chàng mà không phải bùi gia đường mẫn có chút ngoài ý muốn chỉ như vậy mà được vị biểu ca giống tiên nhân này khen bùi cẩm triều hình như thực thích gõi ngó sen đảo mắt đã ăn nửa mâm động tác và số lần nhấm nuốt không thay đổi như cũ ưu nhã làm người tán thưởng sao nàng đoán được tối hôm qua ta đã cảm thấy kỳ quái ta phát hiện nước tắm hình như không phải người trong nhà đổi ta liền nghĩ sau lưng biểu ca có phải có tổ chức thần bí gì đó hay không chờ nàng vừa nói xong bùi cẩm triều lại lập tức cười giơ tay xoa tóc nàng có hơi ẩm ướt vốn dĩ có thói ở sạch hắn cũng không ngại nàng xem ta là gì đâu ra có tổ chức thần bí, tưởng ta là giáo đồ tà giáo hay sao? Không có thì thôi. Nàng cũng không quá để ý chuyện này. Có một số việc hiện tại nàng còn không thể biết, chờ thời cơ tới ta tự nhiên sẽ nói toàn bộ cho nàng. Mẫn Mẫn, không phải ta không tin nàng, mà là ta tính toán rất lớn. Đường Mẫn trầm ngâm một lát, mới nhẹ giọng nói, chẳng lẽ chàng còn muốn làm hoàng đế hay sao? Mẫn Mẫn lời như vậy cũng không thể dễ dàng nói ra. Bùi cẩm triều hơi hơi nhấp môi, đáy mắt có một tia thận trọng. Đường mẫn không rơi rớt đáy mắt hắn khiếp sợ, trong lòng tức khắc, lột bột. Ta biết, không phải trong nhà chỉ có chàng sao. Nàng lẩm bẩm một câu, sau đó đứng dậy bắt đầu thu dọn chén đũa. Bùi cẩm triều nhìn bàn tay nàng trắng nõn lại thoáng có chút thô ráp, giơ tay nắm lấy, trong lòng bàn tay mang theo vết chai mỏng. Mẫn mẫn, Đừng quá tin tưởng ta. Những lời này nhưng thật ra làm Đường Mẫn kinh ngạc trong nháy mắt, vài giây sau, nàng nhẹ nhàng rút ra tay từ lòng bàn tay hắn, nhàn nhạt cười nói với Bùi Cẩm Triều, "Biểu ca yên tâm đi, quan hệ chúng ta như bây giờ khá tốt, ta cũng không muốn thay đổi." Nhưng những lời này chỉ nói xong một năm, Bùi Cẩm Triều liền thực ảo não, hy vọng thời gian chảy ngược, hận không thể không nói ra những lời này. Ở trong phòng bếp thu thập chén đũa, đường mẫn không nhịn được có chút thất thần không biết rốt cuộc bùi cẩm triều suy nghĩ gì nhưng nàng cũng biết hắn thực không bình thường kêu chính mình đừng quá tin tưởng hắn đường mẫn là người không dễ dàng tin tưởng người khác cho dù người nam nhân này là nam nhân duy nhất trong đời nếu hắn chết chính mình cũng phải vì hắn thủ đền thờ trinh tiết hai đời làm người nàng cũng xem hôn nhân thực đạm có hay không đều không sao cả tuy bùi cẩm triều thật xinh đẹp nhưng trượng phu kiếp trước của nàng cũng không phải kém ít nhất hiện đại tốt đẹp ghen đầy đường đều là nam nhân xinh đẹp nàng không nghĩ tới bùi cẩm triều có thể vì chính mình không nạp thiếp nếu sau này bên người hắn có nữ nhân khác chính mình chỉ cần có một cái sân thì tốt rồi hơn nữa nàng cũng không có gì có hại dù sao là nam nhân nàng dùng qua nữ nhân khác đều không so đo nàng còn có gì buồn bực có lẽ hắn cũng không phải muốn làm hoàng đế mà là chuyện khác tính toán rất lớn. Trong lòng hắn, đường mẫn chẳng qua chỉ là một nha đầu nông thôn không gặp qua việc đời thôi. Có lẽ hắn cảm thấy, đối với đường mẫn không gặp qua việc đời, nhập sĩ cũng xem như chuyện lớn bằng trời. Buổi chiều giờ thân, phu thê bùi hải cường vội vàng lái xe ngựa trở về. Xe ngựa nhà bọn họ là chiếc duy nhất tại đây làng trên xóm dưới, phàm là nhà nông hộ có chút tiền nhàn rỗi cũng sẽ không mua ngựa, mua ngựa thật sự so ra kém mua mấy con trâu, ít nhất ngày mùa trâu có thể cày ruộng. Bùi gia có hai con trâu, bùi hải cường chăm sóc rất tốt. Bởi vì sức khỏe bùi cẩm triều kém, cho nên mặc dù hiện tại là ngày mùa, phu thê bùi thị cũng không kêu đường mẫn ra ruộng làm việc, chỉ là giao chuyện trong nhà cho nàng, cũng may là như thế, nếu không nàng thật đúng là không biết nên làm sao. Đường mẫn chẳng phân biệt được ngũ cốc, khi nào trồng cây gì, khi nào thu cái gì, nàng là dốt đặc cán mai. Nhìn thấy hai người từ trong xe sách ra tới bao lớn lớn bé bé, đường mẫn vội vàng tiến lên hỗ trợ. Nương, đây là mua cái gì? Đường mẫn thuận miệng hỏi. Châu Thị cười ha ha nói, ngày mai hai con phải hồi môn, đây đều là lễ cho con mang về lại mặt. Này cũng quá nhiều. Nhiều gì? Cũng không phải thứ gì tốt, mua cho con hai khúc phải mang về, điểm tâm cho đệ muội con, đều là thực dụng mẹ chồng nàng dâu hai người đi vào phòng bếp trâu thị chỉnh lý đồ vật trong tay sau đó nhìn thấy một cục bột trong bồn sứ trên bể bếp đây là muốn làm gì trong nhà cũng không phải không có gạo trắng mẫn nhi không biết biểu ca con từ nhỏ liền bắt bẻ đắt rẻ sang hèn ngày thường hắn rất ít ăn lương thực phụ cho dù là cháo bột ngô cũng là nương buộc mới ăn một ít đường mẫn âm thầm nhướng mày cười nói biểu ca thân mình không tốt ăn cơm hơi ít chút hôm nay thịt heo đều bán hết sao thịt heo nhà chúng ta rất ngon hơn nửa cha con hàng năm bán thịt heo trong thị trấn phần lớn đều là khách hàng quen thực mau đã bán xong rồi hôm nay chính là nhìn một căn nhà ở trấn trên nương nghĩ các con vừa thành thân phải đặt mua sản nghiệp cho các con nàng có chút ngoài ý muốn nhìn trâu thị ở cùng cha nương là được rồi đứa nhỏ ngốc trâu thị cười nhìn nàng nương chỉ có một đứa con là biểu ca con từ nhỏ hắn đã quý trọng, làm việc nặng không được, hiện tại phải tính toán về sau cho các con. Mấy năm nay biểu ca con thích đọc sách, không có sư phụ cũng có thể tự mình ở nhà cân nhắc, chờ thân mình hắn khỏe chút, cho hắn đi thư viện trong thị trấn đọc sách, về sau có thể khảo công danh tự nhiên tốt, nếu thi không đậu cũng không thể cho các con ở trong thôn cả đời. Không thể không nói, Châu Thị thật là một nữ nhân rất tốt, đường mẫn vốn treo một lòng, hiện giờ chỉ là thành thân ngày hôm sau, nàng giống như thực thích người mẹ chồng cổ đại này cho dù không biết chữ trong lòng lại có một cây cân biết cái gì là tốt đêm đó người một nhà dùng cơm bùi cẩm triều nói trong nhà quá nóng muốn mang đường mẫn đi bên ngoài ở vài ngày đường mẫn vốn tưởng rằng cho dù như thế nào trâu thị cũng sẽ cẩn thận dò hỏi không nghĩ tới ngay cả một chữ nàng cũng không hỏi trực tiếp gật đầu đáp ứng làm cho đường mẫn phi thường ngoài ý muốn trở lại trong phòng đường mẫn chuẩn bị quần áo cho bùi cẩm triều chính mình ngồi bên ngoài phơi khô tóc đêm nay bánh bao cuộn là nàng làm giọng bùi cẩm triều từ trong mành truyền ra từ bên trong có hành thái dầu thực vật và muối tinh thật không nghĩ tới nàng nấu cơm cũng không tệ giọng hắn mang theo cười biểu ca thích thì tốt đêm đó bùi cẩm triều chỉ lăn lộn nàng hai lần hai người liền nghỉ ngơi dù sao ngày hôm sau phải hồi môn nếu không phải như thế đường mẫn cho rằng hắn không tới ba bốn lần tuyệt đối sẽ không ngủ nghĩ hiện tại thân mình bùi cẩm triều còn chưa tốt thể lực hắn đã như vậy nếu hắn khỏe mạnh chính mình chẳng phải là mỗi ngày hai chân run lên thật không biết nàng là bất hạnh hay là tính phúc một ngày này thời tiết có chút âm nhìn phương đông không có mặt trời đường mẫn không nhịn được nhíu mày hôm nay sẽ không mưa chứ nàng có chút lo lắng hỏi Bùi Cẩm Triều lấy một áo khoác mỏng khoác lên vai nàng, không muốn trở về. Có trở về hay không cũng không sao, đây đều là quy củ không phải sao. Ta chỉ là không yên tâm cha mẹ và đệ muội. Mẫn mẫn, hắn đang nghĩ có nên nói chuyện kia cho nàng nghe hay không, lời nói đến bên miệng, đột nhiên cảm thấy hãy còn sớm, cũng có chút vô nghĩa. Hả, nàng quay đầu lại nhìn gương mặt xoái khí phía sau, hơi hơi nghiêng đầu, ánh mắt tràn ngập dò hỏi. Nếu trời mưa, thời tiết sẽ mát mẻ không oi bức như vậy nữa đường mẫn chậm nửa nhịp gật đầu nháy mắt nàng liền hiểu vừa mới hắn muốn nói tuyệt đối không phải những lời này nhưng nàng cũng không có hứng thú đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến cùng dù sao ngày hôm qua hắn cảnh cáo còn văng vẳng bên tai chàng ở trong phòng nghỉ ngơi đi ta đi phía trước giúp nương làm cơm sáng mặc tốt quần áo trên người nàng cười an ủi bùi cẩm triều sau đó đi phía trước nhìn bóng dáng của nàng biến mất Bùi Cẩm Triều mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hắn đột nhiên phát hiện, thê tử tân hôn giống như có một trái tim thất khiếu linh lung, có một số việc nàng biết chính mình không nên hỏi, sẽ không chết truyền lạng đánh hỏi ra miệng. Trở lại thư phòng, một nam tử áo đen đã chờ từ lúc nào. Công tử, hắn ra kinh đi Cù Châu. Ánh mắt bùi cẩm triều trầm xuống, sau đó hình như nghĩ tới cái gì, ti tàn khốc thực mau biến mất không thấy bóng dáng tâm hơi. Cụ Châu liên tiếp 2 năm đại hạn, không thu hoạch, lần này chắc là đại thiên tuần thú, ngươi dặn triệu lại an bài, lần này cho dù hắn không bỏ mạng, cũng phải để lại hai cái đùi, giọng hắn lộ ra sát khí, làm sống lưng nam tử quỳ trước mặt trung rẩy. Để lại hai cái đùi, cũng coi như hủy hoại tiền đồ vị kia. Nam tử lĩnh mệnh thực mau biến mất, bùi cẩm triều lại một lần nữa bắt đầu lật xem sách. Cơm sáng xong, phu thê bùi thị tiễn con trai con dâu, bởi vì hôm nay hồi môn, Bùi Hải Cường không có phương tiện tới cửa, cho nên tìm một cháu trai trong thôn hỗ trợ đánh xe, giữa trưa đường ra cũng không để bụng nhiều thêm một người ăn cơm. Ngồi ổn trong xe, Bùi Cẩm Triều sốt màn xe, nói với thiếu niên bên ngoài, lục đệ, chờ buổi chiều ăn cơm xong, đệ đưa ta và tẩu tử đến thôn trang phía sau núi Đào Hoa, sau đó đệ lái xe trở về là được. Bùi Lục Lan quay đầu lại nhìn Bùi Cẩm Triều cười nói, Tam ca lại muốn đi tìm Chu Đại Công Tử sao? Từ Tẩu Tử đệ sợ nóng, chúng ta đi thôn trang ở vài ngày. Lục Lan xuyên thấu qua mảnh sốt lên một nửa, tự nhiên nhìn không tới đường mẫn ngồi một bên kia. Nhưng ngày Tam ca thành thân, hắn xác thật nhìn thấy, thật sự là quá xinh đẹp, hắn nhìn đều cảm thấy mặt đỏ tim đập. Tẩu Tử thật có phúc khí, mới cả lại đây hai ngày, nhìn khí sắc Tam ca tốt hơn rất nhiều, yên tâm đi, đệ đã biết. Bùi Cẩm Triều buông màn xe, dựa vào trên vách, cười như không cười nhìn đường mẫn đối diện. Nàng vốn dĩ muốn xem nhẹ ánh mắt kia, không ngờ đối phương quá mức không kiên nể gì, căn bản không biết thu liễm. Nàng ngẩng đầu hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn, chàng nhìn chầm chầm ta làm gì. Không phải đang ở trong xe sao, cho dù ta muốn làm gì cũng không làm được. Đường mẫn im lặng. Nam nhân này quả thực vô lại, hắn thật sự là cổ nhân e dè sao chờ hai người tới đường gia ở thôn đào hoa rất xa đã có thể nhìn thấy ở cửa nhà có mấy bóng người chính là đường võ và hai tiểu gia hỏa nhìn thấy nơi xa xe ngựa đường hạo dẫn đầu chạy tới bên này nhìn bùi lục lan ngồi ở càng kéo xe thò tay nói lục ca sao lại là huynh đưa tỷ 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 phu tới bùi lục lan nhìn đường hạo trắng trắng lộn nộn, nộn duỗi tay túng hắn lên ngồi bên cạnh tuy chỉ có hơn mười thước ít nhất cũng làm đường hạo thỏa mãn một hồi Ngày hồi môn, cửu cửu đệ không thể tới cửa, nhờ huynh đưa tới, mắt thấy trời sắp mưa, mấy người ở bên ngoài chờ làm gì. Chờ xe ngựa dừng ổn, bùi cẩm triều dẫn đầu xuống xe, sau đó vươn tay cho đường mẫn. Nhìn bàn tay kia khớp xương rõ ràng, đường mẫn do dự hai giây, mới nương hắn trở giúp nhảy xuống xe ngựa. Cha, sao lại chờ ở bên ngoài? Đường võ hơi có chút xấu hổ nói, đệ đệ muội muội con một hai phải chờ ở bên ngoài, ta sợ bọn họ chạy loạn, mau vào phòng đi, trời sắp mưa rồi. Đoàn người vào phòng, đi hành lễ với Đường lão gia tử và lão thái thái trước, sau đó lão thái thái lưu lại bùi Cẩm Triều, Tống Cổ Đường mẫn đi Tây Sương. Trương thị sớm đã chờ ở Tây Sương, nhìn thấy con gái tiến vào, vội vàng kéo nàng ngồi xuống giường đất. Thấy khí sắc con gái có vẻ tốt hơn lúc ở nhà, Trương thị mới xem như yên tâm. Hạo Nhi, dẫn muội muội ra ngoài chơi đi nương có chuyện muốn nói với tỷ tỷ con trương thị vừa thấy con gái lớn liền bắt đầu tống cổ hai đứa nhỏ đường hạo nhưng thật ra không có gì dù sao hắn cũng ngồi không yên đường dĩnh lại có chút không muốn đâu phải chỉ có nương nhớ đại tỷ nàng cũng nhớ mà đại tỷ vừa đi không có người kể chuyện xưa cho nàng nghe đường mẫn thấy tiểu cô nương chu miệng nhỏ đủ để quải bình nước tương từ túi trong tay áo móc ra một bọc nhỏ hoa quế đường và hai khối điểm tâm hai đứa đi bên ngoài ăn đi. Dù sao cũng còn nhỏ, nhìn thấy ăn ngon cũng không để bụng chuyện xưa. Đường Dĩnh đứng lên tiếp nhận đồ ăn, cùng Đường Hạo đi ra ngoài. Trương Thị thừa dịp trong phòng không có người, vội vàng hỏi nàng chuyện ở Bùi Gia. Đường Mẫn tự nhiên cũng không gạt, dù sao nàng ở Bùi Gia thật sự thực thoải mái, chính là mỗi ngày làm cơm, không còn có chuyện khác. Thấy con gái không giống nói dối, Trương Thị cũng xem như yên tâm. Nương trong phòng kia còn không có tin tức sao trương thị dừng một chút sau đó thở dài một tiếng ngày hôm qua có bà mối tới cửa nói chính là con trai một thợ săn ở thôn bên là người nhà mẹ đẻ của đại bá nương con làm mai nàng không đồng ý từ hôm qua đến bây giờ đều buồn ở trong phòng không ăn không uống đường mẫn viết môi đường hân có thể đồng ý mới là lạ bởi vì hôm nay con hồi môn nếu không đại bá nương con nhất định sẽ về nhà mẹ đẻ than phiền ai không biết nàng yêu thương khuê nữ như trong mắt. Hai ngày nay đại phòng cũng không tốt lắm, trước kia ta cảm thấy Hân Nhi hiểu chuyện, không biết sao có thể nói ra lời như vậy, liên quan cha mẹ cũng đi theo chịu khổ. Nhìn Trương Thị biểu tình đáng tiếc, đường mẫn treo gẹo nói, trước kia hai người không phải cũng bị con liên lụy sao. Này sao có thể giống nhau, trước kia con chỉ là tính tình không được tốt chứ không có ý xấu, cũng may con cơ linh, nếu không gã đến bùi gia không chừng khổ sở còn nhiều hơn đáng thương người khác trương thị vẫn là càng đau lòng con gái đường mẫn lại ngoài ý muốn trương thị có thể nói ra lời này nhất thời cảm thấy trương thị cũng đã biến hóa không nhịn được nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu bị con gái nhìn chằm chằm trương thị dần dần không được tự nhiên nhẹ nhàng chụp hai cái trên mặt nàng xem gì đâu đường mẫn lấy lại tinh thần cười nói con nghĩ nương đều hiểu rõ sao không nói với lão thái thái trước kia cũng không đến mức làm nhị phòng chúng ta ăn mệt lão thái thái thân thể không tốt con nghĩ xem bọn họ còn có thể sống mấy năm ngày lành về sau nhà này sớm muộn gì cũng sẽ phân ra ở riêng ăn mệt chút cũng không sao may mà con đã gả đi đại bá nương con có lẽ cũng nghĩ vậy mới cầu nhà mẹ để làm mai cho hân nhi không nghĩ tới lại chướng mắt nhà thợ săn ta nhìn nhà đó khá tốt giữa núi ăn núi nhà nông hộ như chúng ta không phải cũng vậy sao nương cảm thấy tốt nhưng mí mắt đường hân lại quá cao nàng nhất định chỉ muốn làm thiếu nải nải ít nhất cũng không thể gả kém hơn con đối với loại nữ nhân này đường mẫn khinh thường nhìn lại mọi việc đều thích đua đòi đứng núi này trong núi nọ vĩnh viễn không thấy đủ hân nhi không phải rất đẹp tính tình còn rất quái con tưởng người ta đều là ngốc sao thực hiển nhiên trương thị cũng hiểu rõ chỉ là trước kia cảm thấy đường mẫn còn bé rất nhiều chuyện đều không thể nói với nàng hơn nữa tính tình đường mẫn không giấu được lỡ miệng nói ra sẽ phiền toái mặc kệ như thế nào đại phòng thích làm gì thì làm không quan hệ tới chúng ta nương cũng đừng trộn lẫn vẫn nên thủ đường hạo và đường dĩnh là được nói nàng từ trong lòng ngực lấy ra hai thỏi bạc đưa cho trương thị đây là bạc biểu ca cho con nương thu đi chờ qua năm đưa đường hạo đi thư viện đọc sách nhìn trong tay hai thỏi bạc nặng trĩu trương thị tức khắc sợ tới mức không nhẹ vội vàng không chút suy nghĩ trả về con đứa nhỏ này, sao có thể đòi tiền biểu ca con chứ? Lại còn nhiều như vậy. Hơn nữa, Hạo Nhi không có thiên phú học tập, đi trấn trên cũng thực không phương tiện, gia gia nãi nãi con sẽ không đồng ý. Đường mẫn đỡ trán quên mất, sau lưng còn có hai tôn đại Phật. Nghĩ nghĩ, nàng mới tiếp tục nói, sang năm hình như biểu ca muốn đi thư viện ở trấn trên đọc sách, đến lúc đó nương đưa đường Hạo qua đi, hôm qua cửu mẫu nói năm nay chuẩn bị mua một tòa nhà ở trong thị trấn chờ biểu ca đọc sách hai chúng ta ở đó nương cũng đừng lo lắng hạo nhi có biểu ca hỗ trợ nhìn không có chuyện gì biểu ca con khỏe rồi sao đây mới là vấn đề trương thị lo lắng nhất phải biết rằng lỡ như bùi cẩm triều có gì bất trắc con gái nàng phải thủ tiết cả đời lúc này mới hai ngày nơi nào có thể nhìn ra khỏe không nhưng cũng đã viên phòng nói vậy vẫn khá ổn nương đừng lo lắng, con sẽ không có việc gì. Trương Thị liên tục gật đầu, vậy là tốt rồi, nương lo lắng nhất chính là con. Bùi Cẩm Triều ở thượng phòng nói chuyện với lão gia tử một hồi, sau đó bị lão thái thái lôi kéo dông dài thật lâu, mới làm hắn tới tìm đường mẫn. So với lão thái thái quan tâm quá mức, hắn vẫn thích ở cạnh thê tử hơn, đơn giản là thê tử không dông dài cũng sẽ không vô nghĩa. Trương Thị nhìn thấy con rể tiến vào, thực sự ngượng ngùng ở lại, dặn dò con gái chiếu cố con rể, trực tiếp đi ra ngoài chuẩn bị đồ ăn giữa trưa. Hôm nay là con gái con rể hồi môn, nàng không yên tâm đại tẩu ở trong phòng bếp làm gì. Thấy vẻ mặt hắn uể oải, đường mẫn tất nhiên biết ở thượng phòng hắn bị lăn lộn không nhẹ, đưa cho hắn một cái gối. Con lâu mới đến giờ cơm trưa, chàng ngủ một lát đi. Bùi cẩm triều cũng không cự tuyệt, lấy gối dựa đặt sau lưng, cởi giày lên giường đất, nửa nằm hơi hơi nheo lại mắt phượng. Nàng thì sao? Ta tạm thời chờ nàng, ở thượng phòng nàng không có cơ hội, chàng lại đây nàng khẳng định sẽ muốn trước mặt ta lắc lư, tìm một chút cảm giác tồn tại. Bùi Cẩm Triều vừa nghe liền biết nàng nói chính là ai, câu môi cười mười phần chế nhạo. Còn nữa, nương nói chuẩn bị mua một tòa nhà trong thị trấn, lúc chàng đi thư viện thì ở, phỏng chừng đầu năm sau chúng ta có thể dọn qua, ta nghĩ tuổi đường hạo cũng không nhỏ, bây giờ vỡ lòng đã xem như trễ hơn hài tử khác, không biết có thể cho hắn đi đọc sách hay không. Bùi cẩm triều rũ mắt, trong lòng đường mẫn rung lên, chẳng lẽ không thể. Ngay sau đó, lại thấy hắn duỗi tay ngoắt ngón tay, ý kêu nàng tới gần một chút. Nàng không rõ nguyên do, thật cẩn thận tiến lên, lại thấy hắn đột nhiên duỗi cánh tay, trực tiếp ôm nàng vào ngực, môi mỏng nhanh chóng áp xuống, cậy ra môi nàng, một phen trộn hương trộn ngọc, bàn tay còn đánh lén ngực nàng trong lòng âm thầm cảm thán cô nương này phát dục thực tốt lại qua hai năm không biết bàn tay có đủ dùng hay không đường mẫn bị hắn làm sợ tới mức không nhẹ đẩy lại đẩy không ra dãy dụa hai cái sau đó chỉ có thể tùy hắn làm bậy cũng may hắn còn nhớ nơi này là bên ngoài hôn một lúc liền buông ra nhìn môi nàng hồng diễm diễm có chút hơi sưng biết chính mình lực đạo không nhẹ hắn nhìn vào mắt nàng cười nàng là thê tử của ta sau này chuyện trong hậu trạch đều là nàng định đoạt nàng vừa ngồi dậy vừa sửa sang lại quần áo có chút hỗn độn trong miệng nhắc mãi đồng ý thì nói thẳng đồng ý một hai phải kiếm chút tiện nghi mới được thật không có đạo lý chẳng lẽ ta không đồng ý nương tử sẽ không cho vi phu chiếm tiện nghi hay sao nghe âm điệu chế nhạo đường mẫn có chút thẹn quá thành giận trừng mắt nhìn hắn hai ngày trước ta không nói chuyện này cũng không thấy chàng thu liễm một ít âm điệu mềm mại lại kết hợp với đôi mắt nhỏ xấu hổ buồn bực làm sao có thể nhìn ra được nàng tức giận rõ ràng là quyến rũ người bùi cẩm triều là người định lực rất mạnh lúc này tự nhiên cũng không tính toán lại đến một hồi chỉ có thể làm nàng chiếm tiện nghi ngoài miệng bên này hai người mới vừa ầm ĩ xong bên ngoài liền truyền vào tiếng đường hơn mẫn nhi ở trong phòng sao đường mẫn nhìn bùi cẩm triều câu môi cười mở miệng không tiếng động nói tới bùi cẩm triều chớp chớp mắt sau đó xê dịch vào bên trong sau đó nắm chặt cánh tay đường mẫn kéo nàng vào trong lòng cúi đầu nhẹ giọng nói bên tai nàng đừng nhúc nhích mới vừa nói xong đường hân liền vén rèm vào được nhìn thấy trên giường đất bùi cẩm triều đang ôm đường mẫn mà đường mẫn súc trong lòng ngực đối phương hình như đang ngủ đường hân còn chưa thành thân thấy một màn như vậy gương mặt tức khắc liền đỏ đặc biệt là ánh mắt bùi cẩm triều mỉm cười càng là khiến trái tim nàng kịch liệt nhảy lên. mặc kệ nhìn bao nhiêu lần, biểu ca đều là xinh đẹp khiến người ta dâng lên vô hạn ý niệm. hơn nữa hôm nay ở thượng phòng nhìn thấy hắn, khí sắc của hắn hình như tốt hơn rất nhiều. thực hiển nhiên sau khi thành thân, sức khỏe biểu ca dần dần chuyển biến tốt đẹp. biểu ca, mẫn nhi ngủ rồi sao? đường hân không rời đi, ngồi xuống trên ghế trong phòng, ánh mắt tự động xem nhẹ đường mẫn, nhìn bùi cẩm triều triền niên lâm ly nhận thấy được tiểu nữ nhân trong lòng đang dùng ngón tay gãi bụng nhỏ của hắn, tươi cười trên mặt hắn càng thêm rõ ràng. Vốn dĩ chính là nam tử phong tư kỳ tú, cộng thêm tươi cười tuyệt diễm, làm đường hân thiếu chút nữa không nhào lên, trực tiếp ném văn ra đường mẫn, chính mình thay thế. Biểu muội tìm mẫn mẫn có việc sao? Bùi cẩm triều ra vẽ tùy ý túng cánh tay đường mẫn từ giữa hai người ra, đặt lên eo chính mình, động tác nháy mắt trở nên ái muội. Như vậy chỉ là đơn thuần tứ chi tiếp xúc, năng lực thừa nhận của Đường Mẫn vẫn rất mạnh, mà Bùi Cẩm Triều thực rõ ràng là da mặt dày, nếu không cũng sẽ không có tình huống hiện tại. Nhưng Đường Hân chỉ là đại cô nương, nhìn thấy hai người ôm nhau như vậy vẫn không rời đi, này phải có năng lực thừa nhận cỡ nào mới làm được. Đường Hân nhìn thấy một màn trước mắt, hai người ôm nhau phá lệ chói mắt, nàng chịu đựng lửa giận ghen ghét, dùng sức nắm chặt bàn tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay non mềm gây ra đau đớn nàng mới có thể bảo trì hiện tại bình tĩnh. Hôm nay Mẫn Nhi hồi môn, muội muốn tìm nàng trò chuyện, chính là nàng ra vẻ đáng tiếc nhìn đường Mẫn, ánh mắt kia giống như mang theo gai độc, biểu muội không nghỉ ngơi tốt sao. Đã nhiều ngày đều chiếu cố ta, tự nhiên không nghỉ ngơi tốt. Bùi cẩm triều mỉm cười nói. Thế à? Có lẽ trong lòng đường hơn nghĩ chính là hai ngày nay nàng hầu hạ bùi cẩm triều sinh hoạt hàng ngày nhưng sao đường mẫn có thể không rõ ý ở ngoài lời, hai ngày này chính mình đúng là chiếu cố hắn. Trong phòng bởi vì những lời này lâm vào trầm tĩnh ngắn ngủi, đường hân không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn bùi cẩm triều. Mà bùi cẩm triều bị đường mẫn gối trên cánh tay, một tay khác đang quấn quanh tóc nàng, hình như hắn phi thường thích mái tóc dài của tân hôn thê tử, cho dù thời tiết giữa hè cũng mát lạnh nhàn nhạt. Thân mình nàng cũng mang theo một chút thấm lạnh, mỗi đêm cùng nàng dây dưa bên nhau, cho dù mồ hôi ướt đẫm, nhưng thật thoải mái. Thấy đường mẫn không tỉnh lại, đường hân do dự mãi, rốt cuộc cũng nói ra lời trong đáy lòng. Biểu ca, cái kia. Hả? Cái kia, kỳ thật mẫn nhi không muốn việc hôn nhân này, nhưng tổ mẫu yêu thương mẫn nhi, nghĩ điều kiện nhà biểu ca rất tốt, cho nên. Biểu ca, mùi đối với huynh. Đường mẫn ở trong lòng bùi cẩm triều nhẹ nhàng thở dài một hơi, sau đó đẩy ra hắn ôm ấp, ngồi dậy. Mẫn, Mẫn Nhi, đường hân bị đường Mẫn làm cho khiếp sợ, nhìn đường Mẫn bình tĩnh đánh giá mình, sao nàng có thể không rõ, vừa rồi là đường Mẫn giả bộ ngủ. Đường hân, nên biết điểm dừng thì hơn, nữ nhân ghen ghét sẽ rất khó xem, đừng nháo mọi người đều không thoải mái. Đường hân kinh hãi nắm chặt nắm tay, nỗ lực áp lực xấu hổ buồn bực, Mẫn Nhi có ý gì? Đường mẫn giơ tay đổ một chén nước cho chính mình, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, sau đó đã bị một cánh tay lấy đi bùi cẩm triều ỉ vào gối dựa uống nước chậm đợi xem đường mẫn giải quyết nữ nhân trước mắt này như thế nào vừa rồi không phải còn muốn nói gì với bùi cẩm triều sao hiện tại lại hỏi ta có ý gì lúc trước là ngươi không muốn gả cho một người sắp chết mới đẩy việc hôn nhân này cho ta hiện tại nhìn thấy hắn khí sắc không giống sắp chết cho nên hối hận sao ngươi phải biết chỉ cần ta không chết Ngươi muốn vào cửa cũng chỉ có thể làm thiếp Hơn nữa không biết ngươi có rõ không Thiếp chính là nô tài Có thể tùy ý đưa tặng và mua bán Nhà ngoại ngươi giới thiệu nhà thợ săn Ngươi không muốn là chuyện của ngươi Ngay trước mặt ta Phá hư quan hệ giữa ta và tướng công ta Chính là tru tâm Từ nhỏ ngươi đã có ý nghĩ ngươi không tốt Người khác cũng đừng mơ sống tốt Ta nhịn ngươi nhất thời Cũng không có nghĩa là sẽ nhịn ngươi một đời Nghe được Đường Mẫn nói, Đường Hân tức khắc ngồi không được, hốc mắt trở nên sương mù mênh mông, cắn môi ra vẻ ủy khuất. Mẫn Nhi đừng oan uổng tỷ, trước nay tỷ không hề nói không muốn gả cho biểu ca, là tổ mẫu quyết định, có quan hệ gì tới tỷ chứ? Đường Hân, ta thực chán ghét có người ở trước mặt ta làm bộ làm tịch, thu hồi nước mắt của ngươi đi, ta không mắc lừa. Hơi bực bội khẩy khẩy tóc bên tai, ngươi có thể rời đi sao? về sau chúng ta coi như không quen biết lẫn nhau đi miễn cho nhìn nhau không vừa mắt ta cũng lười ứng phó ngươi mẫn nhi sao muội có thể nói tỉ như vậy chúng ta chính là tỉ muội mà ừ ta không thèm quay đầu lại nhìn bùi cẩm triều đang xem diễn trong lòng có chút phức tạp quan hệ hai người bọn họ còn đang ở thời kỳ ma hợp hơn nữa cũng không biết về sau sẽ tiến triển như thế nào tuy hiện tại hắn biểu hiện yêu thương thê tử nhưng cũng chỉ là ngụy trang thôi thậm chí nàng cảm thấy nếu sau này hắn có nữ nhân khác, cũng như cũ sẽ tốt với nàng. Loại cảm giác này làm người thực không thoải mái. T. Chàng làm gì vậy, đau quá. Lòng bàn tay truyền đến một trận đau đớn, cúi đầu vừa thấy một dấu răng hình trăng non xuất hiện giữa lòng bàn tay non mềm. Hắn nắm tay nàng, ngón tay cái mềm nhẹ xoa xoa lòng bàn tay nàng. Nàng ngẩn người làm gì? Chỉ là việc nhỏ không đáng kể thôi, biểu ca nghỉ ngơi một lát đi, ta đi giúp nương. Có lẽ đường hân rời đi lúc nàng đang phát ngốc, hơi hơi mỉm cười với hắn, nàng liền đi ra ngoài. Giữa trưa trên bàn cơm không quá náo nhiệt, nhưng lão gia tử vẫn mời con cháu nhà đường huynh đệ trong thôn tới cùng dùng cơm. Mẫn tỷ, tỷ phu thật là đẹp mắt. Ghé vào bên người đường mẫn nói chuyện chính là đường ngọc, năm nay 13 tuổi, chỉ nhỏ hơn đường mẫn một tuổi, cũng đã định hôn sự, qua hai năm sẽ thành thân đường mẫn gấp cho nàng một khối thịt đô đô thật sự đẹp như vậy sao dạ tính tình đường ngọc thực hoạt bát tính cách thiện lương thanh danh trong thôn cũng rất tốt phu quân tương lai là con trai trưởng quầy một tiệm vải trong thị trấn còn đọc sách ở thư viện năm trước đường ngọc thường xuyên theo trong nhà đi trấn trên bán đậu hũ sau đó được mẹ chồng tương lai nhìn trúng cuối năm đã hạ xính lễ mỗi ngày lễ lớn nhỏ trong năm cũng sai con trai tới trong thôn tặng quà cho nhà đường ngọc vừa thấy chính là nhà chồng tốt muội cũng đừng nói tỉ, qua hai năm muội cũng sẽ thành thân, nói không chừng phu quân tương lai còn có thể thi đậu công danh, về sau tiểu ngọc nhà chúng ta chính là quan thái thái. Sắc mặt đường ngọc đỏ bừng, cái này muội nào biết đâu, muội cũng không phải vì vậy mới gả đi nhà bọn họ. Ở Đại Vinh, 14 tuổi chải tóc phụ nhân cũng không phải không có, làng trên xóm dưới cô nương 13-14 tuổi gả chồng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng phàm là trong nhà có chút tiền của, đều sẽ chờ đến cô nương 15-16 tuổi cập kê mới gả chồng. Tất cả mọi người đều biết sức khỏe bùi cẩm triều không tốt, nhưng hôm nay thấy, khí sắc lại không giống một người đoản mệnh. Đặc biệt là Trần Thị, nhìn thấy bùi cẩm triều ôn nhuận như ngọc, đã không còn ho khan như nửa tháng trước, sắc mặt cũng hơi hồng nhuận, trong lòng nàng ghen ghét phát cuồng. Nàng nhờ nhà mẹ để làm mai nhà giàu cho con gái, đơn giản chính là không bỏ được sĩ diện trước mặt cha mẹ chồng, đặc biệt là con gái chính mình bị lão thái thái ghét bỏ nếu tùy ý lão thái thái làm chủ cho hôn sự của hân nhi không chừng sẽ chọn nhà nào mất mặt nhưng nhà mẹ đẻ cũng thật là quá không biết hàng con gái nàng thật tốt tay nghề theo thùa cũng là số một số hai trong thôn vậy mà lại tìm con trai một thợ săn như vậy nếu chấp nhận dạng này lúc trước nàng sẽ không để việc hôn nhân với bùi gia lần này đường mẫn hồi môn mang theo mấy miếng vải còn có một miếng thịt thật lớn cùng với vài loại điểm tâm, đương nhiên còn có gia vị khác linh tinh. Nếu đường hân gã cho nhà kia, hồi môn có thể mang gì? Món ăn hoang dã trong núi sao? Ai thèm, này không phải làm con gái nàng mất mặt sao? Trong lòng không thoải mái, sắc mặt tự nhiên không tốt. Nghe mấy chị em dâu nhà thúc bá cao hứng nói chuyện với Trương Thị, nếu không phải trên bàn có nhiều thịt như vậy, nàng khẳng định bỏ đũa chạy lấy người, nhìn một cái đức hạnh kia chờ bùi cẩm triều vừa chết xem nhị phòng còn gì để khoe khoang cơm trưa xong nam nữ phân ra triếu riết dò hỏi rất nhiều chuyện có lẽ vì đường mẫn đã thành thân miệng mấy trưởng bối liền lỏng rất nhiều lời nói cũng có chút thoáng thâm nhập đương nhiên cũng e ngại trước mắt không ít tiểu cô nương chưa cập kê đều là nhỏ giọng hỏi đường mẫn thân là người hiện đại đối với đề tài hàm súc tới cực điểm này nàng thấy chỉ là dừng lại ở cấp bậc chuyện cười người lớn nhưng cũng ra vẻ e lệ đáp lại, ngược lại chọc không ít trưởng bối nhấp môi cười không ngừng. Buổi chiều giờ thân, Bùi Cẩm Triều nhìn thời gian không còn sớm, nói muốn đưa đường mẫn về nhà, mà lúc này bên ngoài đã là sấm sét ầm ầm. Tuy lão thái thái đau lòng Bùi Cẩm Triều, nhưng ngày hồi môn cho dù hạ mưa đá cũng phải đi, không thể ở lại, chỉ mang tới cho Bùi Lục Lan một cái áo tơi, dặn hắn bao kín chút, miễn cho trở về bị phong hàng. Lên xe ngựa, ba người cáo biệt người đường gia bùi lục lan lái xe ngựa đi phía sau núi đào hoa tuy khoảng cách không phải rất xa nhưng cũng đi gần nửa canh giờ lúc tới thôn trang quản sự bên trong nghe được tiếng đập cửa chống ô che mưa đi ra trước mắt mưa to tầm nhìn đã rất thấp cho dù cầm dù cũng bị gió thổi ngã trái ngã phải chờ mở cửa quần áo quản sự đã ướt hơn phân nửa bùi công tử mời ngài vào trong Quản sự làm thủ vệ gã sai vặt mở cửa, chờ Bùi Lục Lan lái xe ngựa chạy nhanh vào mới đóng cửa theo sau. Xuống xe, khoảng cách nhà ở không đến 10 thước, chờ vào nhà, giày vớ và vạt áo hai người cũng bị ướt dầm dề, mới vừa đứng định, mặt đất cũng đã hội tụ một vũng nước, đủ để thấy hôm nay mưa rất to. Lục Lan, hôm nay mưa quá lớn, buổi tối đệ cũng đừng đi trở về, chờ ngày mai hết mưa rồi nói sau. Bùi Lục Lan cao hứng gật đầu, dạ được nghe lời tam ca. Đào Hoa Sơn Trang là một tòa nhà bốn viện, mỗi viện đều có 6-7 gian phòng, hơn nữa trong phòng trang trí khảo cứu xa hoa, lịch sự tao nhã điệu thấp. Toàn bộ thôn trang rừng cột chạm trổ, mái công huyền linh, trong một mảnh mưa bụi, giống như tiên cảnh. Thôn trang có vài cái ao, còn về ở trên núi làm sao có suối nước nóng, đường mẫn không biết, chỉ cần lúc này có thể ngâm tắm là được. Bởi vì đã nói trước với phu thê bùi thị ở đây vài ngày, nên cũng mang theo không ít quần áo, xe ngựa ở đường Gia là ngừng trong lều cỏ, cũng không bị mưa ướt, quần áo tự nhiên cũng bình yên vô sự, nhưng vì trời mưa, nhiều ít có chút hơi ẩm, lúc nàng chuẩn bị tắm gội, tỳ nữ trong thôn trang đã lấy đi hông khô. Đường mẫn 14 tuổi, dáng người phập phồng, hai luồng trước ngực còn chưa hoàn toàn phát dục, hiện tại tuổi này nơi nào có thể nhìn ra được trước đột sau kiều, nhưng duy nhất làm nàng vừa lòng chính là thân mình này phi thường dẻo dai, không nói khuôn mặt xinh đẹp hơn nàng rất nhiều, làn da cũng tràn đầy collagen, trắng như trứng gà lột vỏ, nộn như có thể véo ra nước, kiếp nước nàng gần 30 tuổi, hoàn toàn không thể so sánh. Lúc này nàng ngâm mình trong ao ấm áp, một đường mưa to mờ mịt lạnh lẽo cũng dần dần tiêu tán, ấm áp xuyên thấu khắp người vào trong cơ thể, làm nàng thoải mái thở dài một hơi. Bùi cẩm triều là dạng nam nhân gì, nàng cũng chỉ mới bước đầu hiểu biết tình yêu với hắn chỉ là gia vị thông qua mấy ngày nay hắn trêu chọc chính mình là có thể phát hiện hơn nữa vẫn là người một lời không hợp liền hôn hoặc là ngôn ngữ phù hợp cũng thích hôn đêm tân hôn miệng nàng đều sưng như vậy cuộc sống sẽ không khổ sở tâm không động sẽ không đau nhớ lại mấy năm ở bên trượng phu kiếp trước ngày thường hai người giao lưu đều là công việc rất ít có chuyện khác để nói nhưng hiện tại nàng có cảm giác nếu làm bộ làm tịch là một nghề nghiệp, hắn chính là tinh anh trong tinh anh. Tắm gội xong, mặt trung y ra khỏi phòng, chậm rì rì xuyên qua hành lang đi phòng nàng và bùi cẩm triều, chiều dài hành lang khoảng 30 thước, chiều rộng hơn nửa thước, cách mấy thước có một cọc đá cỡ đùi nam nhân, cách một thước treo một trảng đèn lồng màu đỏ, lúc này đều đã được thắp sáng, chiếu rọi toàn bộ hành lang sáng như ban ngày. Đi đến cửa phòng, nhìn thấy bùi cẩm triều cũng khoác áo đi ra tắm thoải mái không thực thoải mái nơi này thật rất tốt vậy chúng ta ở đây thêm vài ngày được chỉ cần có thể không bị người quấy rầy ở nơi nào cũng giống nhau nhiều năm thói quen nàng vẫn không thích ồn ào may mắn là xuyên đến đây gả cho bùi cẩm triều gia đình đơn giản nếu xuyên đến những danh môn vọng tộc lục đục với nhau mới là thật sự phiền toái quan trọng nhất chính là đường mẫn có chút chút nhang khống thanh khống tay khống. Mà bùi cẩm triều gần như đều có. Triền miên cùng nam nhân như vậy cũng sẽ không cảm thấy ghê tẩm, hơn nữa tuy hắn rất ma người, nhưng hiển nhiên thực nhẫn nại, lúc làm chuyện phòng the đều cố gắng đạt tới hai người đều thoải mái. Bùi cẩm triều hiển nhiên đã tắm gội trong phòng, lúc này đang ngồi đọc sách trên trường kỷ ở nhà kề, bên cạnh hắn còn châm một chậu thang. Hiện giờ ngày nóng bức, cho dù trời mưa cũng chỉ làm người cảm thấy mát mẻ, rốt cuộc thân thể hắn không tốt đến mức nào mà mùa hè còn phải dùng chậu than sưởi ấm. Bên ngoài, một tiểu nha đầu mặc váy áo hồng nhạt, búi xong kế đi vào, trong tay còn sách theo hai hộp đồ ăn. Nha đầu kia nhìn thấy đường mẫn, cười khanh khách khuất thân hành lễ, phu nhân, cơm chiều đã chuẩn bị tốt, hiện tại dọn cơm sao. Đường mẫn gật gật đầu, chỉ vào bàn tròn bên bùi cẩm triều nói, dọn ở nhà kề đi. Dạ. Bên ngoài mưa rơi tầm tã, hơi ẩm tràn ngập, một chốc một lát tóc là không khô nổi. Nàng không thể lý giải trong tiểu thuyết hoặc là phim truyền hình, thoáng bị gió thổi một chút liền phong hàng, lúc đi học, cho dù là dầm mưa về nhà, tắm nước ấm một cái. Ngày hôm sau cũng như củ tung tăng nhảy nhót, quanh năm suốt tháng nàng đều rất ít sinh bệnh. Khoát đầu tóc ướt dầm về đi vào nhà kề, nàng nói, biểu ca, dùng cơm đi. Được. Bùi cẩm triều gác sách, đỡ cánh tay nàng đứng lên đi đến bàn tròn. Tiểu nha đầu dọn thức ăn xong liền im ắng rời đi, còn săn sóc đóng cửa phòng lại. Hai người trầm mặt dùng cơm chiều, chờ tiểu nha đầu thu thập đi xuống, tóc nàng đã gần khô. Biểu ca, đêm đã khuya, sớm chút nghỉ ngơi đi. Thân mình chàng có khỏe không? Bên ngoài mưa rền gió dữ, sắc mặt bùi cẩm triều càng là trầm tĩnh như nước, hắn nhìn đường mẫn, phát hiện nha đầu này biểu tình cũng là ôn ôm nhuận nhuận, nàng thực thích trời mưa sao đường mẫn cười gật gật đầu thích lúc trời mưa chỉ có tiếng mưa rơi không có thanh âm khác thực an tĩnh, tiếng mưa rơi có quy luật cũng sẽ làm đầu óc người trở nên hòa hoãn mới vừa nói xong trên đầu liền ăn một cái bún còn tuổi nhỏ lại giống như đầy bụng ưu sầu sắc trời không còn sớm đi nghỉ thôi a à, còn đánh nữ nhân có lầm hay không nhà một trận trời đất quay cuồng, cả người đã bị bùi cẩm triều bế lên, hơn nữa vẫn là công chúa ông khiến người mơ màng. Biểu ca, chàng làm gì vậy, thả ta xuống, thân thể hắn thật sự không có vấn đề chứ. Ông nàng chậm rì rì tới giường, mẫn mẫn, thân thể vi phu không tốt, hiện tại đã thực cố hết sức, đừng lộn xộn. Đường mẫn, cảm thấy cố hết sức cũng đừng ông ta, lại không phải ta không thể đi. Thả nàng xuống giường, cuối người áp đi lên, Túng đôi tay nàng, nắm lấy cổ tay đưa qua đỉnh đầu, một cái tay khác linh hoạt cởi bỏ dây buộc trung y của nàng, bàn tay nóng trực thoáng tiến vào bên trong yếm. Đối phương này một loạt động tác làm cả người và gương mặt nàng đều đỏ lên, muốn giải dụ, lại đột nhiên phát hiện sức lực hắn rất lớn. Điểu ca, ngày động phòng chàng nói chỉ có đêm đó mới phóng túng. Bùi cẩm triều cúi đầu hôn hôn môi đỏ liễm diễm của nàng, hơi thở nóng trực nói, mẩn mẫn mỗi đêm đều giống nhau đường mẫn trong lòng rít cào, vê đúc tê ép. Chờ bị lăn qua lộn lại ba lần, nàng đã sức cùng lực kiệt, bùi cẩm triều cũng có chút mệt mỏi. Có lẽ là muốn đùa giỡn hắn hai câu, không ngờ xúc phạm tới lòng tự tôn nam nhân của hắn, làm lúc này nàng mệt đến mức ngay cả đầu ngón tay cũng không muốn động, hận không thể trực tiếp ngủ. Đáng tiếc chính là, lúc này toàn thân nhão dính dính. Thời điểm này, như cũ là bùi cẩm triều ôm thê tử mềm mại thành một đoàn đi tắm. Vốn tưởng rằng có thể hưởng thụ mỹ nam phục vụ, không nghĩ tới cho dù đã mệt mỏi, ở thau tắm bùi cẩm triều lại lần nữa lăn lộn, làm nàng khổ mà không nói nên lời. Sáng hôm sau, dùng xong cơm sáng, Bùi Lục Lan vội vàng lái xe ngựa rời đi, đường mẫn bị bùi cẩm triều mang theo, ngồi xe ngựa của thôn trang đi thị trấn, hôm nay chính là ngày họp chợ. Trên chợ, rất sớm đã bắt đầu bày quán, bọn họ tới cũng tương đối trễ, nơi này đã là biển người tấp nập rau dưa củ quả gà vịt thịt cá cái gì cần có đều có thị trấn nhìn qua phồn hoa náo nhiệt hơn nhìn thấy trên tivi nhiều diện tích cũng không nhỏ nhà cửa cũng rất chú ý một hương vị cổ phong nồng đậm ập vào trước mặt xuống xe ngựa phát hiện lúc này bọn họ đang ngừng trước quầy hàng thịt heo của bùi hải cường cha bùi hải cường đang cân cho khách nhìn thấy con trai con dâu đến cao hứng nhếch môi sao các con lại đến đây có nóng hay không không có việc gì biểu ca tới mua mấy quyển sách con theo biểu ca cùng đến xem xa phu đậu xe sau quầy hàng của bùi hải cường cho ngựa ăn cỏ vậy các con đi đi giữa trưa có về nhà ăn cơm không cha thôn trang có người nấu cơm không cần lo lắng cho chúng con con đưa mẫn mẫn đi dạo tiệm sách không màng ánh mắt người ngoài bùi cẩm triều lôi kéo tay đường mẫn liền đi sau khi bùi cẩm triều vào tiệm sách liền tìm kiếm trên kệ, đường mẫn tự nhiên cũng một đầu chui vào kệ sách tìm vài quyển chuyện xưa niên đại này. Nơi này là thị trấn ở nông thôn, chuyện xưa thực không ít, so với sách đứng đắn, vẫn là thoại bản dân gian chiếm đa số. Phần lớn là chút tú tài nghèo kiết hủ lậu không ốm mà trên viết, đa số đều là tình yêu giữa thư sinh nghèo túng và thiên kim nhà giàu, kiên trinh không đổi, tuy quá trình bị trong nhà thiên kim tiểu thư các loại phản đối, nhưng cuối cùng vẫn ở bên nhau bên trong cũng có một ít đoạn ân ái truyền niên lộ liễu nơi này tin tức bế tắc có thể xem tiểu thuyết thế này cũng xem như một loại tiêu khiển quá chính quy nàng căn bản không thích xem hơn nữa toàn bộ đều là thể văn ngôn nếu ngày thường lấy làm tiêu khiển sẽ rất thống khổ viên ương kết thư sinh và tiểu thư cẩm tú duyên mặc bùi cẩm triều có chút tái nàng muốn đọc mấy cuốn này buổi tối không ăn no sao còn muốn tìm kích thích trong thoại bản dân gian. Đường Mẫn cầm ba năm cuốn truyện xưa bìa có hơi ố vàng ôm vào trong ngực, hơi hơi nhấp môi cuộc cường nhìn hắn, ý thực rõ ràng, chàng phải mua cho ta. Bùi công tử bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu tức phụ, tính cả sách trong tay chính mình, cùng với giấy và bút mực toàn bộ đều gác trên quầy, làm trưởng quầy tính tiền. Ra ngoài, Đường Mẫn rất cẩn thận nhìn một chồng sách trong tay hắn, sợ đi đến góc xó xỉnh nào đó bị hắn phủi tay ném xuống cái kia biểu ca này đều là bạc cho nên cái kia cái gì chàng cần phải cầm chắc nhìn nàng đề phòng chính mình như đề phòng cướp bùi cẩm triều hận không thể ném sách trong tay tới trên người nàng trở lại quầy của bùi hải cường thịt heo đã bán xong rồi còn lại xương ống và sườn đường mẫn nghĩ lúc về có thể làm sườn heo chua ngọt và nấu canh xương này đều là thịt sạch tươi ngon cộng thêm tay nghề của nàng làm khẳng định ăn ngon Yêu thích duy nhất của nàng chính là ăn, từ cơm bát bữa chính hệ đến các kiểu cơm Tây, từ các loại rượu Trung Quốc ủ lâu năm đến rượu vang đỏ trứ danh thế giới, còn có các nơi Mỹ thực ăn vặt, sau đó vì gả cho hắn, chính mình rất ít ăn những món ăn vặt ven đường. Cha, xương ống và sườn cho chúng con mang về thôn trang được không? Con muốn nấu vài món bồi bổ cho biểu ca. Bùi Hải Cường vừa nghe, hai lời chưa nói liền gật đầu đáp ứng, trực tiếp bao lại xương ống và sườn, đưa cho gã sai vặt theo bùi cẩm triều tới bỏ vào xe ngựa còn muốn mua gì nữa không dạ không đào hoa sơn trang cái gì cũng có cho dù thiếu hạ nhân cũng sẽ đi mua vậy các con trở về sớm một chút bên ngoài nắng gắt cẩn thận cảm nắng hiện tại bùi hải cường tuổi trẻ lực tráng trong nhà cũng có chút của cải cho dù sau này con trai không làm gì cả hai bọn họ cũng sẽ không để ý chỉ cần con trai bình bình an an là đủ trở về thôn trang đường mẫn mang xương ống và sườn chui vào phòng bếp trong phòng bếp là một phụ nhân trung niên xử lý nhìn thấy đường mẫn tiến vào bị dọa không nhẹ phu nhân trong phòng bếp dơ bẩn sao ngài lại vào đây ngài muốn làm gì sai bà tử làm là được đường mẫn không thèm để ý lắc đầu không có việc gì ta muốn nấu canh cho biểu ca bà làm trợ thủ cho ta đi nơi này gia vị kém khá xa hiện đại duy nhất nàng có thể cải tiến chính là làm canh đừng có quá nhiều hương vị khó nghe ở phòng bếp bận việc hơn nửa canh giờ sườn heo chua ngọt ra dĩa hương vị thơm ngọt xương sườn cũng hầm trong nồi thực mềm gần như vào miệng là tan chỉ là xương ống vẫn như củ hầm trong nồi cái này cần thời gian nhiều chút bùi cẩm triều ăn trên mặt không biểu hiện ra ngoài nhưng lại cảm thấy nha đầu này nấu cơm ăn rất ngon mua nhà không cần sốt ruột thay vì ở trong thị trấn mua Chờ mấy ngày nữa, chúng ta đi Kinh Thành mua. Kinh Thành Kinh Thành ở nơi nào? Đối với Đại Vinh quốc gia này, Đường Mẫn vẫn là hỏi một cái đã hết ba cái là không biết. Thịnh Kinh Thành, cách thôn chúng ta về phía Đông Nam hơn một ngàn dặm, cần đi xe ngựa ba ngày, sau đó đi đường thủy nửa tháng mới có thể đến. Xa như vậy sao? Đường Mẫn thấp giọng hỏi, vậy chúng ta khi nào đi? Bùi Cẩm Triều hơi hơi trầm mặt, lẳng lặng nhìn nàng một hồi lâu mới đạm thanh nói nàng không thích ở nơi này cũng không phải kỳ thật ở nơi này khá tốt chỉ cần ở cạnh biểu ca ở nơi nào đều tốt ta không phải không thích cha mẹ có thể có cha mẹ chồng như vậy ta đã thực may mắn chính là ở cùng cha mẹ chung quy có chút bất tiện nơi nào bất tiện đại vinh triều cha mẹ còn sống thì không phân gia hơn nữa cha mẹ chỉ có một đứa con trai là ta mẫn mẫn sẽ không làm ta thất vọng chứ. Bùi Cẩm Triều nói những lời này liền có chút cảnh cáo. Kỳ thật đường mẫn nói xong câu kia, trong lòng cũng đã cảm thấy chính mình có chút quá mức. Từ khi nàng đi vào thế giới này, tổng cảm thấy có chút khó có thể dung nhập, cho dù biết cổ đại quy cũ, nhưng tân hôn vợ chồng còn ở cùng cha mẹ chồng, nàng liền cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, cho dù cha mẹ chồng đặc biệt tốt với nàng, này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau thực xin lỗi, là ta nói có vấn đề, biểu ca xem như chưa từng nghe đi. Bùi Cẩm Triều thấy thái độ nàng nhận sai tốt đẹp, cũng buông xuống đề tài. Từ cuối tháng 6, mãi cho đến tháng 8 hoa quế phiêu hương, bọn họ ở đào hoa sơn trang ước chừng một tháng rưỡi, mới quay về bùi gia. Châu Thị nhìn thấy khí sắc con trai hồng nhuận, nói không nên lời vừa lòng đối với đường mẫn. Con dâu tuyệt đối là vượng phu, mới thành thân bao lâu, Bộ dáng con trai bệnh ửng ửng liền trở thành hư không, đảo mắt trở nên tinh thần. Mẫn Nhi, con nghe nói sao? Hân Nhi đính hôn, tháng 11 thành thân, nghe nói là công tử nhà Trương lão gia trong thị trấn, là quý thiếp. Châu thị giọng điệu oán trách và không tán đồng, nhưng nàng chỉ là cửu mẫu, cũng chỉ có thể nói nói mà thôi. Quý thiếp? Đường Mẫn nhíu mày, sau đó kéo cánh tay Châu thị đi vào trong phòng ngồi xuống, trong nhà rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ai biết được một cô nương chính thê không làm một hai phải ham nhà phú quý đi làm thiếp, cho dù là quý thiếp về sau nhìn thấy chủ mẫu cũng phải cúi đầu không lưng. Cha mẹ nàng cũng không đáng tin cậy. Mấy ngày hôm trước ta đi đào hoa thôn, đại bá nương con vui đến mức cười không khép miệng được. Nghe nói trương lão gia cho đại bá nương con hai trăm lượng bạc. Của hồi môn có ba mươi đài, nàng gặp người liền nói con gái nàng là đi làm thiếu nải nải, Con nói cái này kêu chuyện gì a? À? Châu thị có chút phẫn nộ dù sao hai nhà bọn họ là thân thích, con trai thân mình khỏe còn muốn đi thi, về sau con dâu cũng chính là quan thái thái, nếu có một đường tỷ làm quý thiếp, nói ra sẽ mất mặt cỡ nào. Lui một vạn bước nói, chi dù con trai không thi đậu, về sau bọn họ đi trong thị trấn bán thịt heo, nghe nói chuyện này, trong lòng cũng cảm thấy dơ bẩn. Lúc này, trâu thị càng là may mắn, lúc trước cưới chính là đường mẫn mà không phải đường hân, nếu không nói không chừng hiện tại nhà bọn họ đã chướng khí mù mịt. Hơn nữa nói một câu không may mắn, nếu con trai cưới đường hân xong bất hạnh rời đi, đường hân tuyệt đối sẽ không an phận thủ thường, thanh danh bùi gia bọn họ ở bùi trang xem như hoàn toàn xong rồi. Mẫn nhi, nương có con dâu như con thật sự rất cao hứng. Nhìn trâu thị, cảm thụ được vết chai trong lòng bàn tay nàng, đây là một nữ tử nông thôn thực một mạc, vì trượng phu và con trai cam tâm tình nguyện trả giá. Nhưng nàng lại muốn rời đi bọn họ, cùng bùi cẩm triều ở riêng, nàng biết ý tưởng này không phải một sớm một chiều có thể thay đổi thậm chí không biết về sau mẹ chồng nàng dâu các nàng có mâu thuẫn hay không nhưng hàm răng và môi đều có lúc đánh nhau huống chi là quan hệ mẹ chồng nàng dâu từ xưa đến nay đều khó có thể điều hòa nương con cũng thật cao hứng có thể làm con dâu của nương con ngoan đêm đó bùi cẩm triều ôm đường mẫn ngón tay như có như không lên xuống trên cánh tay lõa lồ của nàng dẫn tới đường mẫn không vui nắm chặt ngón tay hắn, ngăn cản động tác của hắn. Chàng nói xem đường hân nghĩ như thế nào. Phú quý thật sự quan trọng như vậy sao? Quý thiếp, vậy mà cha mẹ nàng có thể cao hứng. Mặc dù thân là người hiện đại, nàng cũng biết thiếp thất ý nghĩa ra sao, cho dù là quý thiếp, suốt ngày vẫn phải sớm tối thưa hầu chủ mẫu, nếu lỡ như nàng xuyên đến đây làm thiếp thất, điều duy nhất nàng có thể làm đại khái là an phận thủ thường trong tiểu viện của chính mình, có ăn có mặt là được. Cha mẹ như vậy không phải chỗ nào cũng có, nói gì bây giờ. Bắt lấy tay nàng, ngón tay lại lần nữa du tẩu trên cánh tay nàng, da thịt trơn bóng như sứ trắng, mang theo hơi hơi thấm lạnh, làm hắn yêu thích không buông tay. Hơn nữa nam tử nạp thiếp cũng là chuyện thực bình thường, nam nhân ở Đại Vinh Triều Phàm là có chút của cải, ai không có hai phòng mỹ thiếp. Mẫn mẫn, ta sẽ không nạp thiếp, trừ phi nàng không thể sinh con trong lòng đường mẫn lột bột theo sau ngửa đầu nhìn nam nhân đang ôm chính mình phát hiện ánh mắt hắn mỉm cười biết hắn đang trêu đùa mình lỡ như là biểu ca không thể sinh con thì sao bùi cẩm triều im lặng đáy mắt có cảm xúc đang ấp ủ chắc chắn nàng không có cơ hội tìm nam nhân khác đâu xoay người áp đi lên cho nên chúng ta nỗ lực nhiều một chút đi đường mẫn mắt cỡ đỏ mặt kiếp trước số lần mỗi tháng cùng trượng phu còn so ra kém số lần mỗi ngày cùng bùi cẩm triều, nhưng nàng lại phát hiện ngực chính mình dần dần to ra, mà da thịt cũng càng thêm thủy nộn, mịn màng. Quả nhiên, quảng cáo nói thứ giúp nữ nhân bảo dưỡng dung nhan hoàng mỹ nhất là tình dục không sai chút nào. Trước khi bùi cẩm triều trùng sinh có ba đời thê tử, người thứ nhất là nữ tử hắn yêu nhất, cũng là thiên kim con vợ cả danh môn vọng tộc, đáng tiếc thành thân năm thứ hai, lúc sinh sản một xác hai mạng, Hai đời thê tử sau đó đều là phụ thân làm chủ, tùy tiện cưới về, bản thân không có bao nhiêu cảm tình. Lúc hắn chết đã 26 tuổi, dưới gối không con, mà sau khi hắn chết 2 năm, phụ thân cũng bị vị trên long ý định tội mưu nghịch, chém đầu cả nhà. Năm đó nếu không có phụ thân ở sau lưng tương trợ, làm sao hắn có thể bước lên vị trí trí cao vô thượng kia, làm sao có thể vượt qua thái tử đăng cơ, sao có thể áp chế được phiên vương, lúc mình còn sống, Hắn và chính mình xưng huynh gọi đệ, không ngờ lại âm thầm phái người độc chết mình, hơn nữa lấy tội danh có lẽ có chém đầu cả nhà duệ thân vương phủ. Món nợ này, thù sâu như biển, sao hắn có thể không báo? Lần này chẳng những phải kéo tên kia xuống long ỷ, mà chính mình còn muốn thay thế. Ngày đó Đường Mẫn nói không sai, hắn muốn làm hoàng đế. Đương nhiên, chuyện này không phải một sớm một chiều có thể đạt thành, nếu nàng có thể sinh con trai cho chính mình nàng có thể được địa vị trí cao vô thượng hắn cũng không để bụng độc sủng nàng sau khi sống lại vô số lần hắn nghĩ tới một vấn đề năm đó tuệ âm chết có phải là bút tích của tên kia không a à, eo truyền đến một trận đau đớn cuối đầu phát hiện lại là tiểu nha đầu này đô môi đỏ phấn nhuận không vui trừng hắn chàng thất thần hắn nhịn không được bật cười sau đó thu hồi tâm thần cuối đầu chuyên tâm thỏa mãn tiểu nha đầu trong lòng ngực hắn luôn luôn là người tự hạn chế cho dù lúc trước tuệ âm ở bên người chính mình cũng không phải hàng đêm triền miên nhưng gặp được đường mẫn hình như chuyện phòng the có chút mất khống chế nữ nhân này mềm dẻo và bao dung đều làm hắn kinh ngạc hiện tại thân thể hắn còn rất suy yếu chờ thêm hai năm thân mình điều trị tốt hắn tin tưởng nữ nhân này như cũ có thể thừa nhận hắn đòi lấy hơn nữa đa dạng rất nhiều nàng rất phóng khoáng tình cảm mãnh liệt mới nghĩ lần này đường mẫn thật sự kiệt sức mỗi đêm hắn đều phải liều mạng lăn lộn chính mình hai lần này vẫn là trong người chưa khỏe mạnh hơn nửa năm nay hắn mới 19 tuổi phóng túng như vậy thật sự sẽ không tin tận nhân vong sao tùy ý hắn ôm chính mình tắm gội đường mẫn mệt đến mức ngay cả ngón tay cũng không muốn động ngày hôm sau lúc bùi cẩm triều thức dậy đường mẫn còn ngủ rất sâu tối hôm qua bởi vì một đoạn tiểu nhạc đệm lăn lộn nha đầu này không nhẹ, động tác khó tránh khỏi sẽ càng rỡ hơn rất nhiều. Đi vào tiền viện, Bùi Hải Cường đã giết xong hai con heo, lúc này đang xử lý huyết heo, cắt khung xương. Châu Thị nhìn thấy con trai lại đây, khó được hôm nay buổi sáng Mẫn Nhi không tới giúp nàng làm cơm sáng. Mẫn Nhi không thoải mái sao? Châu Thị lo lắng hỏi. Bùi Cẩm Triều gật gật đầu, xem như đáp lại mẫu thân chờ mong. Châu Thị hình như còn không hài lòng, giơ tay ngoắt con trai đến gần một chút, sau đó thấp giọng nói, con à, con cần phải nỗ lực một chút, tranh thủ làm Mẫn Nhi sớm hoài thai, con nhìn xem con trai Tứ Lan đã biết đi đường, tức phụ Ngũ Lan cũng có mang. Nương, Mẫn Mẫn năm nay mới 14 tuổi, sinh con quá sớm sẽ rất nguy hiểm, con nghĩ lại chờ 2 năm, ngài đừng gấp. Triều Nhi, con, ngay sau đó Châu Thị lại trở nên thần thái phi dương, ông đồng cánh tay con trai, trung giọng nói, Triều Nhi, có phải thân thể con khá hơn nhiều không nương không nhìn ra sao con dâu của nương chính là phúc tướng trâu thị lập tức cười không khép miệng được liên tục gật đầu không ngừng đúng đúng con nói không sai mẫn nhi là phúc tinh từ lúc đứa nhỏ này vào cửa thân mình con từng ngày khỏe lên nương và cha con thật cao hứng chỉ cần con không có việc gì cho dù cha mẹ chịu khổ bao nhiêu cũng cam tâm tình nguyện con nói cũng đúng Hiện tại Mẫn Nhi mới 14 tuổi, chỉ cần thân thể con không sao, chúng ta lại chờ 2 năm cũng không chậm. Cảm ơn nương thông cảm. Lúc Đường Mẫn mở mắt ra đã là giờ tị, đây vẫn là lần đầu tiên nàng dậy muộn kể từ khi gả chồng. Nhưng lúc nàng đi đến tiền viện, lại nhìn thấy Châu thị đang giặt đồ trong sân. Nương, con giúp nương giặt. Châu thị nhìn thấy con dâu, vẫy vẫy tay nói, con mới vừa dậy, trong nồi có chừa đồ ăn, mau đi ăn đi chỉ có vài bộ quần áo, nương giặt rất nhanh là xong. Biểu ca đâu? Theo cha đi trong thị trấn sao? Bán thịt heo cha con làm một mình là được, biểu ca con đi qua nhà ngũ lan, đặt tên cho con hắn sắp sinh ra. Đổ hết nước bẩn trong bồn, tiếp tục thêm nước sạch, trâu thị làm thủ công nghiệp tuyệt đối lành nghề, ngày thường đường mẫn cũng chỉ biết nấu chút đồ ăn, việc tay chân đều có người giúp việc, xem ra về sau phải học tập nhiều ở mẹ chồng. Buổi sáng Triều Nhi nói với nương, con còn nhỏ tuổi, sinh con sẽ có nguy hiểm, hiện tại biểu ca con khỏe hơn rất nhiều, chúng ta cũng không nóng nảy bồng cháu, hiện tại con cứ chậm rãi điều trị thân mình, nương sẽ làm nhiều món cho con bồi bổ. Vậy cũng không cần hiện tại liền bắt đầu bổ chứ. Nương, nương biết may quần áo sao? Châu thị ngẩng đầu nhìn Đường Mẫn, biết chứ, Mẫn nhi muốn may quần áo sao? Dạ, trước kia con không hiểu chuyện cũng không muốn học may áo hiện tại gã cho biểu ca muốn học hỏi nương về sau làm quần áo cho hắn trong lòng trâu thị vui như nở hoa chưa nói hai lời gật đầu đáp ứng được chờ bắt đầu mùa đông nhàn rỗi nương sẽ dạy cho con may áo đúng rồi mẫn nhi qua hai ngày nữa là tặng quà cưới cho hân nhi chúng ta cùng nhau đi đi đường mẫn sửng sốt sao nhanh như vậy lúc này mới đến hôn mấy ngày liền phải tặng quà cưới. Chẳng lẽ đường hân cũng là tân nương sung hỉ? Châu Thị hơi hơi nhấp môi, vắt khô quần áo đi phơi nắng, sau đó mang đường mẫn vào phòng bếp, ngày đó nương không nói chi tiết, trương thiếu gia cũng không tệ, là hân nhi vội vàng dán lên, nghe nói trước mặt mọi người ngã vào lòng người ta, sau đó bị đại bá nương con ăn vạ. Quý thiếp cũng là thiếp, vào cửa không thể mặc đồ đỏ, nhà chồng tìm người làm gấp áo cưới màu hồng phấn, nghe nói trương thiếu gia hình như thực vừa lòng hơn nhi nương đường tỷ là người có tâm tư nàng dùng thủ đoạn như vậy gả vào trương gia trong lòng trương lão gia và thái thái khẳng định không thích châu thị hiểu rõ gật gật đầu con nói rất đúng nương cũng nghĩ như vậy nhưng nương đừng lo lắng đường tỷ tâm tư nhiều cho dù không được cha mẹ chồng tương lai thích ít nhất cũng có thể lung lạc phu quân chỉ sợ cưới con dâu như vậy về nhà cửa không yên đường tỷ lòng tự trọng rất mạnh, ở nhà một hai phải áp con một đầu, đi nhà người khác cũng sẽ không có hại, chắc chắn sẽ không quá kém. Đây vẫn là lần đầu tiên Châu Thị nghe con dâu nói vậy, hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại ngày thường nhà mình và đường gia lui tới không nhiều, không biết rõ nội tình cũng là chuyện thường. Đại phòng cũng chỉ có khiêm nhi là tốt, trước khi con trai thành thân vài ngày, nàng mới phát hiện hân nhi không tốt, lòng ghen ghét quá nặng, lại còn không biết xem trường hợp nhị phòng lại có chút quá mức nhẫn nhục chịu đựng thấy thế nào cũng không giống như người một nhà sống như vậy làm sao có thể thư thái đơn giản ăn hai miếng bùi cẩm triều đã trở lại nhìn thấy đường mẫn hiển nhiên vừa ăn xong cơm sáng hắn xả miệng cười đường mẫn nghẹn sao tươi cười này thấy thế nào như thế nào dâm đãng hơn nửa tầm mắt kia thường thường quét qua ngực giữa và bắp đùi chính mình đặt tên xong rồi sao nàng xoay người giúp đỡ trâu thị thu thập phòng bếp bùi cẩm triều dù bận vẫn ung dung dựa vào khung cửa khóe môi tươi cười càng ngày càng lãng không cho xem phía trước nha đầu này có biết phong cảnh mặt sau cũng ý nhị mười phần hay không xong rồi trâu thị không phát hiện sóng ngầm giữa con trai và con dâu lấy ra một cục bột đặt trên mặt bàn xoa nắng hôm nay giữa trưa nàng chuẩn bị làm bánh bao chiên theo lời con dâu nói lấy tên gì Châu Thị thuận miệng hỏi một câu, sau đó nhìn đường Mẫn đã rửa sạch chén đũa, cười nói, Mẫn Nhi, làm nhân gì? Tiền viện không phải có rau hẹ sao? Nhưng hình như biểu ca không thích ăn, mình lại làm thêm cải thì đi. Bùi cẩm triều nhìn đường Mẫn trong phòng bếp vội vàng chuyển động, nàng thỉnh thoảng vặn vẹo, mông nhỏ kiều kiều lắc lư hết sức phong tình. Ngũ Lan lấy nhũ danh là nhị cẩu, đại danh kêu bùi tử kính. Khá tốt. Đường Mẫn bị nghẹn một chút bùi cẩm triều mỉm cười nhìn tiểu thê tử nàng nói chính là tên nào bùi gia tiểu tức phụ âm thầm trợn trắng mắt ta nói chính là đại danh về sau ta không muốn con ta tên heo chó nha trâu thị lại không thèm để ý nói này có gì tên tiện dễ nuôi giống triều nhi nương người nào đó rất có khí thế la lên âm điệu không cao thanh tuyến thanh nhuận mang theo một chút ách ý cho người ta cảm giác lười biếng đường mẫn chỉ cảm thấy lỗ tai có chút phát ngứa quay đầu nhìn bùi cẩm triều dựa vào bên kia đang nhìn chính mình đáy mắt ý cười lưu chuyển như gió nhẹ đảo qua mặt hồ không ngừng nhộn nhạo ở đáy lòng nàng châu thị tự nhiên biết con trai có ý gì theo sau sửa lời giống như tên tự như trong sách nói sau khi cập quan triều nhi chính mình lấy mẫn nhi có biết không đường mẫn gật gật đầu dạ một tiếng nhìn thấy trên sách của biểu ca kêu thần ngọc thần ý nghĩa con rồng cháu tiên. Ngọc là Mỹ Ngọc sáng loáng. Chữ này xem như rất quý, rất nặng. Nha, Mẫn Nhi cũng biết chữ sao. Châu Thị hình như rất ngoài ý muốn. Đường Mẫn sửng sốt, nàng thật là xem nhẹ chuyện này, đường gia không có người đọc sách, cho dù là ý tưởng bồi dưỡng một người đọc sách cũng không có, hơn nữa trong thôn không có tư thuộc, càng không có người đọc sách, nàng lại biết chữ, làm sao có thể mấy ngày nay biểu ca dạy con. Nàng trực giác là cho dù bùi cẩm triều hoài nghi, cũng sẽ không chủ động mở miệng dò hỏi, không sợ lộ tẩy. Châu Thị lập tức liền tin, con trai và con dâu hòa hảo, cháu trai liền tới sớm, nàng chính là vui thấy vậy. Người nào đó bị vu oan lại nhướng mày nhìn tiểu cô nương đưa lưng về phía hắn, đêm nay trở về ta dạy cho nàng viết chữ. Được. Quả nhiên, hiện thế báo tới thật nhanh rau hẹ lạc xong tẩy sạch, sau đó tinh tế cắt nhỏ, cải trắng cũng cắt nhỏ, sau đó ướp muối ăn để ráo nước, cắt hành gừng tỏi, cho thịt, dầu muối tương, quấy đều. Đường mẫn làm việc rất có quy luật, cho dù chuẩn bị rất nhiều, cũng không thấy luống cuốn tay chân, xem động tác của nàng liền biết là người thói quen làm việc nhà. Bánh bao liền giao cho trâu thị, đường mẫn lại nghĩ xem giữa trưa làm món gì ăn với cơm. Biểu ca giữa trưa muốn ăn gì? Hậu viện rau quả đều có thể hái rồi. Chàng có bị dị ứng gì không? Không có. Bùi Cẩm Triều lắc đầu, nàng làm gì ta ăn đó, ta không kén ăn. Vậy là tốt rồi, nàng cầm một giỏ tre trong góc phòng bếp đi hậu viện, thấy Bùi Cẩm Triều nhất chân chậm rì rì đi theo sau, nàng nói, chàng có thể về phòng đọc sách, làm cơm xong ta sẽ kêu. Ta đi cùng nàng, ta ở sẽ gây trở ngại nàng sao? Tiếp nhận giỏ tre trong tay nàng, một cái tay khác tự nhiên lôi kéo nàng sờ đến vết chai mỏng trong lòng bàn tay nàng hắn nói chờ chúng ta đi kinh thành liền mua vài hạ nhân nàng là phu nhân của ta lòng bàn tay có vết chai sẽ không tốt bị hắn sờ có chút ngứa nàng muốn rút tay về nhưng lực đạo đối phương lại rất lớn cuối cùng chỉ có thể thở phì phì trừng mắt nhìn hắn chẳng lẽ có vết chai mỏng liền không phải phu nhân của chàng luật pháp nào quy định ta quy định Đường mẫn trầm mặt, ngươi còn có thể càng kiêu ngạo một chút sao? Là muốn leo lên trời hay sao? Giữa trưa còn muốn ăn cơm không? Nàng cố ý, nhe răng nhếch miệng, hung tợn nhìn hắn. Bùi cẩm triều cười, tự nhiên là muốn ăn, dù sao tối hôm qua ta chính là tận chức tận trách hầu hạ phu nhân. Ừm, vấn đề này có chút thâm ảo. Hay là phu nhân cảm thấy không hài lòng? Hình như trêu đùa nàng có chút nghiện, bùi cẩm triều nhìn nàng thở phì phì bẻ một trái cà tím ném vào giỏ tre chàng có chút không đứng đắn với quan hệ hiện giờ của chúng ta nàng muốn ta đứng đắn như thế nào bùi cẩm triều cười thật lãng đường mẫn không phải con nít tâm tính đoan chính hơn nữa có nhẫn nại chuyện bình thường sẽ không thể làm nàng tức giận nhưng giờ này khắc này nàng thật sự hận không thể nhét cà tím trong tay vào miệng hắn sạch chết hắn Phần 1 mời các bạn đón nghe phần 2 Các bạn đang nghe truyện tại kênh youtube Các truyện hương xưa Xin hãy bấm đăng ký, like và chia sẻ Để giúp chúng mình có thêm động lực nhé Xin cảm ơn các bạn